Phần 11. Tác phẩm Thương nhân đá quý và tiểu thư kim cương. Hey, các phụ nữ nha, đây là kênh BL Radio. Chương 99. Sau lời cầu hôn, Lục Kiều Vi và Văn Cẩn Ngôn chơi ở Anh vài ngày. Phu nhân Jones dạy bọn họ cưỡi ngựa, hái hoa hồng để làm bánh. Phu nhân Jones rất giỏi làm món tráng miệng, mỗi lần làm bà sẽ bày một sạp nhỏ, ngồi dưới giàn hoa sau chuồng ngựa để nhấm nháp. Mỗi ngày thật thích ý, kỳ nghỉ 7 ngày trôi qua nhanh như nước chảy, đến lúc về nước, mọi người đều còn chưa chơi đủ, thở ngắn than dài. Buổi tối tổ chức tiệc, vừa ăn bánh vừa ngắm trăng, ánh trăng rất đẹp, bầu trời đầy sao, gió thổi nhẹ nhàng, vô cùng dễ chịu. Phu nhân Jones nói chuyện với ba mẹ Lục, ấn định khi nào làm hôn lễ. Năm nay hay năm sau? Đã cầu hôn, hẳn là phải bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Mẹ Lục nói, tôi đã hỏi Vivi rồi, con bé nói cuối năm sẽ mở xưởng, hẳn là mùa xuân năm sau sẽ kết hôn, bà thấy thế nào? Mùa xuân năm sau? Phu nhân Jones nghĩ, nói, khá tốt, xuân đến sẽ có rất nhiều tin tốt, mọi người đã nghĩ cử hành ở đâu chưa? Có rất nhiều nơi muốn đi, bao gồm Pháp, Anh, hoặc các điểm du lịch lớn trong nước, nếu cẩn thận nghĩ lại thì nơi nào cũng tốt. Mấy gia trưởng nhìn Lục Kiều Vi và Văn Cẩn Ngôn, muốn hỏi ý kiến của hai người. Lục Kiều Vi chưa đi nhiều nơi, chỉ đơn giản phát biểu ý kiến của mình, kết hôn ở bãi biển được không? Con thấy nhiều người nổi tiếng thích tổ chức hôn lễ ở bãi biển, cảm giác rất đẹp lại còn lãng mạn. Đúng vậy, bãi biển cũng tốt, còn có thể bao một chiếc du thuyền xa hoa. Thích Nhất Hoang kiến nghị, đến lúc đó có thể ở trên bong tàu ngắm bình minh cùng hoàng hôn. Sau đó, khụ, nàng có thể lấy chiếc vòng cổ ra đưa cho Khúc Thanh Trúc ở trên bong tàu, cảnh tượng đẹp như mơ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy có chút mỹ diệu. Còn chị muốn đi đâu? Lục Kiều Vi hỏi Văn Cẩn Ngôn, có nơi nào đặc biệt muốn đi không? Chúng ta cùng nhau chuẩn bị. Văn Cẩn Ngôn nói, liền đi biển đi, chị còn chưa đi biển. Chỉ cần ở bên người mình thích, đi nơi nào cũng rất tốt. Cô nói thêm, khi chúng ta không còn bận rộn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, để lại dấu chân ở mọi nơi trên thế giới, em thấy thế nào? Được. Lục Kiều Vi thích cảm giác phấn đấu, nhưng nàng sinh ra không phải để mệt mỏi, có thể đi du lịch cùng nhau như hiện tại, nàng cảm thấy rất vui. Sau đó em còn muốn đi trượt tuyết, em không biết trượt tuyết, chị biết không? Nghĩ lại, em đi quá ít, nhiều thứ không biết, sau này chị phải dạy em thật tốt đấy. Có một số thứ chị cũng không biết, nhưng chúng ta có thể cùng nhau học. Hai người ngọt như mật, tựa vào nhau, dùng điện thoại tìm kiếm địa điểm tham quan lần sau, nếu có thời gian thì đi Thụy Sĩ, không thì ở trong nước. Mọi người thảo luận, trong lòng đều là ngọt ngào. Ngày trở về, phu nhân Jones đưa bọn họ ra tận sân bay, buổi sáng trời lộng gió nên bà quấn khăn lụa, vẫy tay chào mọi người. Nhiều năm qua, phu nhân Jones sống ở nước ngoài, trước kia có một lão thái thái chăm sóc bà ấy đã qua đời vào năm ngoái, con gái bà ấy cũng kết hôn, nghĩ đến, một mình bà sống ở đây cũng rất cô đơn. Văn Cẩn Ngôn quay đầu lại, nhìn bà rồi vẫy tay với bà. Phu nhân Jones mỉm cười. Bà vẫn luôn là một người phụ nữ vô cùng ưu nhã, dù là ký ức hay bây giờ, bà giống như vẫn không hề thay đổi, nụ cười nhẹ nhàng nhợt nhạt. Sự tồn tại của người phụ nữ như vậy sẽ trở nên mờ mạt trong ký ức, cuối cùng trở nên bạc tình. Văn Cẩn Ngôn không muốn quá nhiệt tình với bà, bởi vì trong ký ức, cô đã bị bỏ rơi. Phu nhân Jones rời đi vào một buổi sáng sớm, phía sau nhà họ có một ngọn đồi, phu nhân Jones kéo vali đi ra đường, Văn Cẩn Ngôn từng bước đi theo bà. Sau đó phu nhân Jones dừng lại, Văn Cẩn Ngôn vui vẻ gọi một tiếng mẹ. Phu nhân Jones ngồi xổm trước mặt cô, chỉnh lại cổ áo cho cô, chỉnh lại chiếc nơ trên cúc cổ áo, bảo cô nhắm mắt lại, Văn Cẩn Ngôn không nhắm mắt, cứ thế nhìn theo phu nhân Jones từng bước rời khỏi tầm mắt của mình. Vào thời điểm đó, cô đã có một ý nghĩ. Mình bị bỏ rơi, mình đã bị người này bỏ rơi. Bởi vì ký ức đã lâu, cô không thể tưởng tượng được cảm giác lúc đó như thế nào, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như ngực có một cái lỗ thủng. Không khí không ngừng lọc vào. Cô vẫn chưa thể xác định được tình cảm của mình với phu nhân Jones. Cho đến bây giờ, nàng chưa bao giờ hỏi tại sao bà lại đột nhiên xuất hiện. Mấy ngày nay cô đã có một dự cảm. Một dự cảm không tốt. Sau khi lên máy bay, Văn Cẩn Ngôn có chút im lặng. Lục Kiều Vi đeo tai nghe vào tai, giai điệu rất thanh tao, giọng hát rất khó hiểu. Nghe một hồi, cô quay đầu nhìn Lục Kiều Vi nói, bài hát này là gì thế? Bát Nhã Tâm Kinh. Lục Kiều Vi nói, khi không vui nghe một chút, tâm sẽ có thể bình tĩnh lại, nhắm mắt lại, tứ đại giai không? Văn Cẩn Ngôn mỉm cười, ấn tai nghe chặt hơn một chút. Đoàn tích tụ trong ngực đã tan đi rất nhiều. Sau khi xuống máy bay, Văn Cẩn Ngôn vừa mở điện thoại đã nhận được rất nhiều tin nhắn,
trong đó có một tin nhắn từ nhân viên công ty và một tin nhắn từ phu nhân Jones. Phu nhân Jones, lên đường bình an, chờ tin nhắn của con. Văn Cẩn Ngôn trả lời mấy chữ, đã đến rồi, cảm ơn. Khoảng thời gian tiếp theo bước vào thời kỳ bận rộn. Trong khi Văn Cẩn Ngôn bận rộn với DMD thì Lục Kiều Vi điều hành phòng làm việc của mình. Phòng làm việc không quảng cáo nhiều nhưng tốt hơn nàng mong đợi rất nhiều, đơn hàng quá nhiều, nàng không giải quyết được nên lại thuê một tầng khác. Vào ngày 7 tháng 7, Văn Cẩn Ngôn cùng Lục Kiều Vi đến một cửa hàng váy cưới, chọn bộ váy cưới đẹp chuẩn bị chụp ảnh. Vốn tưởng rằng việc kết hôn sẽ là chuyện đơn giản, nhưng ai biết lại bận rộn như vậy, mỗi chi tiết đều không thể qua loa, cả hai đều không muốn qua loa. Lục Kiều Vi giao xưởng cho Khúc Thanh Trúc trông coi, Văn Cẩn Ngôn trực tiếp xin nghỉ. Trùng hợp là chủ thiết kế của tiệm váy cưới mà Lục Kiều Vi tới lại chính là Cố Tinh Thần. Khi bọn họ gặp nhau, ai cũng đều sửng sốt. Cố Tinh Thần ngạc nhiên nói, hai người sắp kết hôn sao, ôi trời, sớm như vậy. Không còn sớm nữa, hiện tại là xem váy cưới, chờ đến mùa xuân năm sau mới kết hôn. Lục Kiều Vi cười nói. Vẻ mặt Cố Tinh Thần hâm mộ, nhìn hai người đang nắm tay, nói, nhìn hai người các cô, tôi lại muốn tin tưởng vào tình yêu. Lục Kiều Vi gật đầu, trên đời này vốn có tình yêu, đừng bi quan, chậm rãi chờ đợi, nó sẽ đến bên cạnh cô. Ê, người đang yêu luôn có rất nhiều đạo lý. Cố Tinh Thần dẫn hai người đến văn phòng của mình, rót trà cho hai người. Lục Kiều Vi nói, không phải đạo lý, là cảm nghĩ hạnh phúc. Nói xong, trợ lý của Cố Tinh Thần gõ cửa nói, Tinh Thần tỷ, cửa hàng hoa lại tới giao hoa, chị có muốn ký nhận không? Sao còn đưa tới? Cố Tinh Thần đặt tách trà xuống, cau mày nói, không phải đã bảo bọn họ đừng đưa tới nữa rồi sao? Trợ lý nói, bọn họ nói đã đặt hoa một tháng rồi, nhưng cũng không làm được gì, mới bắt đầu trong tháng này, phía sau còn có rất nhiều hoa. Em lưu lại số điện thoại cửa hàng hoa đi, lát sau tôi sẽ liên lạc với bọn họ. Cố Tinh Thần nói xong, trợ lý cầm một bó hoa hồng đi vào, mở gói ra, cắm vào bình rồi đặt lên bàn. Nàng đưa cuốn album váy cưới cho Lục Kiều Vi, cô nhìn xem thích kiểu váy cưới nào, đây là những thiết kế riêng của tôi năm nay. Thiết kế riêng của váy cưới giống với thiết kế riêng mà Lục Kiều Vi nhận, là mẫu độc đáo, có thể thay đổi theo sở thích cá nhân của người mua, trông đẹp hơn mẫu thông thường. Cố Tinh Thần nhìn tây trang trên người của Văn Cẩn Ngôn nói, hai người đều mua váy cưới sao? Đúng vậy. Lục Kiều Vi gật đầu, chia cho Văn Cẩn Ngôn một nửa cuốn album, nói, em muốn nhìn thấy chị mặc váy cưới, nhất định rất xinh đẹp, bình thường mặc tây trang thì không tính, nhưng kết hôn không thể lại mặc. Được. Văn Cẩn Ngôn mỉm cười, nghiêng người về phía nàng, nhìn bản phác thảo thiết kế, sau đó nhìn Cố Tinh Thần, nói, thiết kế của cô, đã ra nước ngoài sao? Hả? Lục Kiều Vi nghi hoặc nhìn cô. Liền nghe Văn Cẩn Ngôn nói, hai bộ váy này mang phong cách của thiết kế sư người Ý Gomemen, trước kia cô ấy đã đến DMD để tham dự hai show thời trang. Cố Tinh Thần gật đầu, đúng vậy, trường đại học có hoạt động trao đổi, vừa lúc có kinh phí, cho nên tôi nghĩ dù thế nào cũng phải nỗ lực, không thể để mình phải hối hận nên đã nộp đơn xin làm sinh viên trao đổi ở nước ngoài một năm, học với lão sư ở Gomemen một học kỳ. Gomemen là một thương hiệu váy cưới rất nổi tiếng, các nữ minh tinh trong và ngoài nước đều thích mặc váy cưới ở đây. Văn Cẩn Ngôn vốn định hẹn trước nhưng Lục Kiều Vi muốn xem váy trong nước, trải nghiệm lạc thú khi chọn váy cưới nên đã đến cửa hàng của Cố Tinh Thần. Dù thống khổ nhưng Cố Tinh Thần cũng sinh ra hướng về phía mặt trời. Lục Kiều Vi xem qua album, khá hài lòng với thiết kế của nàng ấy, nói, bọn tôi muốn làm thiết kế riêng, cô có thể thiết kế giúp tôi một đôi không? Có thể, tôi rất vui lòng. Cố Tinh Thần nhiệt tình nói, sau đó mời hai người đứng lên đo đạc, sau đó nói, hai người muốn đeo trang sức gì? Muốn thảm đá gì vào váy cưới? Trong cửa hàng của họ có những đồ trang trí có thể đính được, nhưng đều là pha lê nhân tạo, chắc chắn không cao quý cùng chói lóa như đá quý của Văn Cẩn Ngôn. Lục Kiều Vi cân nhắc không cần như vậy, chỉ đeo trang sức là được. Văn Cẩn Ngôn gật đầu nói, cô muốn thiết kế thế nào cũng được, có thể chọn loại đá mà cô muốn. Cố Tinh Thần đơn giản vẽ cho bọn họ một bản phác thảo, như vậy, chúng ta dùng đá màu tím và xanh lam cho váy vết đất, thân váy dùng thêu, kết hợp ngọc trai cùng kim cương trắng. Tôi sẽ gửi cho hai người thiết kế tiếp theo, thế nào? Lục Kiều Vi nghe xong lời này sửng sốt một lúc, trong đầu ước tính sẽ tốn bao nhiêu tiền, nhiều hay ít. Văn Cẩn Ngôn nói, không thành vấn đề, đến lúc đó mời đội của cô đến nhà tôi thiết kế, kim cương cùng ngọc trai không tiện vận chuyển nên tôi sẽ mở phòng làm việc cho cô. Cố Tinh Thần đồng ý, cảm thán nói, Văn Tổng thật sủng vợ nha, phỏng chừng có thể lập kỷ lục thế giới mới. Lục Kiều Vi nghe vậy trong lòng cảm thấy có gì đó, nhưng trên mặt không lộ ra, cúi đầu viết lên lòng bàn tay Văn Cẩn Ngôn, nữ nhân phá của. Văn Cẩn Ngôn đáp, kim cương nhà chị nên sẽ không tốn bao nhiêu. Đúng nhỉ, Văn Cẩn Ngôn có quặng kim cương. Văn Cẩn Ngôn lại viết, tùy tiện khoe. Cả người Lục Kiều Vi đều bành trướng,
đến lúc đó sẽ không thể không lên mặt báo, đưa tin toàn cầu, đây là hôn lễ huyền thoại thế kỷ. Chương 100, cùng ngày, Lục Kiều Vi và Văn Cẩn Ngôn đã ấn định Cố Tinh Thần làm thiết kế sư, hai người cũng thử vài bộ váy cưới để quyết định phong cách cho Cố Tinh Thần. Văn Cẩn Ngôn đứng ở phía sau Lục Kiều Vi, buộc dây lưng cho nàng, ngón tay vất qua tấm lưng trần của nàng, mang theo nhiệt độ nóng rực. Đừng nhìn trộm, Văn Cẩn Ngôn nói. Lục Kiều Vi nhắm chặt mắt lại, rất ngoan ngoãn, đợi cô thắt nơ sau lưng, chỉ cảm thấy sau lưng bị hôn một cái, là một nụ hôn ôn nhu triền miên, giống như hóa thành một con bướm nhẹ nhàng dang rộng đôi cánh. Xong rồi. Lục Kiều Vi mở mắt ra, nhìn thấy người trong gương mặt váy cưới trắng tinh, hai má ửng hồng thẹn thùng, dáng người lay động, xinh đẹp đến mức gần như không nhận ra người này là mình. Ai nha, đẹp quá, nàng đều hận không thể hôn chính mình một cái. Sau đó có người tới đỡ nàng, Văn Cẩn Ngôn cúi xuống hôn lên môi nàng, qua, thật xinh đẹp, em quá xinh đẹp. Lục Kiều Vi gật đầu, nói trắng ra như vậy, xấu hổ muốn chết. Hóa ra một cô gái khi mặc váy cưới sẽ trông như thế này, thật xấu hổ, muốn cười nhưng lại phải khắc chế biểu cảm vì sợ vô tình phá hỏng cảnh đẹp này, nàng hạnh phúc muốn ngất đi rồi. Nhịn không được ngốc ngốc mà nghĩ, nếu là ở hiện trường hôn lễ, em có ngất xỉu hay không đây? Khó trách người ta nói người đang yêu đều có chỉ số IQ âm, Lục Kiều Vi cảm thấy hiện tại mình như không có IQ. Nàng nhìn Văn Cẩn Ngôn rồi dục, chị cũng thay đi, em còn chờ xem chị mặc váy cưới. Chị. Văn Cẩn Ngôn nhéo ngón tay, đứng ở bên cạnh nàng, trong gương phản chiếu sườn mặt của cô, Cố Tinh Thần chọn một bộ váy cưới đẩy qua nói, đây là Văn Tổng thẹn thùng. Thẹn thùng. Lục Kiều Vi vô cùng kinh ngạc, bạn gái của nàng, vợ tương lai của nàng, từ trước đến nay đều là phóng đãng táo bạo, đây là lần đầu tiên đỏ mặt như vậy. Nàng ôm mặt Văn Cẩn Ngôn không ngừng nhìn, cười nói, bộ dáng lúc thẹn thùng của chị thật đẹp mắt. Em chưa thấy bao giờ. Văn Cẩn Ngôn nói, lần đầu tiên kết hôn, cũng là chuyện bình thường. Ha ha, em cũng không có thẹn thùng. Lục Kiều Vi véo váy nàng, muốn xoay một vòng, lại phát hiện váy cưới quá nặng, chỉ có thể bước hai bước nói, không sao đâu, dù sao chị cũng phải mặc cho em xem, em chờ chị. Ừm, được. Văn Cẩn Ngôn gật đầu, vậy chờ chị. Vừa nói, vừa chọc vào khuôn mặt đỏ nóng bừng của mình. Cố Tinh Thần đưa ghế cho Lục Kiều Vi, trong lúc chờ đợi, Lục Kiều Vi nói, tôi còn tưởng cô đã ký hợp đồng với Giang Quân Nam, là thiết kế sư độc quyền của cô ấy. Không phải, mà là thiết kế sư tận tâm, cũng không đúng, nói thế nào nhỉ, chỉ cần cô ấy cần thiết kế, tôi đều sẽ hỗ trợ. Cố Tinh Thần nói. Lục Kiều Vi kinh ngạc nhìn nàng, cô, có chút sủng cô ấy. Không phải vấn đề sủng hay không mà là cảm ơn cô ấy. Không phải tôi nói được trường đại học tài trợ sao? Lúc đó tôi còn đang rối rắm có nên ra nước ngoài hay không? Bởi vì gia đình tôi vẫn còn nợ nần. Trong hoàn cảnh đó tôi rất khó ra nước ngoài, có quá nhiều hạn chế, sau đó chính Giang Quân Nam đã bảo lãnh cho tôi ra nước ngoài. Cố Tinh Thần cười nói, mặc dù thế giới bên ngoài cho rằng cô ấy điêu ngoa tùy hứng, thực ra cô ấy rất mềm yếu. Danh tiếng của Giang Quân Nam ở trên mạng không tốt, cơ bản là chỉ trích từ giới truyền thông và các nghệ sĩ khác cùng đoàn, cũng không có lịch sử đen nào khác. Vậy à, vậy hai trước đã quen biết trước rồi sao? Lục Kiều Vi nghĩ đó có thể là yêu thầm. Dù sao Văn Cẩn Ngôn chính là yêu thầm nàng, sau đó hai người đến với nhau, yêu thầm rất vất vả, chỉ có thể im lặng đối xử tốt với đối phương. Thật vất vả nói một lời chào hỏi, ngày hôm sau lại trở thành người xa lạ. Cố Tinh Thần lắc đầu, không quên biết, sao tôi có thể quen biết Giang Quân Nam. Lúc đó bọn họ làm từ thiện, tôi đã viết thư cho họ để xin cơ hội. Ha ha, nói đến cũng khá cảm khái, tôi còn lừa cô ấy, nói rằng tôi là fan của cô ấy, lúc đó cô ấy nhờ tôi nói về bộ phim của cô ấy. May là tôi đã xem qua trước, nếu không đã không thể xin được. Lúc đó bộ phim của cô ấy thực sự rất cay mắt, tôi đã sắp xếp rất nhiều ngôn ngữ mới nghẹn ra mấy câu khen cô ấy. Câu chuyện khá thú vị, Lục Kiều Vi không nhịn được hỏi lại, cô ấy không tức giận sao? Tôi nghĩ lúc đó cô ấy khá nóng tính. Giang Quân Nam nổi tiếng có tính tình nóng nảy, ăn nói cũng không khôn khéo, truyền thông thường xuyên đưa tin cô ấy đã đánh nhau với ai đó. Cố Tinh Thần bên vực người của mình, nói, cô ấy chỉ là nhìn có tính cách không tốt mà thôi. Nhưng truyền thông đó đều là không rõ đầu đuôi, cô ấy đánh nhau vì đối phương đọc sai lời thoại, cố ý diễn NG, làm cô ấy diễn trong mưa một ngày, lúc này mới động thủ. Đúng là nên đánh. Lục Kiều Vi yên tâm, may mắn Giang Quân Nam là đánh minh tinh, nếu không, nàng sẽ nghĩ ngày hôm đó mình đã nói sai, đưa ra tín hiệu sai, dẫn đến việc Giang Quân Nam đi đánh nhau với Túc Vĩnh Ỷ. Lục Kiều Vi hỏi, vậy cô đối với cô ấy, nói thế nào nhỉ? Cô ấy là ân nhân của tôi, là tiểu muội muội của tôi phải bao dung cô ấy. May cho cô ấy những trang phục đẹp nhất trên đời. Cố Tinh Thần nhẹ giọng nói, cười vui vẻ hơn nhiều so với khi nhắc đến Túc Vĩnh Ỷ, mặc dù trong đó không có chút cảm tình đặc biệt nào.
dù ở bên ai thì vui vẻ vẫn là điều quan trọng nhất. Trong khi hai người đang trò chuyện, cánh cửa phòng thử đồ chuyển động. Lục Kiều Vi lập tức ngồi thẳng dậy, Văn Cẩn Ngôn bước ra ngoài, cô mặc một chiếc váy cưới lưng trần, chữ V khoét sâu, đuôi cá, khoe dáng, phần eo thêu hoa hải đường, uốn lượn trước ngực, màu da thịt ẩn hiện vô cùng gợi cảm. Đây là vẻ đẹp của cô. Quá đẹp, muốn hôn cô. Lục Kiều Vi vén làn váy của mình, đi đến bên cạnh cô, cùng cô đứng trước gương, chị thật xinh đẹp, sao chị lại xinh đẹp như vậy? Bởi vì, chúng ta sắp kết hôn. Giống như hôm nay hai người sẽ kết hôn, hai người đứng trước gương nhìn nhau một lúc, tuy không làm tóc hay trang điểm nhưng cũng rất đẹp. Cố Tinh Thần chụp ảnh cho hai người, đều là những tấm ảnh chụp nhanh với kỹ thuật tốt, có tấm là Lục Kiều Vi ngẩng đầu làm nũng với Văn Cẩn Ngôn, có tấm là cảnh hai người nắm tay nhau thì thầm thân mật. Văn Cẩn Ngôn đều mua cả hai bộ váy cưới, nói là giữ lại để chụp ảnh cưới. Bọn họ đã thuê đội ngũ chụp ảnh cưới chuyên nghiệp, tháng sau sẽ quyết định địa điểm, vừa đi du lịch vừa chụp ảnh. Buổi tối về nhà, bọn họ tổ chức lễ tình nhân, trên bàn có hoa hồng và rượu vang đỏ La Phai mà thích nhất Hoang mang đến. Ly nhẹ nhàng chạm vào, Văn Cẩn Ngôn nói, vào lúc này năm sau chị sẽ gọi em là vợ. Em đây sẽ gọi chị là nương tử. Lục Kiều Vi rất thích danh xưng này, vừa có tục khí sinh hoạt, vừa có lãng mạn lâu dài, vừa nghe liền thấy sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nếu đây là tình yêu, hy vọng nó sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đêm đến, hai người nhiệt tình ôm nhau, từ bàn ăn đến phòng tắm, từ phòng tắm đến trên giường, trên kính đều để lại dấu vết hoang ái. Lục Kiều Vi nằm trên giường thở hổn hển, phóng đãng kêu bậy, thoải mái quá, chờ một chút, em hơi mệt, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Văn Cẩn Ngôn ngoài miệng nói được, thực tế còn hôn đầu gối nàng, uống rượu vang đỏ trước đó chảy xuống. Rạng sáng mới kết thúc, hai người ôm nhau, cơ thể nhấp nháp, thậm chí còn chưa kịp tắm rửa. Ngày hôm sau cả hai cùng vào phòng tắm, ánh mắt vừa đối diện, Lục Kiều Vi liền cất bước muốn chạy, bị Văn Cẩn Ngôn câu eo kéo lại. Văn Cẩn Ngôn cười ha ha mấy tiếng nói, chị bắt được em rồi. Không được, ha ha ha, Văn Cẩn Ngôn, chị đừng chọc ngứa em. Một lúc sau, tiếng nước hôn môn lại vang lên. Hai người náo loạn một ngày, thận của Lục Kiều Vi bắt đầu đau, nàng xoa đi xoa lại, oán giận nói, chị cũng không biết tiết chế, em sắp hỏng rồi. Còn không phải em dung túng sao? Văn Cẩn Ngôn xoa xoa nàng hai cái, bảo quản gia mang thêm dâu tằm và nho tươi về, nói, đến bổ thận cho đại mãnh của chúng ta. Nói ra cái này trước mặt mọi người thật xấu hổ, Lục Kiều Vi muốn bịt miệng cô lại, hai người bắt đầu nháo lên, nháo một lúc mới lên lầu thu xếp phòng trống để dùng làm phòng làm việc cho Cố Tinh Thần chế tác váy cưới. Cố Tinh Thần dẫn theo đội thiết kế, Văn Cẩn Ngôn tới tổng bộ đi em đi điều người lại đây, tổng bộ có phòng chuyên về trang phục, cô chuẩn bị làm chiếc váy cưới thủ công tinh xảo nhất. Tổng bộ cũng rất coi trọng hôn lễ của Văn Cẩn Ngôn, dù sao Văn Cẩn Ngôn cũng là người điều hành chi nhánh, trong thời gian này đi em đi cũng muốn triệu cô về Pháp. Lục Kiều Vi tò mò đi theo, nhìn những viên kim cương, chúng đều được đóng gói trong hộp với nhiều màu sắc khác nhau, tất cả đều đặt cùng nhau, không biết còn tưởng đó là đá quý kém chất lượng mua trên Taobao. Chiếc váy cưới này phải mất ít nhất 3 tháng mới làm xong, thợ phải thêu từng mũi, sau đó đính đá lên váy cưới. Không biết tin tức từ đâu truyền đến, nghe nói Văn Cẩn Ngôn sắp may chiếc váy cưới đắt tiền nhất, giới truyền thông nóng lòng muốn phỏng vấn Văn Cẩn Ngôn và Lục Kiều Vi. Văn Cẩn Ngôn và Lục Kiều Vi rất điệu thấp, muốn lặng lẽ tạo kinh diễm cho mọi người trong ngày hôn lễ, tránh xa giới truyền thông. Từ khi bắt đầu may váy cưới, trong nhà có rất nhiều người, chủ yếu là Túc Vĩnh Ỷ và Giang Quân Nam tới đây, không biết bọn họ có thương lượng hay không, một người buổi sáng, một người buổi chiều. Lục Kiều Vi rất muốn nhìn thấy hai người xuất hiện cùng nhau, sau đó thống khoái đánh một trận, nhưng hai người này lại không va chạm, nàng không thể ở nhà quá lâu vì phải chụp ảnh cưới. Điểm dừng chân đầu tiên là Vương Quốc Lá Phong, dưới tán lá phong, trên thảm cỏ đỏ rực, lá cây tung bay trong gió, Văn Cẩn Ngôn mặc tây trang trắng, một tay đút trong túi, xoái xoái, nắm váy cưới của Lục Kiều Vi nâng lên. Trên tay Lục Kiều Vi cầm một bó hoa hồng trắng và vàng, ở giữa có hai đóa hoa hồng kiều diễm, cười đến trương dương nhìn về phía cô. Trên mặt luôn hồng hào, làm gì cũng vui vẻ, lại rất ngại ngùng, khi không khắc chế được, nàng sẽ lấy hoa che mặt trộm cười, tay còn lại ôm cánh tay của cô đung đưa. Văn Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn nữ nhân này, giống như một chiếc lá phong bị trọng lực của trái đất kéo đi, thoát ra khỏi linh hồn, rơi xuống tóc nàng. Đó là ánh sáng mặt trời lóa mắt, mang lại ảo ảnh thị giác ngắn ngủi. Giống như lần đầu gặp nhau, như lá ngô đồng nghiền nát, như hai hồ ly tinh cái nắm tay nhau dưới gốc cây phong. Cô gái kia nói cô rất ôn nhu, vận mệnh của cô liền bắt đầu bị khống chế. Cô cúi người về phía trước, hôn lên nữ nhân sắp trở thành cô dâu của mình. Chương 101, buổi chụp ảnh cưới rất vui vẻ, hai người ôm, nắm tay, hôn nhau dưới tán lá phong, thỉnh thoảng đi dạo trên phố, Văn Cẩn Ngôn mặc tây trang màu trắng hát bài Dream Wedding cho cô dâu.
Không cần cố tình tìm góc chụp liền đã trở thành bức ảnh đẹp nhất, nhiếp ảnh gia giúp hai người chụp vlog, chia sẻ lên mạng, đọc những bình luận của cư dân mạng để lại. Thật ngọt ngào, tâm tình của tôi tốt cả ngày, tôi thấy hạnh phúc đang lao nhanh về phía mình. Muốn nhanh chóng kết hôn, nhưng lại sợ bỏ lỡ quá trình hạnh phúc của các tỷ tỷ. Hai người ban đầu dự định sau khi kết hôn sẽ bắt đầu đi du lịch, nhưng không nghĩ tới lại đi chơi chụp ảnh, đến một số quốc gia, vào ngày Giáng sinh, hai người đã đến Phần Lan, đặc biệt còn thăm thôn ông già Noel nổi tiếng. Ông già Noel sống ở Rovaniemi, Phần Lan. Nghe nói ở đó thực sự có ông già Noel, là một ông già Noel thực sự được công nhận có bộ râu rậm và chiếc mũ đỏ. Tuyết cực kỳ dày, Lục Kiều Vi mặc áo khoác lông dày, đôi ủng đi tuyết của nàng tạo ra âm thanh lạo xạo trên mặt đất. Khi nàng vào thôn, nàng có thể nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ, bên cạnh có một cây thông Noel rất cao, trên đó treo vài hộp quà. Lục Kiều Vi tò mò đi tới nhìn xem, nói, em còn tưởng thật sự có quà. Em muốn quà gì? Văn Cẩn Ngôn hỏi nàng. Em muốn có một người vợ xinh đẹp, hy vọng ông già Noel sẽ tặng cho em. Lục Kiều Vi nghiêm túc nói, ước nguyện với cây thông Noel. Vậy chị tính là gì? Em không cần chị sao? Chị hả? Lục Kiều Vi nghiêm túc nhìn cô, để ông già Noel dùng phép thuật biến chị thành vợ của em, từ bạn gái biến thành vợ. Văn Cẩn Ngôn câu tay nàng, cả hai người đều đeo găng tay rất dày, không thể cầm trọn vẹn như trước đó, cho nên câu ngón tay nàng nói, vậy đi tìm ông già Noel, kêu ông ấy thi triển một chút phép thuật. Nhiều người muốn chụp ảnh cùng ông già Noel phải xếp hàng rất lâu, trong ngày lễ đặc biệt này, những ai được nhìn thấy ông già Noel là rất may mắn. Đợi một lúc, khuôn mặt của cả hai đều đỏ bừng vì lạnh, suy nghĩ đầu tiên của Lục Kiều Vi khi nhìn thấy ông già Noel là, qua, wow, râu thật dày, đây là thật hay giả vậy? Khi hai người đi vào chụp ảnh, Lục Kiều Vi và Văn Cẩn Ngôn đứng ở hai bên ông già Noel, mỉm cười trước ống kính, Lục Kiều Vi làm động tác say hi, rất ngoan ngoãn. Khi ở bên người mình thích, liền có cảm giác như thế giới thực đã trở thành một cuốn sách, một cuốn truyện cổ tích, mỗi ngày lật một trang sẽ mang lại cho ta một cái kết vui vẻ hạnh phúc. Hai người đi xe trượt tuyết bằng chó Husky, tốc độ không nhanh lắm, chạy quanh thôn rồi đi xe tuần lộc, cái này chậm hơn cùng nhẹ nhàng hơn một chút, có thể nhìn thấy vườn tuần lộc gần đó. Chơi đủ rồi lại đi mua phong thư, ở đó có bưu điện, chú bán phong thư nói viết xong thì dán tem ông già Noel, sau đó bỏ vào hộp thư, có thể chọn giao thư vào cùng ngày, cũng có thể là Giáng sinh tiếp theo. Lục Kiều Vi và Văn Cẩn Ngôn chọn Giáng sinh một năm sau, hai người cầm bút ngồi trên chiếc bàn nhỏ, suy nghĩ từng câu, viết ra những gì mình nghĩ, đều là viết cho chính mình cùng đối phương trước một năm. Chị viết gì vậy? Lục Kiều Vi nghiêng đầu xem Văn Cẩn Ngôn viết gì, Văn Cẩn Ngôn che phong thư lại không cho nàng xem, nghiêm túc nói, đây là cho Lục Kiều Vi tương lai, không thể cho em xem. Xem một chút thôi. Lục Kiều Vi nói, hiện tại em xem, sau này cũng sẽ không nhớ rõ. Văn Cẩn Ngôn vẫn lắc đầu. Niêm phong phong thư, dán tem, dùng hai tay giữ chặt, nhét vào hộp thư màu đỏ, chờ Giáng sinh năm sau sẽ được chuyển đến cho nàng. Trước kia Lục Kiều Vi thường nói với Khúc Thanh Trúc, mình muốn viết nguyện vọng xem năm sau mình sẽ trông như thế nào. Rồi năm sau, nàng sẽ vui vẻ nói với Khúc Thanh Trúc, mau nhìn xem, tất cả điều ước năm ngoái của mình đều đã thành hiện thực. Những điều ước nàng đưa ra rất nhỏ bé, tôi hy vọng trong 365 năm sau, sẽ có 132 ngày vui vẻ, có thể kiếm được nhiều tiền hơn, còn có thể hạnh phúc hơn năm nay. Sau đó, mọi điều trong số đó đều trở thành sự thật. Lục Kiều Vi niêm phong phong thư, hy vọng Giáng sinh năm sau nàng và Văn Cẩn Ngôn có thể cùng nhau mở phong thư ra, bên trong là lời nàng nói với Văn Cẩn Ngôn. Lúc rời đi, hai người nghe được những du khách khác nói có đường Bắc Cực, đương nhiên Lục Kiều Vi sẽ không bỏ lỡ, cùng Văn Cẩn Ngôn đi tìm, lúc trở về còn mang theo một cuốn sổ nhỏ. Xem giấy chứng nhận. Lục Kiều Vi hưng phấn dùng điện thoại chụp ảnh, gửi cho Khúc Thanh Trúc, chia sẻ niềm vui cùng hai người. Vui không? Vui. Buổi tối hai người nghỉ tại một khách sạn gần đó, đó là một căn nhà gỗ nhỏ trong thôn, trên bàn có vài cuốn truyện cổ tích và một chiếc tất ở đầu giường. Lúc này, Lục Kiều Vi cảm thấy cô bé Lọ Lem đã biến thành Bạch Tuyết, đến căn nhà gỗ của chú Lùng, nàng đang đợi ông già Noel đến phát quà. Muốn em đọc truyện cổ tích cho chị nghe không? Lục Kiều Vi cầm cuốn truyện cổ tích trên bàn lên, có bìa gỗ, rất dày, Văn Cẩn Ngôn nói được, nàng vừa lật trang đầu tiên liền ngây ngẩn cả người. Văn Cẩn Ngôn đang đợi nàng đọc, thúc giục nói, sao em còn chưa đọc? Lục Kiều Vi ho khan, ngày xưa, có một vị hoàng hậu xinh đẹp, sinh được một cô con gái, bà đã cầu nguyện với thần rằng, thần A, con hy vọng con gái con sẽ có da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Sau đó, bà qua đời, công chúa quả thực xinh đẹp như lời bà ước nguyện. Nhưng là, nhà vua cưới một hoàng hậu độc ác, hoàng hậu kêu nàng dọn dẹp lò sưởi, cho nàng ngủ trong một căn nhà nhỏ cũ nát, tóc nàng càng ngày càng dài ra, hoàng tử cũng theo tóc nàng leo lên tầng cao nhất,
chờ một chút. Văn Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn nàng, em đang kể chuyện sao? Đương nhiên. Lục Kiều Vi chỉ vào những thứ trên trang bìa không giống tiếng Anh, cũng không giống tiếng Pháp, thậm chí còn không giống bính âm, nói, chuyện cổ tích mới, ngày nay con người thật quá sáng tạo, chật chật, chuyện này kể hay quá, em rất thích. Thật sao? Văn Cẩn Ngôn cầm lấy cuốn sách của nàng, nói, anh em nhà Grimm. Nghe, phiên dịch ra, chuyện cổ tích mới. Lục Kiều Vi khen cô, sao chị biết nhiều như vậy? Còn biết tiếng Phần Lan, giống như em cũng có thể. Văn Cẩn Ngôn thở dài nói, cuộc sống không dễ dàng, đa tài đa nghệ. Lục Kiều Vi nhịn cười. Chị cũng kể cho em nghe một câu chuyện, ngày xưa, có một cô gái kim cương. Một ngày nọ, nàng đi vào rừng, gặp tân nương của chính mình, đó là một vị thương nhân đá quý. Nào có chuyện cổ tích như vậy, ha ha ha. Văn Cẩn Ngôn chỉ cho nàng bìa sách nói, chuyện mới, chị tiếp tục kể. Chuyện này tên là Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương, cuối cùng họ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Nghe kể chuyện ngủ rất ngon, nếu đồng hồ báo thức không reo vào lúc nửa đêm thì Lục Kiều Vi đã ngủ đến sáng sớm hôm sau. Nàng nhanh chóng tắt đồng hồ báo thức, cất hộp quà nhỏ vào trong tất ở trên đầu giường, sau đó tiếp tục nhắm mắt ngủ. Không lâu sau, Văn Cẩn Ngôn cũng ngồi dậy để khóa của mình vào. Ngày hôm sau thức dậy, hai người mở quà, Văn Cẩn Ngôn nhận được một chuỗi mật khẩu và thẻ ngân hàng của Lục Kiều Vi, còn Lục Kiều Vi nhận được một tấm vé. Lục Kiều Vi không biết vé đi đâu, không có cách nào, nàng không biết tiếng Phần Lan. Nàng nghĩ nơi đó chắc hẳn là một nơi rất đẹp, có lẽ là đi trượt tuyết, chỉ có hai người, mấy ngày nay nhiếp ảnh gia vẫn luôn đi theo hai người, cơ bản là không có không gian riêng, cuối cùng cũng có thể lặng lẽ lãng mạn một phen, nàng cùng Văn Cẩn Ngôn nắm tay nhau. Cả hai người đều mặc quần áo dày, Lục Kiều Vi cũng đội một chiếc mũ mua ở thôn Giáng Sinh. Hai người ngồi ở phía trong cùng của xe điện giống như một đoàn tàu nhỏ lao vút đi, toa tàu không ngừng rung chuyển. Khi đến nơi, Lục Kiều Vi nhìn xung quanh, không thấy đỉnh núi hay nơi bán xe trượt tuyết mà chỉ nhìn thấy một nhóm người nước ngoài, bọn họ nắm tay nhau đi vào nhà nhỏ, không lâu sau lại đi ra. Đây là đâu? Văn Cẩn Ngôn nói, em đi vào nhìn xem sẽ biết. Lục Kiều Vi xếp hàng với cô, thỉnh thoảng kiển chân nhìn vào bên trong, tự hỏi có cần xin chứng chỉ gì không? Chẳng lẽ là vượt qua tuyến gì đó? Phần Lan là một đất nước tuyệt vời như vậy. Lục Kiều Vi quyết định nàng thích đất nước này thứ hai. Nàng không chịu ngồi yên, đứng một lúc rồi đi vòng quanh, trong sân có một cái cây, nàng đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu lên nhìn. Xem ra bên này bọn họ rất thích trồng cây thông xanh, cành cây vừa rung lên, tuyết rơi xuống mặt nàng, khiến nàng có chút đau, lại đến đứng bên cạnh Văn Cẩn Ngôn. Đừng chạy lung tung, sắp tới chúng ta rồi, một mình chị không thể lấy được chứng chỉ này. Văn Cẩn Ngôn nói. Được. Lục Kiều Vi đi theo cô vào, nhìn thấy bọn họ chụp ảnh và dán tem, nhân viên nhìn thấy cũng rất ngạc nhiên, nói bằng tiếng Trung, tân hôn vui sướng. Cảm ơn. Lục Kiều Vi hỏi Văn Cẩn Ngôn nói cảm ơn bằng tiếng Phần Lan như thế nào. Thủ tục rất đơn giản, hai người ngồi xuống chụp ảnh, đợi vài phút, sau đó trên tay hai người có thêm một tấm chứng chỉ. Lục Kiều Vi vừa đi vừa nhìn, dùng điện thoại chụp ảnh rồi dịch chữ trên đó, Văn Cẩn Ngôn hỏi cô, em có biết đây chứng chỉ gì không? Lục Kiều Vi dùng sức gật đầu. Giấy hôn thú. Lúc đầu nàng không biết, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới trước mặt nàng khi chụp ảnh, trong lòng nàng liền biết đó là giấy hôn thú. Giấy hôn thú xinh xinh đẹp đẹp. Mặc dù nàng không biết một từ nào cả. Lục Kiều Vi gửi tin nhắn cho mọi người, tôi đã nhận được giấy hôn thú, người bên trái là Văn Cẩm Ngôn, vợ tôi là vợ của cô ấy. Nàng cầm giấy hôn thú, nhắm mắt lại, như đang ước nguyện, quay người nói với Văn Cẩm Ngôn, mau nhéo em một cái. Văn Cẩn Ngôn nhéo mặt nàng hỏi, có cảm giác chân thật không? Có. Lục Kiều Vi cứ nhìn chằm chằm vào giấy hôn thú, nếu không có Văn Cẩn Ngôn mang theo thì nàng đã tông vào cây, trong lúc chờ xe điện, nàng nhảy lên ôm lấy Văn Cẩn Ngôn, em yêu chị. Văn Cẩn Ngôn quái, một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, Lục Kiều Vi cười ha ha, những người nước ngoài xung quanh cũng cười theo, mọi người đều đến lấy giấy hôn thú, đều rất vui vẻ, tựa như không có gì kỳ quái. Hai người ngồi dưới đất cười một lúc lâu, mặt đều đau, khi xe điện đến, Lục Kiều Vi bảo Văn Cẩn Ngôn nhìn mông nàng, có ước không? Văn Cẩn Ngôn nói, đúng rồi, chúng ta đã lãnh chứng. Chương 102, sau khi lãnh chứng, tất cả không hợp pháp đều trở thành hợp pháp, hai người cũng có giấy hôn thú, Lục Kiều Vi lưu tấm vé kia, kẹp trong chứng minh thư, thật thiêng liêng cùng đặc biệt. Nàng thích đến nỗi buổi tối đi ngủ còn đặt ở đầu giường, nằm trên giường không ngủ được bật đèn màn hình điện thoại lên, tiếp tục nhìn. Văn Cẩn Ngôn cùng nàng nhìn, ngồi bên cạnh nàng, đưa tay chống cằm nói, em cười đẹp như vậy. Chị không nhận ra. Kỳ thực Lục Kiều Vi cảm thấy nụ cười của mình có chút ngốc nghếch, nhưng nếu vợ nói đẹp thì có nghĩa là nàng rất đẹp,
dù sao cũng chỉ cho vợ mình thấy mà thôi. Trở về nhờ người photo bức ảnh này ra. Lục Kiều Vi nói. Văn Cẩn Ngôn hỏi, không phải đã chụp rất nhiều ảnh cưới rồi sao? Em còn muốn mua một chiếc ví. Văn Cẩn Ngôn càng không hiểu ý của nàng, Lục Kiều Vi nói, như vậy em có thể cho chị vào ví, sau này đi đâu cũng không sợ, mỗi ngày đều mang chị theo. Lục Kiều Vi cười ngây ngô một lúc lâu. Ngày hôm sau, hai người ngủ đến 11 giờ mới dậy, ra ngoài chơi tiếp, sống trong ngôi nhà kính kia, ngôi nhà kính phản chiếu tia nắng, giống như một quả bóng nhỏ nhiều màu sắc, thực hiện ước mơ thiếu nữ của Lục Kiều Vi. Lúc ra ngoài thuê một chiếc xe máy, Văn Cẩn Ngôn không biết lái xe, Lục Kiều Vi khí phách ngồi ở phía trước. Lục Kiều Vi đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, được rồi, lên xe đi, em nhất định sẽ chinh phục chị bằng kỹ năng lái xe của mình. Mấy phút sau, Lục Kiều Vi hỏi Văn Cẩn Ngôn, cảm giác thế nào? Văn Cẩn Ngôn nói, đi còn nhanh hơn chị lái xe ô tô. Khụ khụ khụ. Lục Kiều Vi siết chặt tay lái, làm ra một bộ muốn lao tới, nghiêm túc nói, em là một tay đua. Ừm, thật ngầu. Kỳ thực đã lâu Lục Kiều Vi không lái xe máy, hồi đi học nàng từng lái chở Khúc Thanh Trúc, bây giờ tay lái hơi cứng. Nàng cố gắng tăng thêm sức lực, lái xe ra ngoài, Văn Cẩn Ngôn ôm eo nàng nói, nghe nói ban đêm có thể nhìn thấy cực quang. Thật sao? Thế thì em phải đi xem. Lục Kiều Vi lái xe rất nhanh, gió thổi rất to, để tỏ ra ngầu nên nàng không quàng khăn, lúc này cảm thấy cổ mình lạnh cống. Sau khi dừng lại, nàng run rẩy thở ra, nhìn thấy phía sau có một cô gái trẻ mặc áo khoác quân đội màu xanh lá cây. Cô gái trẻ rất nhiệt tình chào đón hai người, nói, các cô là Văn Cẩn Ngôn và Lục Kiều Vi. Ờ, cô biết tôi ư? Lục Kiều Vi nghi hoặc nhìn cô ấy. Đối phương cởi mũ ra, lộ ra khuôn mặt đẹp, tóc có chút rối bù vì đội mũ lâu, Lục Kiều Vi nhất thời không nhận ra là ai. Cho đến khi có thêm vài người từ phía sau đi tới, trong đó có một cô gái thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn, nhìn kỹ thì những lăng trụ đang vào giống như hai cơ thể giao hòa vào nhau. Cô là Hạ Hữu Nhiên. Đối phương cũng đội mũ, ánh mắt sáng ngời nói, đúng vậy, nhẫn cưới của tôi là cô thiết kế. Vậy cô là? Lục Kiều Vi nhìn phía cô gái quân phục trước mặt, cô gái đã chỉnh lại tóc nói, tôi là Thạch Hoang, chúng tôi vừa xem ảnh cưới cô đăng, cảm thấy rất đẹp, ai ngờ lại cùng tới đây, ôi trời. Lục Kiều Vi đi tới chào bọn họ rồi dẫn Văn Cẩn Ngôn tới, đây là vợ tôi, ai nha, nói ra cái này có chút xấu hổ. Văn Cẩn Ngôn mỉm cười chào hỏi. Lục Kiều Vi cẩn thận nhìn chiếc áo khoác họ đang mặc. Cảm thấy chúng có khả năng chống gió và ấm hơn so với áo khoác ngoài mà hai người đang mặc, lái xe máy cũng sẽ rất ngầu. Chỗ tôi vẫn còn, cô có muốn hay không? Thạch Hoang nhiệt tình nói, hai người sống ở đâu? Lục Kiều Vi chỉ vào căn lều phía trước, Thạch Hoang nói, chúng tôi đặt chỗ muộn hơn hai người, mấy ngày nữa mới có thể dọn vào, chúng tôi mới tới đây. Nói xong nàng đi lấy áo khoác, gặp một người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh quân đội, còn đeo kính râm to. Lục Kiều Vi nghi hoặc nghĩ, nhìn thế này tuyết còn màu trắng sao? Sau đó Hạ Hữu Nhiên chạy chậm tới, nữ nhân kia liền tháo kính râm xuống, chết tiệt, lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Nàng nhớ người này chính là quản lý Diệp, lúc đó cô ấy bỏ ra 100 triệu bắt lấy chiếc nhẫn kim cương, quản lý Diệp vòng tay qua eo Hạ Hữu Nhiên, gọi nàng ấy là bảo bối. Lục Kiều Vi tấm tắc cảm thán, nhận ra người bên cạnh mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào người khác, nàng nhảy dựng lên quơ quơ tay trước mặt Văn Cẩn Ngôn, chị làm gì nghiêm túc nhìn người khác như vậy? Văn Cẩn Ngôn nói, nghe cô ấy gọi bảo bối. Lục Kiều Vi ở một tiếng, sau đó lại nghe Văn Cẩn Ngôn nói, chỉ là có chút hâm mộ, không có gì khác. Thật chịu không nổi mà. Vợ nàng không chỉ đa tài đa nghệ mà còn có trăm gương mặt, biết nàng thích cái nào thì dùng cái đó, dù hung dữ hay đáng yêu thì cũng làm nàng thích muốn chết. Tiểu bảo bối. Lục Kiều Vi thấp giọng gọi. Văn Cẩn Ngôn hài lòng gật đầu, rất vui vẻ. Hai người lấy quần áo từ tay Đường Ý Thu. Đường Ý Thu và Thạch Hoang là một đôi ảnh hậu, hai người đã kết hôn cách đây vài năm. Quản lý Diệp là quản lý của Đường Ý Thu, vợ của cô là Hạ Hữu Nhiên, một ca sĩ và nghệ sĩ piano, cũng rất lợi hại. Lục Kiều Vi nghĩ, tôi cũng rất lợi hại, vợ tôi cũng vậy. Nàng mặc chiếc áo khoác màu xanh quân đội, ngẩng cao đầu, khoanh tay bước ra ngoài, lúc này nàng là cô gái xinh đẹp nhất. Lại đội mũ, soái khí không nói nên lời, có lẽ vì màu sắc quá xanh nên nhiều người nhìn bọn họ chằm chằm. Văn Cẩn Ngôn nói, Lục Kiều Vi, em làm được. Tiếng xe máy quá lớn. Lục Kiều Vi không nghe rõ, hỏi, sao vậy? Em mang văn hóa Trung Quốc ra nước ngoài. Lục Kiều Vi đạp ga, không yêu ai ngoại trừ Văn Cẩn Ngôn. Trước mặt nàng có một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, độ dốc không lớn, rất thích hợp cho người mới bắt đầu. Văn Cẩn Ngôn vừa vặn đưa nàng đến Thụy Sĩ trượt tuyết nên nàng sẽ học ở đây trước. Lục Kiều Vi mặc áo khoác màu xanh lá cây, đi mua ván trượt và trang phục với tinh thần phấn chấn,
đồng thời thuê huấn luyện viên đưa hai người đi trượt tuyết. Lần đầu tiên học rất khó, chủ yếu là vì Lục Kiều Vi quá hoảng sợ không buông ra được, đi được mấy bước liền ngã mấy lần, thậm chí còn quật ngã Văn Cẩn Ngôn mấy lần. Chơi rất vui, trong suốt quá trình vẫn luôn cười, cuối cùng Lục Kiều Vi cũng trượt ra ngoài, nhanh chóng quay lại chia sẻ với Văn Cẩn Ngôn, nhìn em, mau nhìn em này. Tiếp đó, Lục Kiều Vi liền ngã quỵt trên mặt đất. Văn Cẩn Ngôn không nhịn được cười, đi tới đỡ nàng dậy, nắm tay nàng, dẫn nàng trượt theo, hẳn là đã học được bài học từ cú ngã, sau vài lần ngã, Lục Kiều Vi đã học được, trượt khá tốt. Buổi tối, sau khi thu dọn đồ đạc trở về, Lục Kiều Vi quyết định đi xe máy đèo Văn Cẩn Ngôn đuổi theo Cực Quang, trước đó nàng đã xem ảnh rồi, cảm thấy rất đẹp, đã đến đây thì không thể bỏ lỡ được, phải chụp vài bức ảnh. Lục Kiều Vi rất phấn khích, khi đi qua khu rừng, nàng nhìn thấy tuần lộc, tuyết rất dày, nàng chạy cả đêm nhưng không thấy Cực Quang, cũng mệt chết. Lục Kiều Vi thở dài, trong sách có nói, nhưng sao lại không thấy. Mệt quá, không đi nổi nữa, còn mặc nhiều quần áo. Lúc này Lục Kiều Vi cảm thấy mình giống như một con chim cánh cụt to béo, nặng nề loạn choạng về phía trước, ngã trên nền tuyết. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, thấy bầu trời đầy sao, nàng nằm trong tuyết nhìn, bầu trời đêm rộng lớn như một vòng xoáy mộng mơ, cho đến khi Văn Cẩn Ngôn đưa tay cho nàng. Về thôi. Em mệt quá. Lục Kiều Vi không muốn cử động. Chị đỡ em. Văn Cẩn Ngôn kéo nàng đứng dậy, phủi tuyết trên người nàng, Lục Kiều Vi dựa vào cô đi về phía trước, nàng cảm thấy mình trong nháy mắt già đi rất nhiều, giống như một loại thỏa mãn cùng Văn Cẩn Ngôn trải qua cả đời. Lục Kiều Vi ơi Lục Kiều Vi, ngươi thật may mắn, có được một người thích ngươi như vậy, chắc chắn là phúc phận của kiếp trước. Đi bộ nửa tiếng, đến phòng nhỏ kín, Lục Kiều Vi kiệt sức ngã xuống, cởi áo khoác, nằm trên giường đá dày ra, nàng có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, gần đó có người đi lại, nàng còn có chút xấu hổ, mặc dù người khác không nhìn thấy nàng. Ngoài trời có tuyết cùng băng lạnh cống nhưng bên trong lại ấm áp, nàng nằm đó một lúc, Văn Cẩn Ngôn đóng cửa lại, tắm rửa đơn giản, sau đó hai người làm loạn trên giường. Văn Cẩn Ngôn kéo chăn lên, dán ở trên người nàng, hôn lên tai nàng, đây là nơi ngắm cảnh cuối cùng, trở về chúng ta sẽ kết hôn, làm một chút nhé. Cô nhẹ nhàng ôm Lục Kiều Vi, Lục Kiều Vi lặng lẽ nâng người lên, nếu có người nhìn thấy thì sao? Thật xấu hổ, bên ngoài có rất nhiều người. Cũng không phải làm ở nơi đông người, đắp chăn, kiên nhẫn một chút nha. Văn Cẩn Ngôn hôn bả vai nàng nói, người khác không nhìn thấy đâu. Lục Kiều Vi trực tiếp chui vào trong chăn, trộm làm loại chuyện này thật xấu hổ. Văn Cẩn Ngôn hôn lên thân thể nàng, chạm vào nàng rất ôn nhu. Nàng cũng đáp lại Văn Cẩn Ngôn, nghênh đón nụ hôn của Văn Cẩn Ngôn, nàng toát mồ hôi, Văn Cẩn Ngôn nghiêng người ôm nàng, cắn vào vai nàng. Lục Kiều Vi thở dốc nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra liền hét lên một tiếng chói tai, o a a a a a a a. Văn Cẩn Ngôn cười khẽ, rất thoải mái sao? Em trầm trồ khen ngợi thật. Dâm đảng. Là Cực Quang. Văn Cẩn Ngôn giật giật ngón tay. Lục Kiều Vi cũng run rẩy hai lần, chị ấn vào đâu vậy? Nàng cắn môi, lại nhỏ giọng nói, là Cực Quang, thật sự là Cực Quang, chị có nhìn thấy không? Màu xanh, màu lục, còn có màu tím, chị mau nhìn xem, thay đổi nhanh quá. Văn Cẩn Ngôn nhíu mày lại. Lục Kiều Vi lại nói, có rất nhiều người đang theo đuổi Cực Quang. Văn Cẩn Ngôn nói, vậy em cũng đi đi. Lục Kiều Vi không nói nên lời, trong tình huống này còn đi cái rắm đừng nháo, em sẽ không đi xem. Không phải chứ, sao chị không xem? Văn Cẩn Ngôn hung hăng đổi phương hướng, nói, người khác đang đuổi theo Cực Quang, em thật lợi hại, em làm tình dưới Cực Quang. Nghe nói người có thể nhìn thấy Cực Quang là người rất may mắn. Văn Cẩn Ngôn đang nói bên tai nàng, Lục Kiều Vi không nghe được, áp đầu lên trán, liên tục hướng lên trên, làm người rất mỏi. Văn Cẩn Ngôn hỏi nàng, Cực Quang phải bao lâu mới kết thúc? 2 đến 3 giờ. Vậy chúng ta làm cho đến khi kết thúc nhé. Lục Kiều Vi muốn khóc. Này còn chưa cử hành hôn lễ đã bắt đầu đối đãi bạo lực rồi sao? Chương 103. Buổi tối không đuổi theo Cực Quang, nhưng có chụp vài bức ảnh, nhìn kém hơn lúc Cực Quang xuất hiện một chút. Lục Kiều Vi đăng lên Weibo, lại chụp ảnh giấy hôn thú của nàng, thông tin trọng điểm được ghép lại, nàng biên tập dòng chữ, thật đẹp, không thể phản bác, Vi Vi cười tức chết ngươi cũng thay đổi vị trí kim đầu trang. Trước đó vẫn luôn là câu Camilen là rác rưởi, thu hút fan đều là tài khoản tiếp thị và người qua đường, đã lâu nàng không cập nhật Weibo, khi bài này được đăng lên liền có rất ít người phản hồi. Lục Kiều Vi tìm một hồi cũng không thấy bình luận mình muốn, nàng thở dài đăng xuất khỏi Weibo, đứng dậy giúp thu dọn đồ đạc, gấp quần áo, đóng gói vali, hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai nàng phải bay về. Trong vòng 5 tháng, váy cưới cũng đã làm xong, Thích Nhất Hoang nói chiếc váy đẹp đến nổ mạnh, bảo hai người mau về xem. Buổi sáng đi đến một nhà hàng đặc sản ăn cơm,
sau đó đi đến cửa hàng lưu niệm mua quà, trên đường về gặp nhóm người Thạch Hoang, hôm nay bọn họ đến ở trong phòng kính, Thạch Hoang hỏi, hôm qua cô đăng ảnh phải không? Ừm. Lục Kiều Vi hỏi, cô cũng nhìn thấy sao? Hôm qua cô có đi đuổi cực quang không? Tôi thấy ở đó có rất nhiều người đi xe máy. Cực quang rất đẹp, ảnh chụp cũng vậy. Thạch Hoang nói, lên đường bình an nha. Lục Kiều Vi cho rằng gặp nhau là duyên phận, nàng do dự hỏi, các cô có hứng thú đến dự hôn lễ của tôi không? Có thể nha, tôi rất vui lòng. Lục Kiều Vi để lại số điện thoại cho Thạch Hoang, lần lượt chào mấy người khác, khi rời đi, nàng đưa cho nhóm người Thạch Hoang một lư hương nhỏ cùng những vật dụng hữu ích khác để họ có thể sưởi ấm. Nàng vẫy tay chào tạm biệt thôn Giáng Sinh xinh đẹp, có cơ hội nàng sẽ quay lại chơi, vì nơi đây rất đặc biệt với nàng, hơn nữa nàng còn nhận được giấy hôn thú tại đây. Ở sân bay người người ra vào tấp nập, Lục Kiều Vi đeo khẩu trang, vừa định mở Weibo ra thì lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng kéo màn hình xuống, nhìn thấy thông báo, Lục Kiều Vi đăng ảnh phóng đãng, ảnh phóng đãng. Nghe thật không chút bảo thủ. Nàng bấm vào làm mới, tài khoản hơi bị kẹt, không thể kết nối Internet, nàng làm mới lại, lần này trạng thái đã tốt hơn rất nhiều. 1,6 triệu bình luận, 4,2 triệu lượt thích và 3 triệu lượt tiếp lại. Chết tiệt! Lục Kiều Vi đi vào khu vực bình luận liền sửng sốt. Bình luận nóng 1, hai người trên kính đang làm gì vậy? Bình luận nóng 2, trời ạ, bọn họ đang cắn cổ, xấu hổ quá. Bình luận nóng 3, trời ạ, tôi còn tưởng Lục Kiều Vi là công, ô ô ô, sai vị trí rồi, khóc. Bình luận nóng 4, không phản bác, không phản bác, hai người là xứng đôi nhất, có thể đăng thêm vài bức ảnh được không? Lấy ngọt ngào đè chết tôi đi, dù sao tôi cũng không muốn sống nữa, mẹ kiếp, trên kính lại có hình ảnh phản chiếu, lúc ấy nàng và Văn Cẩn Ngôn làm chuyện xấu xong. Nàng mặc váy ngủ nằm trên giường chụp ảnh cực quang, Văn Cẩn Ngôn còn triền miên mà cắn cổ nàng. Trời ơi! Sao lúc đó nàng không kiểm tra cẩn thận cơ chứ? Mặt Lục Kiều Vi đỏ bừng, nàng xoa xoa mặt, quay đầu nhìn về phía Văn Cẩn Ngôn. Văn Cẩn Ngôn đang nghiêm túc xem văn kiện mà công ty gửi tới. Lục Kiều Vi hít sâu một hơi, khó trách Weibo nói là ảnh phóng đãng. Nàng thật phóng đãng. Nhưng bức ảnh này chụp rất đẹp, hai người tựa vào nhau rất nóng cháy. Lục Kiều Vi kéo xuống, đọc hết bình luận bên dưới. Có rất nhiều người chúc phúc cho nàng, Lục Kiều Vi đều thích từng cái, khi ra ngoài phát hiện đám người Thạch Hoang cũng chú ý đến mình, nàng lập tức thêm vào bình luận. Máy bay cất cánh, lại hạ cánh lần nữa. Những ngày sau đó rất bận rộn, phải ăn Tết còn chuẩn bị hôn lễ. Hôn lễ dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 2, cũng là ngày lễ tình nhân. Thích Nhất Hoang và Khúc Thanh Trúc cùng nhau đến sân bay đón hai người, túi lớn túi nhỏ, đều đựng trong vali, từ tháng 8 đến tháng 12. Hai người đã đến thăm 6 quốc gia. Lục Kiều Vi đã đến thăm nhiều viện bảo tàng và nghiên cứu phong cách của mỗi quốc gia, nàng có được nhiều cảm hứng sáng tạo, nhiệt tình kể cho Khúc Thanh Trúc nghe những gì nàng đã thấy đã nghe, còn thảo luận về phát triển trong tương lai. Doanh thu của công ty gần đây rất cao, cơ bản là đơn đặt hàng từ giới giải trí. Rất nhiều minh tinh đang tìm cậu thiết kế định chế. Khúc Thanh Trúc nói, mình chỉ nhận một vài nghệ sĩ có đánh giá tốt, những loại nghệ sĩ cùng người nổi tiếng trên mạng đều đang đợi ở phía sau. Muốn phòng làm việc của mình lớn hơn thì không thể phát triển theo một hướng, đơn hàng trong giới giải trí tuy tốt nhưng lại dễ dàng bị lật xe, nếu xảy ra chuyện gì, cư dân mạng có thể mắng cả 18 đời tổ tiên nhà bọn họ. Hơn nữa phòng làm việc của bọn họ sau này sẽ là công ty niêm yết, tầm nhìn nhất định phải rộng hơn, Lục Kiều Vi hỏi, lần trước dì nói sẽ đến, tình hình thế nào rồi? Bà ấy gọi cho mình không để ý tới bà ấy bắt đầu khóc nháo lên, cho nên mình đến chỗ của Thích Nhất Hoang ở vài ngày. Khúc Thanh Trúc lại nói, trong khoảng thời gian này, bà ấy lại bắt đầu lấy lòng mình, hẳn là muốn dỗ dành mình. Nói thế nào cũng đều là người trưởng thành, có chút tâm tư không cần ngẫm nghĩ cũng có thể hiểu được. Khúc Thanh Trúc nói, mình đã nói với bà ấy, nếu cứ tiếp tục như vậy thì giữa mình với bà ấy sẽ không còn thật tình gì nữa, kêu bà ấy tự ngẫm lại. Nếu vẫn không ngẫm được thì chỉ có thể đối xử với nhau như khách hàng, dối trá lẫn nhau. Khúc Thanh Trúc nói, ích kỷ một chút tốt hơn rất nhiều. Nói đến, váy cưới của cậu đã làm xong rồi. Cố Tinh Thần đang đợi cậu kiểm tra. Khi làm váy cưới, chế tác sư và Cố Tinh Thần sẽ gửi hình ảnh, cố gắng hoàn thiện từng chi tiết, hai người còn rất mong chờ. Lục Kiều Vi vừa lên xe liền bắt đầu kích động, vừa mở cửa xe, nàng chạy về phía nhà, quần áo của tôi đâu? Váy cưới của tôi đâu? Mau lấy ra cho tôi xem. Robot quét nhà ở nhà lắc lư dưới chân nàng, Lục Kiều Vi vui vẻ nói một tiếng hello, robot lại lắc lư đi nơi khác. Cố Tinh Thần từ trong phòng đi ra, nói, Lục tiểu thư về rồi. Chơi vui không? Lục Kiều Vi dùng sức gật đầu, váy cưới làm xong chưa? Cố Tinh Thần chỉ vào phòng, Lục Kiều Vi vừa định đi vào thì lại dừng lại, đợi Văn Cẩn Ngôn đi vào, nắm tay cô cùng đi vào.
Trong tủ kính có hai chiếc váy cưới màu trắng tinh, được làm từ ngọc trai và kim cương, nhìn chính là một đôi. Lục Kiều Vi đi vòng quanh tủ kính, mấy tháng nay nàng đã mặc rất nhiều váy cưới chụp ảnh cưới, khi nhìn thấy hai bộ váy này, nàng rất ngạc nhiên, Cố Tinh Thần đã lồng ghép câu chuyện của hai người vào trong váy cưới. Muốn thử không? Cố Tinh Thần nói, đúng rồi, tôi giúp cô điều chỉnh hiệu quả thân trên, chờ đến ngày hôn lễ, toàn bộ thế giới đều thuộc về hai người. Được. Lục Kiều Vi đang muốn đi lấy bộ váy của mình, những viên ngọc trên đó đều được dùng vừa phải, mặc một mình có chút phiền phức, Văn Cẩn Ngôn đang định đi theo hỗ trợ thì bị Lục Kiều Vi chặn lại. Nàng nói, không thể để chị xem, chờ đến ngày hôn lễ em sẽ cho chị xem. Văn Cẩn Ngôn rũ mắt xuống, vẻ mặt ủy khuất, tại sao, chị cũng muốn xem, em là vợ của chị, hẳn là chị nên xem trước. Trong lòng Lục Kiều Vi lại mềm ra, Cố Tinh Thần nói, mặc dù cô là người cuối cùng nhìn thấy, nhưng cô sẽ nhìn thấy cả đời, khoảnh khắc cô ấy mặc váy cưới cùng làm tóc, đó sẽ là một khoảnh khắc tâm động cả đời cô. Văn Cẩn Ngôn trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, được, vậy tôi sẽ chờ. Sẽ không lâu đâu. Quả thực chỉ còn lại 2 tháng, có thể chờ bao lâu đâu. Chiếc váy cưới vừa vặn với nàng, Lục Kiều Vi rất đẹp, nhưng khi mặc bộ váy này vào, nàng không còn giống con người nữa, mà chính là thiên thần ở trong miệng Văn Cẩn Ngôn. Trước khi kết hôn là ăn Tết, Văn Cẩn Ngôn đưa phu nhân Jones về, bọn họ dán giấy đỏ lên nhà vì sau Tết vài ngày là đến hôn lễ, bọn họ trang trí nhà cửa theo phong cách vui tươi nhất. Mẹ Lục cắt giấy dán cửa sổ, ba Lục viết câu đối rồi dán lên, phu nhân Jones mua mấy cuốn album, đóng khung ảnh cưới của hai người rồi treo lên tường cầu thang và trong phòng ngủ. Ngôi nhà ấm cúng này đều chứa đựng tình yêu. Sau cơm tất niên, cho nhau những lời chúc mừng, cho bao lì xì và ăn kẹo, mọi người đều nhớ lại năm ngoái Văn Cẩn Ngôn đến thăm, quá trình này thật khúc chiết. Mẹ Lục nói, mọi người không biết đâu, lúc đó Cẩn Ngôn cầm máy ảnh đứng trên núi nói muốn chụp ảnh tôi với ba của Kiều Vi. Tôi liền thầm nghĩ, đứa nhỏ này quá thành thật, còn ngây ngốc ha ha ha. Phu nhân Jones không tham dự chuyện xảy ra năm ngoái, bà cười nói, sau này còn cần Vi Vi chỉ dạy con bé nhiều, để con bé thông minh hơn một chút. Lục Kiều Vi dùng sức gật đầu, trong miệng ngậm một viên kẹo, đó là loại kẹo hai người dùng làm quà kỷ niệm, ngon đến không nói nên lời. Buổi tối đi ngủ, mẹ Lục bảo hai người không được ngủ chung, người xưa vẫn nói, ngủ chung trước kết hôn không may mắn, nên ngủ riêng phòng, đến ngày cưới mới có thể gặp nhau. Ngày tháng trôi qua nhanh như dự kiến, đã đến lúc hai người kết hôn. Hôn lễ được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ gần biển ở Anh, những người đến đều là thân thích và bạn bè. Trong nhà Lục Kiều Vi có nhiều thân thích chưa từng ra nước ngoài, những ai có thể đến tham gia, Lục Kiều Vi đều sắp xếp vé máy bay cho bọn họ. Vốn dĩ nghe nói Lục Kiều Vi và Văn Cẩn Ngôn ở bên nhau, thân thích trong nhà đều không đồng ý, sau này thấy Lục Kiều Vi càng ngày càng tốt hơn, hơn nữa trước đây cũng có ấn tượng tốt với Văn Cẩn Ngôn, biết thân phận của cô liền không phản đối, bọn họ đều mang thái độ chúc phúc. Hai ngày nay Lục Kiều Vi cực kỳ bận rộn, nàng tiếp đón thân thích cùng bạn bè đến đây, buổi tối còn đi trang điểm cô dâu, thời gian gặp Văn Cẩn Ngôn rất ít. Lúc mặc váy cưới, cả hai đều không nhịn được nữa, như hiểu ngầm mà mở cửa phòng thay đồ ra, Lục Kiều Vi ở tầng 1, Văn Cẩn Ngôn ở tầng 2, cúi đầu ngẩng đầu liền tràn đầy ôn nhu. Buổi tối cũng không ai phát hiện ra hai người. Gió biển thổi rất mạnh, hai người trộn nhìn nhau. Lục Kiều Vi mặc một chiếc váy cưới nặng nề, váy căng rất lớn, được làm bằng vải tuyên thêu hoa hồng, trên nền thêu màu trắng có đính những viên ngọc bích và đá quý màu tím, giống như tinh tinh hoa hồng đang nhảy múa dưới những vì sao. Áo cổ chữ V gợi cảm cùng mị hoặc. Văn Cẩn Ngôn mặc váy cưới đuôi cá, bên hông là vải tuyên màu xanh nhạt vàng kéo dài thẳng đến vai, viền lưng trần đính những viên kim cương trắng, vạt váy xuề có gợn sóng màu vàng, giống như ánh trăng lấp lánh trên mặt biển. Cô chống lan can, chu chu môi với Lục Kiều Vi. Vì thế, đó là ánh trăng hôn lên hoa hồng đỏ. Chương 104, mặt trời mọc từ biển, bầu trời trắng xóa, hòn đảo trở nên sôi động. Khúc Thanh Trúc và Thích Nhất Hoang cùng với nhóm phù dâu hai bên chuẩn bị bắt đầu công việc hôm nay, chủ yếu là sắp xếp để Lục Kiều Vi đón dâu. Vốn dĩ không có an bài hạng mục này, trực tiếp đi thảm đỏ, nhờ một linh mục rất có uy tín ở địa phương đọc lời thề trong hôn lễ. Nhưng cách đây vài ngày Lục Kiều Vi đã đăng trên Weibo, cư dân mạng cho rằng Lục Kiều Vi là thụ, làm Lục Kiều Vi không có mặt mũi liền muốn mảnh một phen. Đêm qua Lục Kiều Vi không ngủ được nhiều vì quá hưng phấn, có lẽ cô dâu trên thế giới này đều giống nàng, nhưng hiện tại nàng cũng không buồn ngủ. Bắt đầu tắm rửa sạch sẽ trang điểm. Phong cách của nàng khá đáng yêu, buộc hai cái sừng dê, tóc xõa phía dưới uốn xoăn, người ta thường nói, nghé con mới sinh không sợ cọp, còn Lục đại mãnh nàng thì không sợ gì cả. Chiếc váy quá lớn, phải có người hỗ trợ nắm phía sau, khi bước ra, Lục Kiều Vi theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía tầng 2. Cúc Thanh Trúc nói, đừng nghĩ nữa, đêm qua Văn Cẩn Ngôn đã chuyển đến khách sạn trên đảo, hiện tại cậu phải đến đó đón cô ấy. Mình là đang dư vị.
Lục Kiều Vi nói. Dư vị. Nhớ lại nụ hôn ngày hôm qua, cực kỳ lãng mạn, bên tai có tiếng gió biển gào thét, ánh trăng lướt qua cơ thể nàng nhẹ nhàng lại lặng lẽ. Nàng sẽ nhớ loại cảm giác đó cả đời. Lục Kiều Vi có rất nhiều bạn bè, đặc biệt là sau khi nàng bắt đầu làm thiết kế sư và mở phòng làm việc, nàng có 8 phù dâu, trong đó có 2 người đứng đằng sau hỗ trợ nàng cầm váy cưới, số còn lại ở kia mở đường cho nàng. Khúc Thanh Trúc đỡ nàng, nói, hiện tại cậu rất giống một hoàng hậu trong cung, đeo móng tay bằng vàng, đi đường phải có người đỡ, dù đi đến đâu cũng sẽ có người kêu một tiếng, hoàng hậu nương nương Cát Tường. Lục Kiều Vi gật đầu, đưa tay ra nói, bình thân, đưa ta đi gặp hoàng thượng, hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta. Nàng xoay 2 lần suýt ngã, giày cưới của nàng không dễ đi. Khúc Thanh Trúc đề nghị nói, không thì đi đôi dép lê bên trong đi, nếu không lát nữa sẽ rất khó khăn. Không được, kết hôn nhất định phải hoàn mỹ. Lục Kiều Vi kiên định nói, một đường đi đến cửa khách sạn. Sau đó, nàng nghe thấy Thích Nhất Hoang đang an bài nhóm phù dâu, cô nói, đợi lát nữa người tới, các cô liền đưa ra yêu cầu, chẳng hạn như hôn phù dâu, để phù dâu ở dưới thân rồi hít đất, cùng phù dâu cắn chung một quả táo, biết không? Phù dâu bên cạnh nghe vậy cau mày, hỏi này có phải không tốt lắm hay không, mọi người đều là nữ, hôn nhau là không thích hợp. Thích Nhất Hoang nghiêm túc nói, các cô ở trong nước, không hiểu phong tục bên này, nếu không làm được thì để tôi làm một mình. Phong tục ở đây táo bạo như vậy sao? Phù dâu hỏi. Thích Nhất Hoàng gật đầu, có bao giờ nghe nói đến nháo động phòng chưa? Các phù dâu gật đầu, sau đó nghe thấy một tiếng ho khan, quay lại thì thấy Lục Kiều Vi đã đến. Hai người đây là... Thích Nhất Hoàng cảm thấy tư thế của bọn họ rất kỳ quái, nhịn không cười, Khúc Thanh Trúc bình tĩnh nói, tới đón hoàng thượng đi thành thân, cho hoàng thượng các cô xuất hiện đi. Này có chút khó nha. Thích Nhất Hoang nói. Khúc Thanh Trúc nhướng mày nhìn nàng, lặp lại lời nàng vừa nói, khó đến mức nào? Cắn quả táo hít đất sao? Lời vừa dứt, những người đứng sau Thích Nhất Hoang lần lượt lùi lại, ngẩng đầu nhìn trời biển phía xa. Đúng vậy, Thích Nhất Hoang chủ động tiến lên, đến đây đi, hôm nay không chịu chút đau khổ tôi sẽ không cho mấy người qua. Nàng bước tới chỗ Khúc Thanh Trúc, nhìn Khúc Thanh Trúc mặc váy lụa xanh, nhỏ giọng nói, lạnh không? Lúc Khúc Kinh Trụ đang phát tán khí lạnh, nàng nói, nếu có vấn đề gì thì cứ hướng về phía tôi, có chuyện gì mà tôi không giải quyết được cơ chứ? Ngàn vạn lần đừng mềm lòng với tôi. Tất cả phù dâu, không biết còn tưởng chúng ta đang đón dâu. Bởi vì chút thông minh của Thích Nhất Hoang không online, mọi người liền kéo Thích Nhất Hoang lại, Túc Vĩnh ỷ gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, vì thế cô nói, tốt xấu gì cũng có chút thử thích đúng không, bọn tôi cũng sẽ không làm khó dễ các cô, trước tiên cho vài món quà gặp mặt đi. Bao lì xì đã sớm chuẩn bị tốt, lần lượt phát ra, khá dày, còn có tặng vài món quà nhỏ, Khúc Thanh Trúc hỏi, hiện tại có thể đi chưa? Tôi cảm thấy, thả bọn họ đi như vậy quá đơn giản. Thích Nhất Hoang đi tới nói thêm, khẳng định không thiếu hít đất, tới hít 10 cái đi, lấy thành ý ra đi. Thích Nhất Hoang không quan tâm họ có đồng ý hay không, nàng trực tiếp nằm xuống thảm đỏ, dịch về phía Khúc Thanh Trúc, giơ tay véo chân Khúc Thanh Trúc. Khúc Thanh Trúc nhẹ nhàng đá nàng một cái, nói, chị không sợ tôi dẫm lên chị sao? Không sợ, tôi nói cho em biết, nếu hôm nay em không hít đủ 10 cái thì đừng nghĩ để Lục Kiều Vi gặp Văn Cẩn Ngôn, trừ phi mấy người dẫm lên người tôi đi qua. Khúc Thanh Trúc vén váy lên, nói dẫm lên dẫm. Thích Nhất Hoang ôm lấy chân cô, hét lên với đồng đội của mình, chặn bọn họ lại, đừng cho bọn họ vào. Các phù dâu cười lớn, bọn họ chưa bao giờ thấy Thích lão bản chơi xấu như vậy, liền chặn đường, không cho họ tiến về phía trước. Cánh cửa ở ngay sau lưng họ, khi hai bên náo loạn, thân thích và bạn bè đều đến xem. Tất cả đều cười da mặt dày của Thích Nhất Hoang. Khúc Thanh Trúc bất đắc dĩ cười, chị đủ chưa? Mau lên, trên mặt đất rất lạnh, tôi mặc quần áo như thế này đứng cũng khó. Thích Nhất Hoang thúc giục. Thích Nhất Hoang, chị có biết xấu hổ hay không? Lục Kiều Vi nhìn nàng không nói nên lời, nhưng không khỏi cười nói, hôm nay chính là tôi kết hôn. Tôi đây là vì hai người mà hy sinh hết mình, thế mà em còn cười. Thích Nhất Hoang nghiêm túc nói, không biết còn tưởng phù dâu của Lục Kiều Vi đang làm khó dễ bọn họ. Khúc Thanh Trúc đưa bó hoa trong tay cho một phù dâu khác, nửa cuối người nhìn nàng, khẽ thở dài. Một phút sau, Khúc Thanh Trúc nắm vạt váy, có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn cẩn thận chống lên người nàng. Cô khởi động, váy lại đè lên người Thích Nhất Hoang, 1, 2, 3. Đến cái thứ 5, Khúc Thanh Trúc quay mặt lại hỏi, chị nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Em đẹp, rất đẹp. Thích Nhất Hoang nói, mau quay mặt lại đây cho tôi nhìn xem. Nhìn gần trông em rất đẹp. Nàng kéo một chút, Khúc Thanh Trúc đè lên nàng, môi lướt qua gò má nàng, cô chống tay lên, nhẹ giọng nói, đừng nháo. Cái lạnh lùng đặc trưng xen lẫn chút ôn nhu thật dụ hoặc. Trái tim trong ngực nhảy lên bất thường, Thích Nhất Hoang cơ hồ chịu không nổi,
cho đến khi Khúc Thanh Trúc được kéo lên nàng mới có cơ hội thở. Khúc Thanh Trúc vỗ nhẹ cát trên váy, nói, được rồi, nếu không đứng dậy tôi sẽ dẫm lên thật đấy. Rõ ràng là Khúc Thanh Trúc vận động, nhưng nàng còn tưởng mình bị tê liệt, thích nhất hoang chống tay đứng dậy, hôm nay hiếm khi nàng không mặc váy đỏ, nàng thay đổi phong cách quyến rũ, mặc một bộ tây trang, đút ngón tay vào túi quần, chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân thẳng tắp, đứng trên thảm đỏ, mang vẻ đẹp hoang dã cùng thuần khiết, trông khá đứng đắn. Hiện tại tôi có thể đón vợ tôi rồi phải không? Lục Kiều Vi vội vàng cầm váy chạy vào trong. Khẳng định vợ nàng cũng đang chờ nàng. Nhưng là trước cửa có một đám người, không biết là thiên tài nào nghĩ ra, người chặn cửa đều là người nước ngoài với màu da khác nhau, đều nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ mặt không có hảo ý, mấy người phía sau nhịn cười, rất nghiêm túc nói, đây là người mẫu đến từ đất nước này, cũng là người mẫu ở DMD đã gắn bó với Văn Cẩn Ngôn lâu nhất, chỉ cần cô có thể trả lời đúng câu hỏi và bắt được mật khẩu là có thể bước vào cánh cửa này. Lục Kiều Vi chắc chắn là cố ý, biết rõ nàng không có năng khiếu ngôn ngữ còn bày ra chiêu này để tra tấn nàng, nàng tức giận nắm chặt tay, rốt cuộc là ai? Ai lại ác độc như vậy? Mọi người cô nhìn tôi nhìn cô, nhưng cũng không có ai thừa nhận. Thích Nhất Hoang nói, tôi nói là Văn Cẩn Ngôn em có tin không? Tôi không tin. Lục Kiều Vi nghiến răng nghiến lợi, tiến lên một bước, đứng trước mặt người mẫu tóc vàng, đến, cho tôi nghe một chút. Người mẫu đầu tiên nói là người Anh, Lục Kiều Vi có thể hiểu được, rất nhanh sau đó nàng đã dịch ra, mặt sau nàng thực sự không biết đó là ngôn ngữ gì, nàng lắp bắp trả lời, đầu muốn nổ tung, nàng không thể chịu nổi nữa liền bạo phát, liên tục nói nhiều thứ tiếng lộn xộn. Nàng hét vào cửa, em yêu chị, yêu đến điên rồi, mau mở cửa đi. Mọi người cười đến nấc lên, Lục Kiều Vi tức giận đến bốc khói, quá tra tấn người khác, nàng mở cửa đi vào, làm sao bây giờ? Bọn họ lại không giúp em thực sự nghe không hiểu, không biết phải nói gì, muốn khóc. Một nhóm phù dâu cười đến mức nấc cục. Lúc này, bên trong có tiếng gõ cửa, giọng nói của Văn Cẩn Ngôn vang lên, đừng gấp, em hỏi lại đi, chị sẽ nghe giúp em. Vợ. Lục Kiều Vi ủy khuất khịt mũi. Đừng sợ, em hỏi lại đi. Được. Có hỗ trợ của vợ, Lục Kiều Vi cảm thấy mình có thể làm được, nàng nhìn năm người mẫu còn lại, nói, phiền toái mọi người nói lại lần nữa. Túc Vĩnh ỉ nói, đây là gian lận nha. Đây gọi là thê thê đồng tâm. Lục Kiều Vi xoa xoa tay, mau lên, vợ tôi còn đang chờ. Các người mẫu đặt câu hỏi, nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn nói gà và thỏ trong cùng một chuồng, yêu cầu Lục Kiều Vi đếm xem có bao nhiêu con gà và con thỏ. Dù sao cũng không có câu hỏi đứng đắn nào, khi bắt được đáp án, Lục Kiều Vi cảm thấy mình đã mọc cánh thành tiên, có thể lục thân không nhận nện bước đi vào. Cuối cùng cũng đến phòng, Văn Cẩn Ngôn mới quay lại giường ngồi xuống, thư ký và pháp vụ theo cô vào trong, mỗi người một bên, chỉnh lại gấu váy cho cô, giống như đang ở trong công ty, là phụ tá đắc lực mà Văn Cẩn Ngôn tin tưởng nhất. Lục Kiều Vi đích thân đưa bao lì xì lớn và kẹo mừng cho bọn họ, định ôm Văn Cẩn Ngôn nhưng lại bị chặn lại, mẹ Lục cũng đi theo nói, phải tuân thủ quy củ, đi giày cho cô dâu trước. Lục Kiều Vi ngoan ngoãn ngồi xổm, liếc nhìn vợ, trong lòng cảm thấy vui mừng, cúi đầu cầm đôi giày qua, nắm mắt cá chân của Văn Cẩn Ngôn. Văn Cẩn Ngôn mặc váy cưới, xinh đẹp như vậy, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Khúc Thanh Trúc và các phù dâu phát bao lì xì cho mọi người nói rất nhiều lời chúc mừng, vô cùng náo nhiệt, cũng không làm phiền Lục Kiều Vi nữa. Lục Kiều Vi đưa tay cho Văn Cẩn Ngôn. Hai tay đan vào nhau, vốn là bế cô dâu ra ngoài, nhưng Lục Kiều Vi cũng là cô dâu nên hai người nắm tay cùng đi ra ngoài. Trước cửa có một con đường hoa, hai người phải cùng nhau đi đến địa điểm tổ chức hôn lễ trước mặt, bước đi rất chậm, váy lại quá to và nặng. Hai người từng bước tiến về phía trước, vài phút sau không thể đi được nữa, Lục Kiều Vi một tay vén váy của mình lên, kẹp dưới cánh tay, cùng Văn Cẩn Ngôn chạy về phía trước. Ba Lục mặc tây trang đứng ở cổng hoa, một tay lau nước mắt, nhìn thấy hai người, ông nhanh chóng bỏ tay xuống, chỉnh lại hoa trên ngực, đôi mắt đỏ hoe nhìn Lục Kiều Vi và Văn Cẩn Ngôn chạy về phía mình. Lục Kiều Vi chạy đến đổ mồ hôi, thở hổn hển nhìn Văn Cẩn Ngôn, mệt không? Không mệt. Lúc chạy, Văn Cẩn Ngôn như đang bay, cô còn tưởng đoạn đường này khó đi, nhưng Lục Kiều Vi đã mang theo cô chạy ra khỏi trói buộc. Khách nhân đều đã đến, ngồi trên ghế hoa vỗ tay, một em bé cầm lẵng hoa hét lên, tỷ tỷ, hai chị thật xinh đẹp. Những cánh hoa hồng đỏ rơi xuống tóc hai người, mẹ Lục và phu nhân Jones chùm khăn che mặt cho hai người, mắt hai bà cũng ương ướt. Ba Lục chậm rãi bước tới, hai người nắm tay Ba Lục từng bước đi về phía trước, Tiểu Hoa Đồng phía sau cầm vạt váy cưới của hai người. Hoa hồng rải đầy, hai người đứng hai bên Ba Lục, Ba Lục mỉm cười đưa đến cho vị linh mục lớn hơn ông một chút, lật cuốn kinh thánh trên tay. Lúc này hai cô gái đứng trước mặt ngài đang hướng ngài cầu nguyện, các nàng bước qua bụi gai thế tục đi tới điện hôn lễ.
từ nay về sau, các nàng sẽ tiếp tục nắm tay bước đi. Con thành kính hướng ngài cầu nguyện, xin hãy chúc phúc cho các nàng, bụi gai nở ra hoa hồng, cả đời bên nhau. Vị linh mục nhìn Lục Kiều Vi nói, Lục Kiều Vi tiểu thư, lúc này cô đang đối mặt với Chúa, xin hãy thành thật nói cho ta, cô có nguyện ý cưới tiểu thư bên cạnh làm vợ hay không? Dù sinh lão bệnh tử, dù bần cùng phú quý, cô có vĩnh viễn yêu thương cô ấy không? Lục Kiều Vi gật đầu, tôi nguyện ý. Vị linh mục lại nhìn Văn Cẩn Ngôn, hỏi câu hỏi tương tự, cô có nguyện ý thề với Chúa, đáp lại lời hứa tương tự của cô ấy không? Văn Cẩn Ngôn nắm lấy tay Lục Kiều Vi, nói, tôi nguyện ý. Hiện tại cô có thể hôn cô dâu của mình. Lục Kiều Vi tiến về phía trước một chút, Văn Cẩn Ngôn vén khăn che mặt lên, nhẹ nhàng véo sừng dê của nàng, Lục Kiều Vi cũng vén khăn che mặt của cô lên. Nàng nhẹ nhàng kiển chân hôn lên môi Văn Cẩn Ngôn. Văn Cẩn Ngôn hôn lại nàng. Chúc mừng tân hôn hạnh phúc. Bạn đang nghe truyện từ CL Radio. Thiên đường bách hợp tiểu thuyết. Chương 105, các vị khách vỗ tay, cười chúc mừng hai người. Hai người có thể đi đến hiện tại thật không dễ dàng, mọi người đều hết lòng chúc phúc hai người. Các phù dâu náo nhiệt đuổi theo bóng bay, những quả bóng bay họ dẫm lên giống như pháo nổ, phát ra tiếng tanh tách. Nếu váy cưới của Lục Kiều Vi không quá nặng thì Lục Kiều Vi đã đi theo họ chơi bóng bay. Sau đó, hai người ném hoa, Lục Kiều Vi và Văn Cẩn Ngôn đứng trên bậc thang, hai người đều cầm bó hoa trên tay, một nhóm phù dâu đang túm tụm lại với nhau, bàn bạc cách để dễ dàng lấy bó hoa hơn. Trang Như Nhuế từ phía khán giả hét lên, hoa hoa hoa, cho tôi hoa đi, tôi độc thân đã 5-6 năm rồi, vẫn chưa gặp được đối tượng, lão bản ném cho tôi đi, tôi muốn vận đào hoa. Lục Kiều Vi hài lòng gật đầu với cô rất có tiền đồ. Đứng yên đi, lát nữa tôi sẽ ném hoa cho cô, đảm bảo cô sẽ tìm được đối tượng, một đám soái ca mỹ nữ trẻ tuổi sẽ thích cô, quỳ gối dưới váy thạch lựu của cô. Ok, ném về phía tôi đi. Trang Như Nhuế hét lên. Mấy phù dâu đứng gần đó không chịu thua cũng hét lên, Lục lão bản, Lục tổng tài, Lục tổng giám đốc xinh đẹp nhất thiên hạ. Cho tôi hoa đi. Lục Kiều Vi cười nói, vậy chỉ có thể xem vận may thôi, trong tay vợ của tôi còn có một bó. Các cô có thể hỏi xin chị ấy. Một đám người lại tìm Văn Cẩn Ngôn, Văn Cẩn Ngôn chỉ mỉm cười, chỉ có Thích Nhất Hoang đi ra, nói, Văn Tiểu Thư, Văn Thái Thái vừa kêu cậu tặng hoa cho mình, hẳn là cậu nên nghe lời Văn Thái Thái nói đúng không? Chết tiệt! Thích Nhất Hoang quá tặc. Mọi người đều choáng váng trước hành động của nàng. Văn Cẩn Ngôn cầm một nắm sô-cô-la ném cho nàng, không tồi, nói rất hợp tâm ý của mình. Hai người quay lưng về phía khán giả, nhắm mắt lại, thầm đếm trong lòng rồi cùng lúc ném bó hoa xuống. Các phù dâu trên khán đài lao tới, Thích Nhất Hoang nhảy lên chụp lấy bó hoa, may là nàng thật sự bắt được hoa. Nàng lấy hoa xong cũng không rời đi mà đi lấy bó hoa khác, các phù dâu khác bất mãn nói, Thích Nhất Hoang, không phải cô có rồi sao, sao còn lấy nữa? Không sợ cô độc sống hết quãng đời còn lại sao? Cô đã bao giờ nghe câu nói hạnh phúc là nằm trong tay chính mình chưa? Tôi đây là đang phân đấu cho hạnh phúc của chính mình nha. Nói xong, bó hoa trên tay nàng bị các phù dâu khác giật mất, mọi người giật lấy bỏ chạy, Thích Nhất Hoang vội vàng đuổi theo bó hoa của mình, các người còn có liêm sỉ hay không? Một đám người làm ầm ĩ, cuối cùng Thích Nhất Hoang không nhận được bó hoa nào, khoanh tay liên tục thở dài, có câu nói rất hay, tham thì thâm. Em, thật phiền muộn. Nàng liếc nhìn về phía Khúc Thanh Trúc, hỗn chiến vừa rồi, Khúc Thanh Trúc cũng tham gia, trong chốc lát bó hoa đã lọt vào tay cô, phải chăng là cô định kết thúc lữ hành một mình, muốn tìm người làm bạn hay không? Khúc Thanh Trúc quay đầu lại nhìn nàng. Thích Nhất Hoang vô thức siết chặt túi quần, dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc hộp, nhưng tay nắm chặt hơn, cái này là để đưa cho Khúc Thanh Trúc nên nàng phải tìm cơ hội thích hợp. Đi thôi, sao còn đứng đó? Thích Nhất Hoang hoàng hồn, đuổi theo bước chân của cô. Buổi tối, khách nhân lên tàu du lịch thưởng thức bữa tiệc sang trọng, tàu du lịch sẽ khởi hành từ đảo đến địa điểm tiếp theo, khách nhân sẽ nghỉ lại trên tàu một ngày một đêm. Ngồi trên bong tàu ngắm cảnh, buổi sáng mặt trời nhô lên khỏi mực nước biển. Ban đêm ngủ trên tầng cao nhất, mở cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao trên biển. Thích Nhất Hoang đút một tay vào túi, gió biển thổi tung mái tóc xoăn của nàng, nàng pha hai cốc ca cao nóng, một trên tay, một trên bàn, chờ Khúc Thanh Trúc đến hẹn. Sau hôn lễ, Lục Kiều Vi và Văn Cẩn Ngôn bắt đầu tuần trăng mật. Ban đầu Lục Kiều Vi lo lắng công việc của công ty, nhưng Văn Cẩn Ngôn đã dạy nàng cách ủy quyền và cách trang thủ thời gian rảnh để làm việc của công ty, để nàng vẫn có thể đi du lịch khắp nơi. Chủ yếu là có một người trợ giúp tốt như Khúc Thanh Trúc, cô đảm nhiệm tốt mọi mặt của công ty. Ban ngày, Lục Kiều Vi và Văn Cẩn Ngôn sống cuộc sống gia đình lãng mạn, ban đêm từng người mở họp giải quyết công việc của công ty, kết hợp giữa công việc và giải trí. Tháng 8, hai người kết thúc tuần trăng mật, trở về công ty chính thức bước vào thời kỳ bận rộn,
phòng làm việc của Lục Kiều Vi bắt đầu xây dựng phân xưởng và cửa hàng. Người bạn từng làm việc với nàng trước đây đã được nàng trực tiếp tuyển dụng, trở thành chế tác sư chính của công ty nàng, còn có một chế tác sư nặng ký đến hỗ trợ nàng, là Văn Cẩn Ngôn mời tới. Cũng chính khi Lục Kiều Vi sang Pháp tìm Văn Cẩn Ngôn, nàng đã gặp chế tác sư người Mỹ, William. William đã đến dự hôn lễ của nàng, thấy nàng liền ôm một cái, nói, tôi biết một ngày nào đó cô sẽ tỏa sáng. Cảm ơn ngài đã đến công ty của tôi. Lục Kiều Vi nhiệt tình ôm lại hắn. William duỗi ra một ngón tay mập mạp lắc lắc, nói, đừng nói công ty, tốc độ phát triển của cô đã vượt qua rất nhiều người, hiện tại cô là người giỏi nhất, sẽ sớm đuổi kịp Luxury. Vừa nói, William vừa lắc đầu, trạng thái của cô ấy bây giờ càng điên cuồng hơn, tổng bộ đã quyết định thu hồi chức vụ giám đốc của cô ấy. Cô ấy, này ám chỉ Camilen, kể từ khi bị Lục Kiều Vi đánh bại ở buổi trình diễn trang sức lần trước, Camilen đã im lặng rất lâu, không phải mất đi địa vị trong giới trang sức mà là nàng ta không có đại kêu gọi lực như trước kia. Sau đó, Camilen có chút tự mình hiểu lấy, không còn quấy rầy Văn Cẩn Ngôn nữa, tuy nhiên, nàng ta lại gây ra một loạt chuyện rắc rối ở tổng bộ, khiến nhiều thiết kế sư phải rời đi em đi. William nói, cô ấy quá cao ngạo, tưởng mình là thần thánh, không chịu chấp nhận bất kỳ thất bại nào, mỗi thất bại sẽ khiến cô ấy phát điên hơn. Những đồ vật ở DMD hiện tại không còn hương vị như trước nữa. Ai mà không có thất bại? Thất bại là mẹ thành công, chỉ người đã thất bại mới tiếp tục tiến về phía trước, hướng về ngày mai tốt đẹp hơn. Lục Kiều Vi nghiêm túc nói. Nàng cũng gặp rất nhiều khó khăn khi làm thiết kế sư, khi nàng tham gia tuần lễ thương hiệu thời trang, có người nói rằng nàng có được vị trí này là nhờ vợ. Mọi thứ bây giờ đều có được thông qua Văn Cẩn Ngôn, bọn họ coi thường nàng. Lục Kiều Vi đều sẽ đáp trả, dựa vào vợ thì dựa vào vợ của tôi không cho tôi dựa thì cho mấy người dựa sao? Cũng không nhìn lại mình là ai, có phải chồng mấy người thường không đáng tin cậy hay không? Đây chính là nguy cơ tình cảm, mấy người cẩn thận một chút. Nàng mắng tất cả những người coi thường nàng. Thất bại là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống, ngẫm lại thất bại này là được. Ngày nay, tiểu thư Kiều Vi rất nổi tiếng ở trong nước. Tương tự như đồ luxury, nhưng bọn họ không quảng cáo mà chỉ ngẫu nhiên nhận đơn hàng. Nhiều khách hàng thích thiết kế riêng, nhưng thiết kế sư của họ hoàn toàn không đủ người, cung không đủ cầu. Lục Kiều Vi chủ trương sáng tạo cảm hứng, không ép buộc các thiết kế sư phải nhận đơn, cho phép họ theo đuổi trạng thái hoàn hảo nhất trong thiết kế. Sau đó sẽ điều hành xưởng và đá quý, sẽ sắp xếp việc niêm yết, tìm người phát ngôn hình ảnh và tham gia một số sự kiện thời trang. Lục Kiều Vi có khát khao rất lớn về sự phát triển của thương hiệu, sẽ không lâu nữa bọn họ sẽ có thể đứng ở vị trí cao. Trong một năm mở xưởng, Lục Kiều Vi kiếm được rất nhiều tiền, sau này Văn Cẩn Ngôn lại cấp thêm cho nàng một khoản kinh phí. Bắt đầu từ tháng 9, xưởng của Lục Kiều Vi sẽ đi theo hai con đường, thiết kế riêng và trang sức. Yêu cầu đối với thiết kế riêng cực kỳ nghiêm ngặt, giá cả cũng gấp mấy lần so với loạt sản phẩm chính. Trong thời gian này, bọn họ cũng hợp tác với phòng làm việc của Cố Tinh Thần, kết hợp trang sức và trang phục, tham gia show thời trang và trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực trang sức. Phòng làm việc được thay thế bằng một tòa nhà, cửa hàng được mở rộng thành 3 cái. Lục Kiều Vi tiết kiệm tiền mua một căn nhà mới cho ba mẹ. Ban đầu nàng định mua ở thành phố, nhưng ba mẹ nàng không chịu, nói sống ở bên kia đã lâu, người thân và bạn bè đều ở đó, dọn đến nơi khác lại trời xa đất lạ. Văn Cẩn Ngôn kiến nghị Lục Kiều Vi đầu tư vào bất động sản, tìm một mảnh đất tốt, mua và phát triển bất động sản mở khu biệt thự. Sau khi xây nhà xong, ba mẹ nàng có thể cho thuê hoặc tự bán, không cần phải ra ngoài làm việc mà có thể ở nhà hưởng phúc. Lục Kiều Vi nghe nói có lý, liền phân bổ một phần tiền. Đúng như dự đoán, sau khi mua đất và khởi công xây dựng, rất nhiều người đã đến hỏi thăm giá nhà. Lục Kiều Vi vui vẻ cảm thán, khó trách loại trùng kinh doanh đó lại tiếp tục phát triển công việc kinh doanh phụ, bởi vì kiếm tiền a. Công ty đưa ra thị trường không lâu, Lục Kiều Vi nhận được điện thoại, trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đã đến chúc mừng nàng, nhiệt tình thúc giục nàng tổ chức tiệc mừng. Tuy nhiên, khi cuộc gọi này đến, đã rất lâu không có âm thanh nào. Camilen. Dù người bên kia không nói gì, Lục Kiều Vi vẫn cảm nhận được cảm giác áp lực này là Camilen mang đến. Lục Kiều Vi cau mày nói, có chuyện gì vậy? Bây giờ tôi rất bận, còn phải làm việc, nếu cô không nói tôi sẽ cúp máy. Camilen đột nhiên nói, tôi sắp chết rồi. Lục Kiều Vi cau mày nói, cô đang nói vớ vẩn gì vậy? Tôi sắp chết rồi. Camilen cười lạnh, có phải cô rất vui hay không? Dù sao cô sẽ ít đi một đối thủ. Không có gì phải vui. Lục Kiều Vi nói, cho tới nay, cô luôn là đối thủ của tôi là khách hàng của tôi. Camilen lại im lặng rồi tiếp tục cười. Cô thật giỏi nói chuyện, có lẽ trên thế giới này tất cả mọi người đều sẽ bị lời nói của cô lừa gạt, đối thủ của cô rõ ràng là tôi. Lục Kiều Vi thở dài, tùy cô.
còn có chuyện gì không? Cô không sợ sao? Sợ cái gì? Khi tôi chết, những người khác sẽ nhớ đến tôi, tiếc nuối vì sự ra đi của tôi. Tên của tôi sẽ vĩnh viễn đi vào lịch sử ngành trang sức, được mọi người ghi nhớ. Lục Kiều Vi vốn là muốn an ủi nàng, nhưng khi nghe lời này, nàng lại muốn trợn trắng mắt. Muốn chết thì chết đi, liên quan gì tới nàng? Chỉ là Lục Kiều Vi không nghĩ ra được, nàng ta sắp chết rồi, sao lại muốn gọi điện thoại? Muốn dùng đạo đức bắt cóc nàng sao? Lục Kiều Vi nói, đừng nghĩ, cô cho rằng cô chết đi có thể vượt qua tôi sao? Cô tưởng bở, nếu cô chết, cả đời cô chỉ có thể bị đóng đinh vào sỉ nhục, để cho mọi người biết cô là vì thua tôi, không thể đối mặt với hiện thực, cuối cùng xấu hổ đến mức chọn cái chết. À đúng rồi, tôi còn muốn làm cho cô một cuốn sách, bắt đầu học từ mẫu giáo, ghi nhớ những điểm mấu chốt, Camille sinh ra vào năm nào, tự sát vào năm nào, tại sao lại chết, câu chuyện này cho chúng ta biết đạo lý gì, dẫn dắt người đến kết luận gì. Nghĩ theo cách này, cô sẽ thực sự khá nổi tiếng, nhiều người sẽ nhớ đến cô. Nghe bên kia thở dốc, Lục Kiều Vi lại mỉm cười, tôi thì khác, tôi là tiểu thư Kim Cương, luôn luôn tỏa sáng, Bách Khoa Toàn Thư Baidu ca ngợi tôi như một vị thần, thậm chí có thể sau này còn ghi thêm mấy chữ. Lục Kiều Vi đánh bại Camille, Camille biết kỹ năng của mình không bằng người nên đã chọn cách tự sát, trên thế giới này không có ai lợi hại hơn cô ấy cả. Nói xong, Lục Kiều Vi trực tiếp cúp điện thoại. Ở bên kia, Camille cảm giác như linh hồn đã rời khỏi cơ thể, nàng cầm điện thoại rất lâu, khi nàng ta gọi lại, Lục Kiều Vi không trả lời, nàng ta đã bị đưa vào danh sách đen. Tức quá, tức quá. Tại sao lại gọi Lục Kiều Vi cơ chứ? Chương 106, vốn dĩ Camille quyết tâm từ bỏ, mọi người sẽ đều thương tiếc sự ra đi của nàng ta, dư ôn cuối cùng của nàng ta sẽ để lại điểm sáng trong giới trang sức. Nhưng qua cuộc điện thoại này. Ha ha, sao nàng ta lại gọi cuộc điện thoại này cho Lục Kiều Vi? Nhưng không biết tại sao, nàng ta vẫn muốn gọi cho Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi rất bận rộn, không có thời gian liên lạc với nàng ta, hàng ngày phải chú ý đến thiết kế của xưởng, dành nhiều thời gian cho vợ, không có thời gian cùng Camille thảo luận lý tưởng sống. Nói nàng ôn nhu, là tuyệt đối ôn nhu. Nói nàng lạnh nhạt thì cũng thực sự là lạnh nhạt, nàng không thích nhất là khi người khác dùng mạng sống uy hiếp người. Sinh mệnh là của chính cô không muốn, người khác cũng không thể cướp đi, sinh tử là của cô, uy hiếp người khác có ích lợi gì. Nhưng nếu cô không thể sống thì xin giúp đỡ, đi cầu cứu, dù cô có phải là bạn của tôi hay không, Lục Kiều Vi đều sẽ lấy ra thiện ý tốt nhất của mình mà đi giúp đỡ. Nhưng Camille giống như một kẻ mất trí, ngày nào cũng đổi số gọi cho Lục Kiều Vi, điều này làm Lục Kiều Vi rất khó chịu. Nàng không chịu nổi nữa, chỉ có thể nghe điện thoại hỏi, cô có bệnh à? Con mẹ nó lại gọi cho tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Bởi vì nói chuyện với cô mới cho tôi động lực sống. Chết tiệt, cảm tình, tôi còn chọc giận cô muốn sống sao? Lục Kiều Vi cười lạnh nói, có bệnh được khỏi bệnh ư? Lý thuyết là thế, tôi không biết tại sao, tôi cảm thấy cãi nhau với cô liền có động lực. Camille nghiêm túc nói, giọng nói không còn cố chấp như trước nữa, lại trở thành hoang mang. Nhưng hiện tại lại nảy sinh một vấn đề mới, nếu nàng ta không chết thì còn có chuyện gì có thể làm? Nàng ta nên làm gì? Tại sao Lục Kiều Vi cái gì cũng biết? Nàng giống như ngày càng tốt hơn. Lục Kiều Vi không nói nên lời, cuối cùng hiện tại nàng cũng có thể hiểu được cảm giác của Văn Cẩn Ngôn lúc đó, có khi nàng thật sự muốn nói, cút xuống địa ngục đi, đừng làm hại người khác nữa. Đối phó với loại người này chỉ có thể thay đổi chiến thuật, hiện tại nàng ta đã bị mắng quen, mặt càng dày hơn. Toàn thân Lục Kiều Vi nổi da gà, xoa xoa cánh tay, nghe ý tứ của cô là cô không muốn chết sao? Hiện tại muốn sống sao? Camille im lặng, không thể bình luận gì, Lục Kiều Vi nói có lý, chết cũng là sỉ nhục, nàng ta không muốn sau khi chết còn bị người thóa mạ, trở thành đá lót đường cho người khác. Chết tiệt, đúng là một kẻ biến thái không hơn không kém. Cô đã từng yêu đương chưa? Lục Kiều Vi hỏi. Camille trầm mặt, nói, tôi có người thích tôi, cũng có người theo đuổi. Ồ, vậy thì tôi khá tự hào nhỉ, bất quá, điều tôi đang nói đến là mối quan hệ yêu đương lưỡng tình tương duyệt, cô thích cô ấy cũng thích cô. Khi ở bên cô ấy, cô có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, cảm nhận được dòng máu lao nhanh, hiểu không? Tôi hiểu. Lục Kiều Vi lại nói, hiểu, vậy cô yêu đương đi, không phải cô rất nhàn sao? Đi tiêu hao thời gian đi, còn chưa trải qua yêu đương, sao cô có thể làm thiết kế được? Camille cười, có nhất thiết phải yêu đương không? Cả đời chờ neo tiểu thư không kết hôn. Ồ, nhưng người ta đã từng yêu rất mãnh liệt, từng có người yêu, không kết hôn chỉ là cách sống của người ta thôi. Nhưng sau này lại yêu nghệ thuật hơn yêu nam nhân, cô biết cái gì? Camille nói, đó cũng là cách sống của tôi, chính tôi hiểu. Lục Kiều Vi oán giận trong lòng, nói, cho nên,
Cách sống hiện tại của cô là cố chấp theo đuổi người không yêu mình, giống như một con chó, ngửi thấy mùi xương liền chảy nước miếng sao? Không đúng, nó giống chó còn vũ nhục chó còn trung thành hơn, còn là bạn thân nhất của con người, còn cô thì sao? Cô chỉ sợ chính mình không có cảm hứng, tuy rằng tôi rất chán ghét cô, không muốn nhắc nhở cô, để cô tự sinh tự diệt, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, Phật tổ cũng từ bi, tôi vẫn phải nói vài câu. Cô đã cạn kiệt cảm hứng, lại mệt mỏi. Cô không phải là một cỗ máy chuyển động không ngừng, khi nên nghỉ ngơi hãy ra ngoài một chút, nhìn thế giới đầy màu sắc bên ngoài, tìm kiếm kích thích khác, tình một đêm hoặc tình yêu lâu dài, hoặc là hôn nhân. Lục Kiều Vi không hỏi nàng ta có hiểu không, vì nàng sợ Camilen sẽ lại nói hiểu. Một hơi nói rất nhiều, Lục Kiều Vi cũng khát nước, nhấp một ngụm cà phê. Camilen tự hồ suy nghĩ một chút, nghi hoặc nói, yêu. Tìm ai yêu? Tìm ai yêu, cô còn phải hỏi à? Lục Kiều Vi phục, mấu chốt là Camilen con mẹ nó có bệnh mà nói, trước kia tôi muốn tìm Văn Cẩn Ngôn yêu đương. Lục Kiều Vi nổi giận, cô có bệnh à? Chị ấy đã kết hôn rồi, cô muốn làm tiểu tam sao? Cô thật tiện mà. Tôi không có, thanh âm của Camilen cũng cao lên, sau đó lại rơi vào trầm mặc. Bầu không khí có chút quỷ dị, Lục Kiều Vi cảm nhận được liền hét lên, tìm một người có thể khiến trái tim cô rung động, nghĩ đến cô ấy, cô liền cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa. Được rồi, đừng gọi cho tôi nữa, tôi rất bận, phiền muốn chết. Bệnh tâm thần, ngày nào cũng gọi điện cho nàng, giả vờ như hai người có quan hệ tốt, nàng lại nói, nếu cô còn gọi cho tôi nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát. Nói đến cùng, Lục Kiều Vi vẫn là người mềm lòng, miệng dao găm tâm đậu hũ, nếu thật sự tàn nhẫn thì nàng đã trực tiếp cúp điện thoại, không quan tâm đến sống chết của nàng ta. Sau khi Lục Kiều Vi hoàn thành xong công việc trước mắt, nàng cùng Văn Cẩn Ngôn đi ăn cơm, Văn Cẩn Ngôn đã đến công ty, đến xưởng giúp nàng xem đồ trang sức. Hai người đơn giản ăn cơm ở bên ngoài, khi trở về, Văn Cẩn Ngôn mượn văn phòng của nàng làm việc, Lục Kiều Vi kê một chiếc bàn gỗ nhỏ giống như khi nàng đến công ty của cô làm, kêu Văn Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh nàng. Lục Kiều Vi cảm thấy khá thú vị, lén nhìn cô, cảm giác như đang ngồi cùng bàn với người mình thích, tim đập thình thịch, nàng hỏi, lúc trước chị kêu em ngồi cạnh chị, trong lòng chị có cảm giác gì? Ừm, chính là loại này, cảm thấy em rất đáng yêu, muốn ăn em một ngụm. Văn Cẩn Ngôn nghiêm túc nói. Lục Kiều Vi gật gật đầu, dùng bút ký tên, nếu có văn kiện không hiểu, nàng sẽ đưa cho Văn Cẩn Ngôn, kêu Văn Cẩn Ngôn giải thích cho nàng. Xử lý xong đã đến chiều, Lục Kiều Vi phải đi học, Văn Cẩn Ngôn ở một mình trong văn phòng, Văn Cẩn Ngôn hỏi, chị dùng điện thoại của em được không? Lát nữa chị có việc muốn giải quyết. Được, chị dùng đi, em đi đây. Trong khoảng thời gian này, Lục Kiều Vi còn bận rộn hơn Văn Cẩn Ngôn, khi Lục Kiều Vi đi ra ngoài, Văn Cẩn Ngôn liền gọi lại số điện thoại vừa mới gọi. Camilen rất không hiểu tại sao Lục Kiều Vi lại chủ động gọi điện, trong giọng nói có chút hưng phấn, tôi đã suy nghĩ kỹ những lời cô vừa nói, mặc kệ cô là ai, nghĩ cũng đừng nghĩ. Văn Cẩn Ngôn lạnh lùng ngắt lời nàng ta. Camilen cau mày, riêu. Nếu cô dám mơ ước em ấy thì chính là chọn cái chết. Văn Cẩn Ngôn nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó, số này đã bị chặn. Văn Cẩn Ngôn nghiêm túc xem văn kiện. Lục Kiều Vi quay lại, nàng liền chạy thẳng đến chỗ ngồi. Văn Cẩn Ngôn không nhanh không chậm nói, Camilen vừa gọi điện, chị đã chặn rồi. Chặn đi, rất phiền người, đầu óc của nữ nhân này thực sự có vấn đề, thật hy vọng có nữ nhân tàn nhẫn thu phục cô ta. Lục Kiều Vi không chút để ý, duỗi duỗi người, mở họp thật sự quá mệt. Để chị xoa bóp cho em. Văn Cẩn Ngôn đứng dậy ấn giúp nàng, vừa cười vừa ấn nói, em không hỏi bọn chị đã nói gì sao? Cô ta đã nói gì? Cô ta sẽ không lại dây dưa với chị đấy chứ? Lục Kiều Vi quay đầu nhìn cô, vẻ mặt như sắp phát giận, chết tiệt, chị không được chặn cô ta, để cho em mắng cô ta đến cha mẹ đều nhìn không ra. Không có. Văn Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nói, sau đó nụ cười càng tăng. Vậy là tốt rồi, chị xoa bóp thật thoải mái. Lục Kiều Vi hưởng thụ hít mắt lại, Văn Cẩn Ngôn thì thầm vào tai nàng, vợ, em đúng là một thẳng nữ nha, chị rất thích. Hả? Lục Kiều Vi có chút không hiểu, nàng đã không phải là thẳng nữ nhiều năm. Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này, em nhiễm phải tật xấu sao? Không có gì, chỉ là chị rất thích loại thẳng này của em. Lục Kiều Vi nắm cánh tay cô, đừng đột nhiên nói lời âu yếm, làm em đều không có chút chuẩn bị. Hiện tại em giống như hoàng đế, chị chính là phi tần thời xưa, mỗi ngày đều tới tìm em, đều phải xem có thời gian hay không, rất khổ sở. Văn Cẩn Ngôn oán giận mà nói, em phải dành ra nhiều thời gian cho chị. Đúng vậy, gần đây Lục Kiều Vi bận việc niêm yết, đều không có thời gian ân ái với Văn Cẩn Ngôn, nàng có chút xấu hổ, đẩy ghế về phía sau, hơi tách chân ra, đặt ngón tay lên đầu gối. Bận, rất bận. Lục Kiều Vi thở dài,
tựa như là một nữ lão bàn đang lo lắng cho công việc, làm sao bây giờ? Mệt quá, cần sự an ủi thân thể. Vậy à? Văn Cẩn Ngôn đi đến bên chân nàng, ngồi xổm xuống, bóp bóp chân cho nàng, hiện tại có thấy thoải mái hơn chút nào không, chị xoa bóp rất tốt đi. Sắc mặt Lục Kiều Vi thay đổi, Văn Cẩn Ngôn lại nói, không phải em nói muốn an ủi tứ chi sao? Là chị an ủi không tốt sao? Thật ngốc. Lục Kiều Vi liếc mắt nói, an ủi tứ chi nào đủ, thân thể em còn cần an ủi một chút. Văn Cẩn Ngôn hít mắt lại, tự hồ đang suy nghĩ, sau đó Lục Kiều Vi nói, chị muốn gì em cũng cho chị, mua cho chị túi, mua cho chị đồng hồ, mua cho chị bất cứ thứ gì chị muốn. Cảm ơn lão bản. Văn Cẩn Ngôn thở dài, mặt ủ mày ê nói, Lục Kiều Vi sờ sờ tay cô, hôn lên mu bàn tay cô, nói, lại sao vậy? Luôn không vui. Nếu một ngày nào đó lão bản không thích chị nữa thì làm sao bây giờ? Chị cảm thấy có chút bất an. Sao có thể? Lục Kiều Vi không vui, trên đời này sẽ không tìm được người vợ xinh đẹp như chị, sao em phải tìm người khác? Em nói rất đúng nha. Văn Cẩn Ngôn yên tâm nhìn nàng, Lục Kiều Vi lại nắm lấy tay cô, đặt lên ngực, trong lòng em vẫn còn chút trống trải, cần chị lấp đầy. Sau đó, Văn Cẩn Ngôn dùng sức véo ở ngực nàng một cái. Lục Kiều Vi đỏ mặt nói, cái ghế này nhỏ quá, chị phát huy không được sao? Ngồi trên bàn thì tốt rồi. Văn Cẩn Ngôn đặt một tay lên bàn, hôm nay cô cũng mặc một bộ tây trang công sở và quần tây, là một nữ nhân mặc tây trang rất đẹp, cô nhẹ nhàng nhón chân ngồi lên bàn, sau đó có phần thô tục nói, đến đây làm loạn đi. Một nữ nhân gợi cảm có thể toát ra mị lực ở bất cứ nơi nào. Lục Kiều Vi thích cùng cô làm loạn, thích nhìn cô làm ướt bàn làm việc, làm loạn cả văn phòng. Lục Kiều Vi cầm bút, nhặt tập văn kiện chuẩn bị ký bên cạnh, đặt lên đùi Văn Cẩn Ngôn, nghiêm túc đứng ký tên. Giấy mỏng nhẹ, đầu bút xuyên qua lớp quần tây chạm vào da thịt của cô, xoa xoa chỗ ngứa ngáy của cô rên rỉ một tiếng, ngã người ra sau, đây thật sự là... Lục đại mảnh của cô đã học hư. Đừng động, em còn có văn kiện cần ký. Động một chút, chỉ cần động một chút thôi được không? Văn Cẩn Ngôn chớp mắt nhìn nàng, Lục Kiều Vi thích bộ dáng này của cô nhất, nàng vừa bỏ tay ra, Văn Cẩn Ngôn đã cởi cúc quần, quần tây bị nới lỏng, thắt lưng rơi xuống đất vang lên âm thanh. Lục Kiều Vi, thật dâm đảng. Nào, em tiếp tục đi. Sao còn có thể tiếp tục được? Lục Kiều Vi dùng bút phủi hai cái rồi vội vàng lục lọi ngăn kéo, đáng giận chính là trước đó nàng không nghĩ tới sẽ làm trong văn phòng nên không chuẩn bị gì cả. Văn Cẩn Ngôn nói, trong túi chị có. Ờ. Lục Kiều Vi vội vàng lục túi, tìm được hai gói. Chẳng mấy chốc, chỗ bị bút chọc vào giờ đã được thay thế bằng bàn tay. Hai người đã làm rất nhiều lần, đều hiểu hết đặc điểm của nhau nhưng chưa bao giờ thấy chán. Một mặt là phối hợp ăn ý, một mặt là biết chơi, lúc này Văn Cẩn Ngôn mặc cho Lục Kiều Vi làm loạn. Lục Kiều Vi lấy bút vẽ một con lợn lên người Văn Cẩn Ngôn, đầu bút chọc vào da làm ngứa ngáy. Rất khó chịu đựng. Văn Cẩn Ngôn mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, nằm xuống bàn, hít sâu vài hơi rồi nói, lát nữa trên mông sẽ có một vũng mực đấy. Không sao, lát nữa em sẽ làm khô. Lục Kiều Vi nhéo eo cô, kéo rèm kín mít, nếu đi ngoài sẽ bị nhìn thấy, nhưng lại không muốn bỏ ra. Lục Kiều Vi lại nói, em giúp chị lau khô, chị đừng lộn xộn. Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng. Gió nóng thổi qua, liền biến thành mưa ướt át. Lục Kiều Vi liếm một cái, có chút mặn. Công ty đã đưa ra thị trường vào tháng 11, mời một số cơ quan truyền thông cũng như một số đối tác kinh doanh tham gia. Hai năm qua, mối quan hệ giữa các cá nhân của Lục Kiều Vi không còn đơn giản như trước, đương nhiên những người bên người vẫn luôn không thay đổi. Cúc Thanh Trúc nghiêng đầu nói cho nàng biết an bài hạng mục của hôm nay, đồng thời nhắc nhở nàng chú ý đến ngôn từ, cô đã tìm người viết bản thảo. Lục Kiều Vi lại trải qua một lần, nói theo kịch bản, đồng thời cũng bày tỏ một vài ý kiến của riêng mình. Hiện tại nàng đã trưởng thành, tuy vẫn nói chuyện với giọng điệu trương dương làm càng như trước kia nhưng không còn lỗ mãng nữa. Văn Cẩn Ngôn vẫn luôn đứng ở bên cạnh nàng, thỉnh thoảng nhắc nhở nàng, khi sắp kết thúc, giới truyền thông hỏi Văn Cẩn Ngôn về phát triển tương lai của cô. Ừm, tôi có một vài tin tức. Văn Cẩn Ngôn bỗng nhiên nói. Lục Kiều Vi không biết tin tức đó là gì nên cũng nhìn Văn Cẩn Ngôn. Văn Cẩn Ngôn nói, tôi muốn rời khỏi DMD, tôi đã nộp đơn xin từ chức cho DMD, hẳn là tháng 12 sẽ bàn giao công việc, hoàn toàn từ chức. Không chỉ giới truyền thông sửng sốt, mà Lục Kiều Vi cũng ngây người, nàng nắm lấy tay Văn Cẩn Ngôn, nói, sao vậy, sao chị lại từ chức? Văn Cẩn Ngôn nhẹ câu môi, nói, bởi vì tiểu thư Kiều Vi mà tôi thích đang đưa ra thị trường, nên tôi cũng muốn nỗ lực. Cô nắm tay Lục Kiều Vi, hơi cúi người nói, từ chức vị trí giám đốc điều hành DMD, từ giờ trở đi, tôi sẽ có một thân phận mới, đó là thương nhân đá quý.
Cái gọi là thương nhân đá quý chính là kinh doanh đá quý, xuất nhập khẩu đá quý. Mọi người đều biết Văn Cẩn Ngôn có mỏ, nhưng không nghĩ tới cô sẽ từ bỏ thân phận là giám đốc điều hành BMD để trở thành thương nhân đá quý. Rốt cuộc hai thân phận này không có xung đột, cô hoàn toàn có thể làm giám đốc điều hành của BMD, lại phát triển ngành công nghiệp của riêng mình. Câu trả lời của Văn Cẩn Ngôn là, bởi vì tôi có mục tiêu sau này, tôi không thể làm được hai việc, tôi tin rằng Kiều Vi của chúng tôi sẽ trở thành công ty trang sức quyền lực nhất và tiểu thư kim cương lợi hại nhất. Tương tự, một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ lại đứng trên sàn triển lãm, làm đồ trang sức thuộc về thương nhân đá quý và tiểu thư kim cương. Lời nói tự tin cùng ôn nhu của cô vang lên bên tai Lục Kiều Vi như một lời thề nguyện và hứa hẹn cả đời. Văn Cẩn Ngôn đã nói với nàng rất nhiều lời âu yếm, nhưng mỗi lần nghe, nàng vẫn thấy cảm động. Lục Kiều Vi rất cảm động, hai mắt đỏ hoe, nghiêm túc nói, em sẽ nỗ lực, không để chị thất vọng. Bốn tay nắm lại cùng cắt bánh, Văn Cẩn Ngôn sửa nàng, chúng ta cùng nhau nỗ lực, rất mong được hợp tác với em. Dưới khán đài hô hào rất lớn, tất cả đều mong chờ show trang sức cuối năm, hỏi hai người có hợp tác như hai năm trước không? Câu trả lời của hai người là, có. Chương 107 Hoàng, công việc kinh doanh diễn ra rất thuận lợi, công ty đã niêm yết được 5-6 năm, Lục Kiều Vi hiện là nữ nhân thành thục ở độ tuổi 30, tiểu thư Kiều Vi đã nổi tiếng với hàng xa xỉ, đã trở thành công ty trang sức có triển vọng nhất. Trong 1-2 năm nữa, sẽ được đánh giá là cao cấp. Trong thời gian này xảy ra chuyện lớn, phu nhân Jones phải nhập viện. Trước đây bà sống trong viện dưỡng lão, nói là cảm thấy không khỏe, lúc đó mọi người đều nghĩ bà đang hồi phục sức khỏe, thả lỏng tâm tình của mình. Lục Kiều Vi và Văn Cẩn Ngôn nhận được tin bà phải ngồi xe lăn. Nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Văn Cẩn Ngôn và phu nhân Jones đã trở nên rất nhiệt tình. Phu nhân Jones hàng năm đều đến thăm hai người, trong những ngày nghỉ, Văn Cẩn Ngôn cũng sẽ đến thăm bà. Một bệnh này đến rất đột ngột lại bất ngờ. Đội ngũ y tế đều cho rằng việc phu nhân Jones có thể trụ được đến bây giờ là một điều kỳ diệu. Trước khi Văn Cẩn Ngôn và Lục Kiều Vi công khai mối quan hệ, tức là trước khi phu nhân Jones đến gặp Văn Cẩn Ngôn, bà đã nộp đơn xin chết không đau. Tâm trạng của bà đã tốt hơn, vẫn luôn kiên trì. Phu nhân Jones cười nói, trong khoảng thời gian này, ta rất may mắn, ta cũng rất hạnh phúc, đặc biệt được nhìn thấy con và Vivi cùng nhau phấn đấu, ta thật may mắn. Văn Cẩn Ngôn đứng ở cửa hồi lâu, nhìn thẳng vào bà. Đội ngũ y tế cũng cho biết trước đó phu nhân Jones đã không còn động lực sống. Mặc dù bà là phu nhân ưu nhã, có mái tóc vàng, nhưng thực tế cuộc đời bà lại rất khốn khổ. Khi còn trẻ, bà bị giam cầm ở một chỗ, cuối cùng đã thoát ra được lại phải chịu ốm đau tra tấn. Bà nói, những ngày hạnh phúc nhất là khi bà ở bên Văn Cẩn Ngôn và Lục Kiều Vi, những nỗi khổ sở đó đều được chữa khỏi, bà cũng không có chút lòng tham. Nếu như thật sự không biết sống như thế nào. Văn Cẩn Ngôn đột nhiên nói, nụ cười trên mặt phu nhân Jones cứng đờ. Giọng cô rất chậm, trước đây Lục Kiều Vi chỉ nghĩ cô ôn nhu sẽ khinh thanh tế ngữ mà nói, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy cô dùng loại khó xử cùng thương cảm nói chuyện như vậy. Thì cứ kiên trì đi, coi như là đền bù cho con, sống vì con. Văn Cẩn Ngôn nói, người đã bỏ rơi con một lần. Đôi mắt luôn ưu nhã của người phụ nữ chuyển sang màu đỏ, được. Phu nhân Jones vẫn luôn mang thiệp thòi dành cho cô. Bà biết nếu lúc đó bà không lựa chọn bỏ rơi Văn Cẩn Ngôn mà rời đi, không để Văn Cẩn Ngôn nhìn thấy bà rời đi, có lẽ bọn họ đã có thể ở bên nhau nhiều hơn. Mọi người luôn bắt đầu nhớ lại quá khứ sau khi trải qua, rồi hối hận vì những lựa chọn sai lầm của mình. Chính vì bà thất trách đã khiến Văn Cẩn Nghiên cô đơn trong suốt tuổi thơ dài dằng dặc như vậy, bà biết mình không nên cầu xin Văn Cẩn Ngôn tha thứ nên chưa bao giờ mở miệng. Thậm chí bà còn nghĩ đến việc gặp cô trước khi rời đi, để khi chính mình đi rồi sẽ không hối hận. Mà trong một khoảnh khắc, giống như được cứu rỗi. Một người mẹ vô trách nhiệm muốn tới nơi đó cầu xin con gái tha thứ, bà rất thấy đủ, giống như đã nhìn thấy ánh sáng trước khi bị kết án tử hình, giống như không sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Trong vài tháng tiếp theo, Văn Cẩn Ngôn ở lại Anh, đồng hành cùng phu nhân Jones trong quá trình hóa trị, xoa bóp chân cho bà. Phu nhân Jones thích sống ưu nhã, vẫn đội mũ khi ra ngoài, Văn Cẩn Ngôn cùng Lục Kiều Vi đưa bà đi ăn và vui chơi ở nhiều nơi khác nhau ở London. Nhiều lúc, bà không nhịn được cười mà phải che miệng cười. Ba tháng này nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Phu nhân Jones đang sống hạnh phúc cho đến khi các y tá và bác sĩ nhắc nhở bà không thể ra ngoài được nữa, bởi vì cơ thể không cho phép. Trong đoạn thời gian sau, phu nhân Jones chỉ có thể ở trong bệnh viện, nhưng Văn Cẩn Ngôn sẽ ở cùng bà. Sau một thời gian bà bắt đầu thích ngủ, bác sĩ nói đã đến lúc người bắt đầu yên giấc. Có một lần bà thức dậy, bà không biết là mùa nào, bà nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, baby, mùa xuân rồi. Trên cành trơ trụi chỉ còn lại một chiếc lá đã úa vàng, đã hết mùa, bất cứ lúc nào chiếc lá này cũng sẽ rụng, báo hiệu mùa đông đang đến. Đêm hôm đó, sau khi chăm sóc phu nhân Jones đi ngủ,
Văn Cẩn Ngôn và Lục Kiều Vi ngồi trong phòng vẽ lá cả ngày, vẽ từng nét, sơn màu xanh lên giấy rồi dán kính bằng nhựa. Làm cả một hộp lá xanh. Ban ngày, hai người treo lá trên cành, có rất nhiều người đến xem vui, người nhà bệnh nhân cũng đến giúp đỡ, treo những lời chúc lên cành cây. Khi phu nhân Jones tỉnh dậy lần nữa, bà nhìn thấy ngoài cửa sổ là một mảnh màu xanh tươi, bà mỉm cười tươi rói, ngạc nhiên gọi Văn Cẩn Ngôn lại, nói, con chính là sinh vào mùa này. Văn Cẩn Ngôn kéo tay áo xuống che vết thương trên lòng bàn tay, đỡ phu nhân Jones ngồi dậy, hỏi bà có muốn ra ngoài xem không. Phu nhân Jones gật đầu rồi từ từ đứng dậy. Văn Cẩn Ngôn đỡ phu nhân Jones, Lục Kiều Vi dẫn đường, đột nhiên tay áo Lục Kiều Vi bị kéo, nàng quay đầu lại nghe phu nhân Jones nói, chậm một chút, ba người chúng ta cùng đi. Nàng vâng một tiếng. Khi xuống lầu, Lục Kiều Vi cùng bà đi dạo một vòng, trên đường về, Lục Kiều Vi muốn hai người họ nói chuyện. Văn Cẩn Ngôn cùng phu nhân Jones đi dạo một vòng sau vườn bệnh viện hồi lâu, cũng không biết đang nói cái gì, trên mặt đều mang theo nụ cười. Từ bình minh đến hoàng hôn. Cây cối xanh tươi theo gió thổi động, bóng tối trên mặt đất cũng đung đưa, ánh nắng xuyên qua khe hở chiếu vào, vài tia sáng rơi xuống lúng đồng tiền của phu nhân Jones. Nữ nhân mỹ lệ đi dạo mùa xuân. Khi trở về, phu nhân Jones mệt mỏi ngồi trên xe lăn, Văn Cẩn Ngôn đẩy bà, phu nhân Jones nói, đây là mùa xuân đẹp nhất mà ta từng thấy, đột nhiên cảm thấy mùa đông sắp đến không còn đáng sợ nữa, mọi thứ đều đáng mong đợi. Vâng. Văn Cẩn Ngôn nói, mỗi mùa đều đáng mong đợi. Dù là mùa nào, đều nhớ ra ngoài ngắm hoa nở vào mùa xuân, tận hưởng bóng mát dưới bóng cây xanh vào mùa hè, nên đón cái ôm thâm tình của mùa thu để chuẩn bị cho mùa đông. Tuần này qua tuần khác, ngày này qua ngày khác, sẽ có một khởi đầu mới, không bao giờ là quá muộn. Phu nhân Jones bước đi thanh thản, những bông tuyết bay ngoài cửa sổ, bà ngồi trên giường ngắm nhìn suốt đêm mà không hề hối tiếc, bà đều nhìn thấy những bông tuyết vào mùa đông và những chiếc lá xanh vào mùa xuân. Trên bàn là nhẫn, găng tay, mũ lưới của bà, sau đó, bà chìm vào giấc ngủ bình yên. Khoảng thời gian của cuộc đời bà đã kết thúc một cách yên bình. Tuyết rơi cả đêm, mọi thứ đều trắng xóa, lá ngoài cửa sổ vẫn xanh, cảm giác như thời gian và không gian giao hòa vào nhau. Đường phố London tràn ngập tiếng reo hò, họ hiếm khi nhìn thấy tuyết, nói rằng tuyết năm nay dày đến mức rơi mà không tan. Không có nhiều người đến thăm viếng phu nhân Jones, con gái của bà cụ từng chăm sóc phu nhân Jones đặc biệt đến, mắt đỏ hoe giúp đỡ lo liệu tang lễ. Lúc tới nghĩa trang còn có một người phụ nữ mặc đồ đen tới, trông bà ta trẻ hơn phu nhân Jones, là dì của Văn Cẩn Ngôn. Cuối cùng, khi nghe tin phu nhân Jones đã chuyển tài sản sang tên Văn Cẩn Ngôn, người phụ nữ này lạnh lùng tràn đầy hận ý liếc nhìn Văn Cẩn Ngôn. Con gái của bà cụ kể rằng khi phu nhân Jones về Anh, Jones da mặt ngoài tốt với bà nhưng lại tính kế bà. Phu nhân Jones vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, biết bọn họ muốn tiền của bà nên bắt đầu sống một mình. Nhiều năm qua, bà đã một mình trải qua, tuy không chủ động tiếp xúc với người khác nhưng bà cũng phải chịu cô đơn cùng tịch mịch tra tấn. Bà đến với thế giới với bi thương, ra đi với tình yêu, tất cả những tai họa trong cuộc hành trình này cuối cùng cũng đã kết thúc. Hiện tại tiếng Anh của Lục Kiều Vi đã rất lưu loát, nàng mắng người phụ nữ kia rất nặng, tức giận đến mức suýt chút nữa đâm đầu chết. Văn Cẩn Ngôn đi xử lý số tài sản còn lại của phu nhân Jones, trang viên và trang trại nuôi ngựa được giao cho con gái của bà cụ. Đây là món quà báo đáp công ơn đã chăm sóc phu nhân Jones nhiều năm. Về phần nhà máy rượu và căn nhà đều được chuyển sang tên Lục Kiều Vi, đây là nội dung di chúc của phu nhân Jones. Phu nhân Jones nhờ Lục Kiều Vi chăm sóc tốt cho Văn Cẩn Ngôn. Lục Kiều Vi chấp nhận tất cả, muốn cho bà an tâm. Ngày đó, hai người đến nhà thờ gần đó để cầu nguyện, lúc trời đi thì trời mưa, hai người khóa cổng sắt lớn, cây cối trong sân giống như biết chủ nhân không về nữa nên đều cuộn tròn lại ở một góc nào đó, âm thầm thương tâm. Con gái của bà cụ đưa cho Văn Cẩn Ngôn một chiếc hộp nhỏ, vốn là coi như di vật, trước đây cô ấy thường xuyên nhìn thấy phu nhân Jones ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ, cảm thấy đồ vật trong đó hẳn là thứ muốn đưa cho Văn Cẩn Ngôn. Văn Cẩn Ngôn trở về nhà, mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một chồng thư và ảnh, những bức ảnh đã ố vàng, đều là ảnh của Văn Cẩn Ngôn. Mà những lá thư đó, cũng không gọi là thư, là nhật ký của phu nhân Jones. Ta nhớ ngày đó, con bé đến với thế giới như một thiên thần nhỏ, ta sẽ luôn yêu con bé, ta xin lỗi, thật xin lỗi ta rời đi con không phải vì sợ con, mà vì ta quá nhát gan, không biết nên sống thế nào, không biết phải mang con theo sống như thế nào. Ta là một người cực kỳ bi quan, cũng giống như cha của con, ta không thể nhìn thấy hạnh phúc hay vui sướng. Ta là một người mẹ rất kém cỏi, đã gây ra tổn thương lớn cho con, mấy năm nay, ta rất có lỗi với con, chúc mừng con tốt nghiệp, trong lễ trao giải ta liếc mắt một cái đã nhìn thấy con, công chúa nhỏ của ta đã trưởng thành, rất chói mắt, giờ phút này, ta không biết nên dùng từ gì để khen con, cũng không biết nên chuẩn bị món quà nào cho con, không biết con có còn thương ta không, trong phong bì có một tấm phiếu, là phiếu mua mỏ của phu nhân Jones. Mỏ này không phải bà thừa kế, mà là bà đã đầu.
Tư thành công rồi mua làm quà cho Văn Cẩn Ngôn. Món quà này đã quá hạn rất nhiều năm. Trên lá thư không có ngày tháng, một số tờ giấy quá giòn, đến nỗi chỉ cần ấn một ngón tay là có thể vỡ tan. Lục Kiều Vi giúp mở phong bì, tìm được mấy phong bì rất mới, hình như đã được đóng gói cách đây không lâu. Lục Kiều Vi tưởng rằng là thư của phu nhân Jones gửi cho Văn Cẩn Ngôn nên đưa thư cho cô. Giấy viết thư có màu hồng. Phu nhân Jones nói, con không giống ta, cũng không giống ông ấy. Con là Văn Cẩn Ngôn, là Văn Cẩn Ngôn đã có bạn gái, là Riêu tiểu thư trong ngành trang sức. Nhắc tới điều này ta rất tự hào. Ta rời đi không phải là một loại bi thương, ta vẫn sẽ luôn yêu con. Trong cuộc hành trình này, là ta quá ích kỷ, ta muốn ở chung với con thật tốt, không muốn bất kỳ hối tiếc nào, nhưng ta lại chưa bao giờ nghĩ đến việc ta rời đi sẽ mang lại cho con thống khổ gì. Xin Chúa ban cho con những lời chúc tốt đẹp nhất, công chúa nhỏ của ta, con phải luôn hạnh phúc, vĩnh viễn sống hạnh phúc, ta sẽ luôn cầu nguyện cho con. Bức thư cuối cùng, cũng là bức thư quý giá nhất của phu nhân Jones, không phải phu nhân Jones viết mà là bức thư Văn Cẩn Ngôn gửi cho bà, được bà cẩn thận cất giữ ở tầng cuối cùng. Văn Cẩn Ngôn và Lục Kiều Vi chụp ảnh cưới, gửi về từ thôn ông già Noel, sau khi viết xong bức thư, hai người quyết định nhận lại vào dịp Giáng sinh năm sau. Mỗi người đều có một lá thư, ngoại trừ lá thư gửi cho nhau, lá thư gửi cho người khác không có gì đặc biệt, chỉ có một câu đơn giản, Merry Christmas, be happy every day, this special day, you will always love. Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi lộp độp, những giọt nước trên kính từ từ rơi xuống, để lại những đường uốn lượn. Lục Kiều Vi tiến về phía cô, tựa vai vào người cô, lông mi của Văn Cẩn Ngôn rung lên, một lúc sau đã ương ướt, cô dựa vào vai Lục Kiều Vi. Có giọt nước mắt lăn dài. Một hai giọt hòa với tiếng mưa ngoài cửa sổ, có chút tùy ý, tiếng mưa làm tiếng khóc của cô nhỏ hơn. Trái tim Văn Cẩn Ngôn cảm thấy khó chịu, loại cảm giác này thật không dễ chịu, ngày đó nhìn phu nhân Jones rời đi, cô không hề đau buồn khóc lớn, không thể giải thích được cảm giác của mình, chỉ cho rằng mình lạnh nhạt cùng vô cảm. Lúc này, cô không thể ngăn được. Không phải không đau buồn, mà là chưa lấy lại tinh thần, chưa nhận ra người kia đã rời đi. Đã nhiều năm, cô đã sớm quên cảm giác mất thân tình là như thế nào, tính tình cô lãnh nhạt, chỉ quan tâm đến người mình thích, không bao giờ tiêu phí thời gian cho những việc không quan trọng. Cô nói cô không để ý và không cần, nhưng thực ra phần lớn là cô đang trốn chạy khỏi những cái bóng luôn theo cô đi khắp nơi, nhất là sau khi ở bên Lục Kiều Vi, cô sợ hãi, rất sợ hãi. Khi ở một mình, cô có thể xem nhẹ rất nhiều thứ, nhưng khi có hai người, liền sẽ có nhiều nhân tố bất ổn, bởi vì cô để ý quá nhiều. Mà hiện tại, Văn Cẩn Ngôn gói từng lá thư lại, cho vào hộp nhỏ, nước mắt rơi xuống, cô ấn ngón tay cái lên đó, chậm rãi lau đi. Cô lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa tạnh, cầu vồng xuất hiện trên bầu trời. Ánh nắng chiếu vào những giọt nước, khúc xạ một cây cầu hình vòng tuyệt đẹp. Sương mù bấy lâu nay đã ám ảnh cô cùng bóng ma trong cuộc đời cô liền tan đi theo mưa, về sau cô sẽ bước đi trên cây cầu xinh đẹp này, ngày càng xa hơn. Cô có thể an tâm lớn mật nói, tôi không còn sợ hãi nữa. Trong thân tình muộn màng này, cuối cùng cô đã được chữa khỏi. Văn Cẩn Ngôn không cảm thấy thống khổ, cô đây là hạnh phúc. Chính Văn Hoàng. Chương 108 thích và khúc, vào đêm hôn lễ, Lục Kiều Vi cùng Văn Cẩn Ngôn chuẩn bị cho chuyến du ngoạn trên du thuyền. Sau khi ăn bít tết, uống rượu vang đỏ, ngắm biển và trò chuyện, đôi mới cưới đã lên tầng cao nhất để động phòng. Thích Nhất Hoang pha hai cốc cacao nóng, đặt một bó hoa lên bàn, trước đó nàng không cướp được hoa nên dùng nó để bù đắp cho tiếc nuối của mình. Vừa định gọi cho Khúc Thanh Trúc, nàng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Khúc Thanh Trúc đang đứng bên cạnh mình. Khúc Thanh Trúc mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng nói, chị đang làm gì vậy? Đây không phải là một khung cảnh đẹp sao? Tôi muốn trò chuyện với em, bận rộn một ngày hẳn là em mệt rồi. Nàng mời cô ngồi trên ghế, Khúc Thanh Trúc ngồi xuống, trượt ngón tay lên chiếc cốc, nói, chị có chuyện gì thì mau nói đi. Quá trực tiếp, còn có chút xấu hổ. Đã rất lâu Thích Nhất Hoang mới dè dặt như vậy, nàng dùng ngón tay sờ mép túi quần nói, tôi có thứ này muốn cho em. Thứ gì? Ánh mắt Khúc Thanh Trúc dời xuống, lúc cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia chờ mong. Thích Nhất Hoang lục túi này, không phát hiện được gì, liền chuyển sang túi khác, sau đó cau mày nói, vòng cổ của tôi đâu? Hửng. Cái gì? Khúc Thanh Trúc nghi hoặc nhìn nàng. Vòng cổ của tôi. Thích Nhất Hoang sờ sờ trên dưới quần áo của mình. Không phải đang treo trên cổ chị sao? Khúc Thanh Trúc chỉ. Không phải. Thích Nhất Hoang suy nghĩ kỹ, không đúng, nàng nhớ rõ ràng, trước khi pha ca cao nóng, nàng còn sờ túi quần. Rất đắt sao? Nó trông như thế nào? Khúc Thanh Trúc hỏi, lát nữa đi mở camera xem, kiểm tra những nơi chị đã đến trước. Trong lòng Thích Nhất Hoang có chút hỗn loạn, lúc Khúc Thanh Trúc chống đẩy trên người nàng, nàng có lăn vài vòng trên thảm đỏ,
chẳng lẽ lúc đó đã rớt ra ngoài sao? Không thể nào. Thích Nhất Hoang tự nhéo mình một cái. Đừng lo lắng, đi phòng điều khiển nhìn xem. Cúc Thanh Trúc dẫn nàng lên tầng 3 của du thuyền. Thích Nhất Hoang miễn cưỡng rời đi. Trên bàn có hoa hồng, hai cốc ca cao nóng, nhìn biển rồi nhìn bầu trời đầy sao, thật đẹp. Giờ đây, bầu không khí lãng mạn đã không còn nữa. Nàng bị Khúc Thanh Trúc kéo vào phòng điều khiển, theo dõi Thích Nhất Hoang từ lúc lên tàu cho đến bây giờ, không nhìn thấy chiếc hộp nào, nhưng lại nhìn thấy vài nữ nhân đang dây dưa với Thích Nhất Hoang. Thích Nhất Hoang nhìn có chút không được tự nhiên, cảm giác như mình đang bị xử tử công khai, nàng làm chủ quán bar, quen biết rất nhiều người, rất nhiều nữ nhân biết thân phận của nàng, mặc kệ nàng cong hay thẳng cũng đều muốn quyến rũ nàng. Nàng liếc nhìn Khúc Thanh Trúc, quan sát vẻ mặt của cô, Khúc Thanh Trúc rất bình tĩnh, thỉnh thoảng lại yêu cầu thuyền viên phóng to camera nhìn vào túi quần của nàng, giống như không chú ý đến hình ảnh nữ nhân khác quyến rũ nàng, làm tâm tình nàng có chút phức tạp. Có một loại khổ sở khi không được coi trọng. Khúc Thanh Trúc gọi nàng mấy lần, này, chị đang nghĩ gì vậy? Ngoài những nơi này, chị còn đi đâu nữa không? Thích Nhất Hoang nói, đi vào tim em. À, Khúc Thanh Trúc nghe không rõ, hỏi, chị nói gì? Không có gì, ngoại trừ những nơi này, tôi không có đến những nơi khác. Thích Nhất Hoang nói, liếc nhìn màn hình giám sát một lần nữa. Nàng bực bội nghĩ, sớm biết vậy đã đáp lại những nữ nhân đó, xem Khúc Thanh Trúc có tức giận hay không, hẳn là sẽ có chút để bụng đi. Là một chiếc vòng cổ rất đắt sao? Gọi người phụ trách đảo hỏi một chút, đừng lo lắng. Khúc Thanh Trúc trấn an nàng. Thích Nhất Hoang ừ một tiếng, đúng là rất đắt, không sao. Mấy ngày nay nàng đi đâu cũng mang chiếc hộp theo, sờ vào hộp liền thấy rất an tâm, nhưng bây giờ không sờ tới, nàng luôn cảm thấy như thiếu cái gì đó. Hai người trở lại bong tàu, Thích Nhất Hoang đứng ở lan can, Khúc Thanh Trúc đưa ca cao nóng trên bàn cho nàng, Thích Nhất Hoang nhấp một ngụm, vị giác nói cho nàng biết, ca cao nóng không thơm, mà rất chua chát. Nàng uống hết nửa ly, hỏi, em cảm thấy tôi là người như thế nào? Sao lại đột nhiên hỏi vậy? Khúc Thanh Trúc quay đầu nhìn nàng, gió biển thổi tung mái tóc xoăn bồng bềnh mê hoặc của nàng, đôi môi đỏ rực mím lại, cô nói, rất xinh đẹp, cũng rất có năng lực, là một nữ nhân tốt. Thích Nhất Hoang luôn cảm thấy cô đang phát thẻ người tốt cho mình. Nàng dựa vào lan can, nói, ai nói tôi là nữ nhân tốt? Người như tôi có xấu hay không, chẳng phải em rõ ràng nhất sao? Vừa nói, ngón tay của nàng đã đặt lên cầm Khúc Thanh Trúc, thổi gió hồi lâu, da thịt cô mát lạnh, nhéo nhéo, sau đó trượt xuống, chạm vào xương quai xanh của Khúc Thanh Trúc. Trên biển nổi gió, Khúc Thanh Trúc co rúm lại, khẽ run lên, kéo tay nàng ra, nói, đừng nháo. Ngón tay Thích Nhất Hoang lạnh lẽo, xoa lòng bàn tay cũng không cảm thấy nóng, Khúc Thanh Trúc mặc váy phù dâu, rất mỏng, trong gió biển có vẻ tiêu điều. Ngay lúc Thích Nhất Hoang đang định cởi áo tây trang đưa cho cô, Khúc Thanh Trúc lại lắc đầu nói không cần, lại nói, nếu không có chuyện gì, tôi đi trước nhé. Thích Nhất Hoang không nói nữa, nghĩ đến gió biển lạnh lẽo, lại nghĩ đến chiếc vòng cổ bị mất, càng nghĩ càng đau lòng, nói, được, em chú ý an toàn. Khúc Thanh Trúc gom quần áo, không nán lại. Đi được vài bước, cô đối diện với ánh mắt bình tĩnh của mẹ Khúc. Mẹ Khúc nghiêm mặt nói, ta liền biết, Vivi kết hôn với một nữ nhân thì con cũng không sạch sẽ. Mẹ đang nói bậy gì vậy? Không sạch sẽ là có ý gì? Sắc mặt Khúc Thanh Trúc tối sầm. Mẹ Khúc nói, vừa rồi ta đã thấy cô ta sờ con, ngón tay đều nhét vào trong quần áo của con, mấy ngày nay ta không bị mù, cô ta muốn quyến rũ con, có phải hay không? Khúc Thanh Trúc không trả lời bà, đi về phía phòng, mẹ Khúc đi theo phía sau, nheo mắt nhìn, người đến kẻ đi, bà không thể trực tiếp nháo lên. Sau khi cửa đóng lại, bà bắt đầu nói, tôi không đồng ý loại nữ nhân kia, ăn mặc đều không đứng đắn, ngày nào cũng đi ba, rất không đáng tin, nếu con chỉ muốn chơi thì được, dù sao ta cũng sẽ không đồng ý cho con kết hôn, trừ khi con tìm được người có mỏ như Văn Cẩn Ngôn, có thể dưỡng con, nếu không ta sẽ không đồng ý. Khúc Thanh Trúc không để ý tới bà lại nói, con có nghe thấy không? Người con có thể dựa vào cũng không có bao nhiêu, con phải suy xét đến tương lai, ly hôn cũng phải kiếm được tiền, con đi theo một người có hai bàn tay trắng làm gì? Khúc Thanh Trúc nói, cô ấy là chủ quán bar ở Hoa Thành đều là cô ấy mở, hẳn là mẹ biết, khách sạn Nhất Hoang, đó cũng là cô ấy mở. Mẹ Khúc dừng một chút rồi nói, chủ quán bar. Còn điều hành một khách sạn, cô ta có anh chị em gì không? Trong nhà chỉ có cô ta sao? Nếu vậy thì hẳn là cha mẹ cô ta. Không. Khúc Thanh Trúc ngắt lời bà, vuốt thẳng ga trải giường nói, mẹ đừng nghĩ nữa, đi ngủ đi, hôm nay là hôn lễ của Vivi, vui vẻ chơi là được rồi, đừng lo chuyện của con. A Trúc, sao con lại nói chuyện với mẹ như vậy, mẹ còn chưa tức giận với con. Mẹ Khúc quay mặt đi, nếu trước đây Khúc Thanh Trúc đã dỗ dành bà, hiện tại cô chỉ liếc nhìn bà rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Xin chào,
Tôi là bạn của Lục Kiều Vi, không biết lúc các cô thu dọn hiện trường có nhặt được một chiếc hộp nào không, trong đó hẳn là có một chiếc vòng cổ. Khúc Thanh Trúc hỏi. Người bên kia nói không có, Khúc Thanh Trúc nhờ bọn họ kiểm tra camera, nếu có tin tức gì thì phiền toái họ chuyển phát qua. Lúc cúp điện thoại, mẹ Khúc đi tới nhẹ giọng hỏi, A Trúc, là vòng cổ gì? Của con hay của người khác? Khúc Thanh Trúc đang định trả lời, cô hỏi, mẹ có nhìn thấy không? Mẹ Khúc nghiêng đầu, ánh mắt có chút lơ đãng. Khúc Thanh Trúc bắt được, hít một hơi thật sâu, mẹ lấy phải không? Ta thấy trong phòng cà phê nửa ngày không có ai lấy nên cất đi. Mẹ Khúc đi lấy túi xách, lấy ra một chiếc hộp rồi nói, ta không nghĩ tới đó là vòng cổ quý giá, không phải vàng hay bạc, ta chỉ cất đi thôi. Vẻ mặt con như vậy là ý gì, giống như ta ăn trộm đồ của người khác vậy. Không hỏi mà lấy thì chính là trộm. Khúc Thanh Trúc nhắm mắt lại, đưa tay ra nói, đưa hộp cho con, vòng cổ còn ở bên trong không? Mẹ Khúc không hài lòng với thái độ của cô, ném chiếc hộp cho cô, lẩm bẩm gì đó, nếu không phải ta lấy đi thì phỏng chừng đã người khác lấy trộm rồi, con còn nhìn mẹ với loại ánh mắt này, ta là mẹ của con đấy. Khúc Thanh Trúc ngoảnh mặt đi. Cô mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ tanzanite màu xanh lam, dưới ánh đèn, tanzanite rất sáng, giống như chứa đầy ngôi sao, cô nhớ tới Thích Nhất Hoàng đã hỏi cô có thích tanzanite không. Cô chưa kịp suy nghĩ thêm thì một tiếng kêu vang lên bên tai, cô đóng hộp lại. Mẹ Khúc vừa khóc vừa trách cô, sao con có thể nghĩ mẹ như vậy? Mẹ nuôi con lớn dễ dàng lắm sao? Khi con còn nhỏ không ai cần con, không phải mẹ đã mang con theo sao? Ta bận rộn rất mệt mỏi, chẳng phải ta cũng dạy con không được trộm cướp sao? Ý con không phải vậy, con chỉ muốn nói nếu nhặt được thì phải hỏi ai làm rơi, mẹ hiểu không? Khúc Thanh Trúc giải thích với bà, mẹ Khúc càng khóc càng to, cô chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được rồi, như vậy đi, lần sau đừng làm nữa, con mệt rồi, con đi ngủ một lát. Vài phút sau, cô lại ngồi dậy, chắp tay nói, con xin mẹ đấy, mẹ đừng khóc nữa được không? Mẹ Khúc khóc không ngừng, lại ủy khuất ngồi bên cạnh Khúc Thanh Trúc, Khúc Thanh Trúc chắp tay không ngừng cầu xin bà, con không có trách mẹ, con rất mệt, con kiệt sức rồi, mẹ đừng khóc trước mặt con nữa. Nhưng mẹ Khúc giống như đã mở một cái van nào đó, nước mắt chảy dài trên mặt, khi nói ra thì đầy oán giận, không nói lời nào lại là không tiếng động lên án. Khúc Thanh Trúc nằm ngửa, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô chộp lấy chiếc hộp chạy ra khỏi phòng, còn chưa kịp xỏ dép vào, cô tìm thấy thùng rác bắt đầu nôn mửa, bụng cồn cào, nội tạng đều quay cuồng, lúc đau đớn, cô chỉ muốn dứt khoát bất tỉnh đi. Khúc tổng, chị bị say sóng sao? Có người đi ngang qua cô, đưa cho cô một chai nước, Khúc Thanh Trúc mỉm cười gật đầu, sau khi nôn xong lại súc miệng. Trên thuyền có người đến người đi lại, ai đi ngang qua cũng chào hỏi cô, Khúc Thanh Trúc mỉm cười đáp lại, thông dong ưu nhã thanh lãnh, không ai biết cô đi chân trần dưới váy. Cô đứng trên bong tàu lại mở hộp ra, viên tanzanite hình vuông được thiết kế thành một cái bình nhỏ, giống như một cái bình nhỏ trôi lên đên, chứa đầy nguyện vọng cùng phiền não, ném xuống biển liền trôi đi bất cứ nơi đâu, tự do tự tại. Khúc Thanh Trúc đóng hộp lại, ngồi lên ghế, động ngón tay gửi tin nhắn cho Thích Nhất Hoang, nói, tôi tìm được chiếc vòng cổ của chị rồi, nó ở trong phòng cà phê, ngày mai tôi mang đến cho chị được không? Nói xong, cô ngã người ra sau, vùi mặt vào lòng bàn tay, lại ngẩng đầu lên thở một hơi thật sâu, mũi chua xót, mắt chua xót, tim cũng chua xót. Vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Không tin vào tình yêu chỉ là một cái cớ, chỉ vì. Cô chỉ là tự ti. Tự ti rất lớn, khiến cô lúc nào cũng rút vào một góc, thân thể nhỏ bé nhưng cái bóng của cô bao trùm cả căn phòng, khiến cô không thể trốn thoát. Chương 109 Thích và Khúc, Khúc Thanh Trúc ngồi bên ngoài rất lâu, muốn an tĩnh ngồi đến ngày hôm sau, trên đường, mẹ cô lại đi ra, mang cho cô một chiếc áo khoác và giày. Cô không muốn, mẹ cô lại quỳ xuống giúp cô mặc quần áo và giày rồi nói, ngoài mẹ đối tốt với con, còn có ai nữa? Nếu con không muốn nhìn thấy mẹ, ta đi là được rồi. Sau khi mặc quần áo cho cô, bà thực sự rời đi. Khúc Thanh Trúc dùng sức véo xương mũi của mình, cô quá mệt mỏi lại cáu kỉnh, lần nào cũng như vậy, mỗi lần cãi nhau, nếu cô không cúi đầu, mẹ cô sẽ cúi đầu. Sau đó, cảm giác tội lỗi của cô giống như nước soda, không chua cũng không ngọt, không phân biệt được mùi vị. Khúc Thanh Trúc cầm điện thoại, ngồi đó rất lâu. Màn đêm càng lúc càng tối, mặt trăng như hôn xuống nước biển, kéo dài không phân biệt được, sóng biển gợn sóng ánh sáng trắng, mặt nước và bầu trời trở thành một màu. Sáng sớm, có điện thoại gọi đến, nói muốn kiểm tra số tiền mừng hôm nay thu được, Khúc Thanh Trúc về phòng, tìm giày và áo khoác, mặc vào, tạo cho mình trạng thái tốt nhất rồi đi ra ngoài. Thanh Trúc tỷ, chị xem tiền mừng có đúng không, chúng tôi đã kiểm tra hết rồi. Thẩm Như Ý nói rồi đưa danh sách cho cô, thấy vẻ mặt cô không ổn, lại hỏi, chị sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Có lẽ hơi say sóng.
Cúc Thanh Trúc xoa xoa mặt, nhờ nàng ấy rót giúp mình một cốc nước nóng. Vốn dĩ còn tưởng số tiền mừng lần này thậm chí còn không đủ để tổ chức hôn lễ, không nghĩ tới thân thích của Lục Kiều Vi đều ra vạn tệ, xem như có tâm. Tính tiền xong, cô chụp ảnh lưu lại rồi nói, các cô nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ đưa cho Vi Vi, trong nhà ăn còn có đồ ăn. Hay là chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Tôi vừa nhìn thấy Thích lão bản đi về hướng đó. Trang Như Nhuế nói, hải sản trong nhà hàng rất ngon, lúc lên thuyền tôi ăn một ít mực, cay, hương vị rất tuyệt, không biết còn không. Thẩm Như Ý cũng nói, chúng ta đi xem, vừa lúc cũng đói bụng. Ba người đi cùng nhau, có khách đang ăn trong phòng ăn, chào hỏi đơn giản rồi đi gọi món, nhìn thấy Thích Nhất Hoang đang ngồi ở quầy ba nói chuyện với một nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân đang ngồi cạnh nàng, mặc một chiếc váy ống màu tím, còn có chút thục nữ cùng ly với nàng. Cả hai giống nhau một cách khó hiểu, ngồi cạnh nhau rất xứng đôi. Đây là ấn tượng đầu tiên của Khúc Thanh Trúc. Trang Như Nhuế không ngừng dùng vai đẩy Thẩm Như Ý, làm sao bây giờ? Biết vậy đã không tới đây. Thẩm Như Ý nói, sao cô không trực tiếp qua đó hỏi xem, nói không chừng bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hai người trộn nói chuyện, nhưng chưa kịp nghĩ ra biện pháp tốt thì Khúc Thanh Trúc đã bình tĩnh gọi điểm tâm ngọt, sau đó bưng đĩa ra bàn phía sau dùng bữa, an tĩnh như khi đang làm việc. Cũng không thể nhìn ra cảm xúc của cô là gì, Trang Như Nhuế và Thẩm Như Ý không dám động, đành phải lặng lẽ đi theo cô. Ăn không tiếng động, Khúc Thanh Trúc ăn xong trước, lau miệng nói, có chuyện gì thì gọi cho tôi đã đổi phòng lên tầng 2 rồi, sớm nghỉ ngơi một chút. Trang Như Nhuế và Thẩm Như Ý gật đầu, không dám nói thêm gì. Một bữa cơm rất vô vị. Thích Nhất Hoang ở bên kia uống mấy ly rượu ngon rồi nói, tỷ tỷ, chị nói xem nữ nhân như em, chính là loại. Nói thế nào nhỉ, chính là người khác nhìn, vì cái gì lại không thích. Có người không chấp nhận em theo đuổi sao? Thích Nguyên Hàm sắc bén hỏi. Đúng vậy. Chị nói xem sao em lại thảm như vậy. Làm mất vòng cổ, người ta cũng lạnh nhạt với em, lần đầu tiên em khổ sở đến thế. Chị có một người bạn còn thảm hơn em. Thích Nguyên Hàm nói, chồng cô ấy đưa Tiểu Tam về nhà, ép cô ấy ly hôn, còn bắt cô ấy dọn ra khỏi nhà, lúc đầu cô ấy rất tuyệt vọng. Sau đó thế nào? Thích Nhất Hoang hỏi. Sau đó, cô ấy cùng Tiểu Tam lấy đi tài sản của chồng. Thích Nguyên Hàm nhàn nhã nói, chuyện này dạy cho chúng ta biết mặc kệ lúc nào cũng không bao giờ bỏ cuộc, em hiểu không? Thích Nhất Hoang cùng ly với cô rồi nói, có lý, nếu không phải hiện tại chị đang sống hạnh phúc, em đã hoài nghi chị chính là bà nội trợ kia. Uống xong một chai rượu, cả hai đều say, Thích Nguyên Hàm nói, muốn thành công trong cuộc sống, nhất định phải có vui vẻ, thích ai liền mạnh dạn thượng. Thích Nhất Hoang chua xót thở dài, nói, cho nên, đây là cách chị thượng Tiểu Tam. Em nói bậy cái gì đó? Thích Nguyên Hàm vỗ vỗ vai nàng sửa lại, đừng nói bậy, là Tiểu Tam thượng chị. Ồ, hai con ma men ngủ một giấc cho đến 12 giờ, say sóng còn say rượu làm hai người tỉnh dậy cảm thấy rất khó chịu, trước mắt Thích Nhất Hoang có bóng chồng lên nhau. Nàng ấn mí mắt, chống tay đi tắm, nuốt hai viên thuốc, khi đi ra, nàng nhìn điện thoại, thấy tin nhắn đầu tiên là của Khúc Thanh Trúc, mắt nàng sáng lên, nhanh chóng mở tin nhắn ra. Khúc Thanh Trúc hỏi nàng đã dậy chưa, nói muốn trả lại chiếc vòng cổ, còn có mấy tin nhắn khác là Trang Như Nhuế và Thẩm Như Ý gửi tới. Trang Như Nhuế, hôm qua bọn tôi đi ăn cơm, nhìn thấy chị đang uống rượu với một nữ nhân, chị gọi người ta là tỷ tỷ, nữ nhân kia là ai vậy? PS, hôm qua Thanh Trúc tỷ cũng đến đó, chị có muốn giải thích gì với Thanh Trúc tỷ không? Thẩm Như Ý, hẳn là Thanh Trúc tỷ rất để ý chị, chỉ là chị ấy ngoài miệng không nói, trông có vẻ quạng quẽ, kỳ thực hôm qua chị ấy ăn chậm hơn bình thường 10 phút, chị đi qua nhìn xem, giải thích chuyện uống rượu hôm qua đi, chậm 10 phút. Tính tình Khúc Thanh Trúc nóng nảy, mỗi ngày đều ăn rất nhanh, chẳng lẽ là cô để ý nàng sao? Thích Nhất Hoang nhanh chóng gửi cho họ hai bao lì xì, sửa lại tóc, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Khi đang định gửi tin nhắn cho Khúc Thanh Trúc, nàng nhìn lên thì thấy Khúc Thanh Trúc đang an bài cơm trưa cùng thuyền viên. Nàng lắc đầu, có chút choáng váng, dựa vào lan can nghe Khúc Thanh Trúc nói, để đầu bếp làm một ít nước chanh, có thể sẽ có khách nhân bị say sóng, làm nhiều cây một chút, đồ ngọc dễ béo, mực ống khá ngon, làm nhiều cái này đi. Được. Thuyền viên viết từng chữ, nói, vậy không chậm trễ thời gian của ngài nữa, có người tới tìm ngài. Khúc Thanh Trúc nhìn theo hướng thuyền viên chỉ, nhìn thấy Thích Nhất Hoang, sau đó từ trong túi móc ra một vật gì đó, nói, hôm qua tôi tìm thấy nó, chị kiểm tra xem có bị hư hỏng gì không. Thích Nhất Hoang mở hộp ra, nhìn Khúc Thanh Trúc rồi nói, em cảm thấy thế nào? Đẹp không? Khúc Thanh Trúc nói, không tồi, thiết kế của Vivi đều rất đẹp. Thích Nhất Hoang thở ra một hơi, thổi lọn tóc trên trán nói, tất cả cũng không phải là em ấy thiết kế, mà còn là ý kiến của tôi. Đồ của chị đương nhiên phải làm theo sở thích của chị. Khúc Thanh Trúc đạm nhiên nói,
lấy điện thoại ra xem giờ, không còn sớm, tôi đi sảnh ngoài nhìn xem, đợi lát nữa còn ăn cơm. Chờ một chút. Thích Nhất Hoang nắm tay cô, ai oán nhìn Khúc Thanh Trúc, sao mỗi lần nói chuyện với tôi em đều gấp như vậy? Em sợ cái gì? Nói thêm một câu với tôi đáng sợ như vậy sao? Khúc Thanh Trúc không trả lời, cho rằng nàng đang đùa. Trong lòng Thích Nhất Hoang rất không vui, nàng cau mày muốn nói gì đó, vừa mở miệng liền chật một tiếng, thái dương đau nhức, rượu này thật hại người. Khúc Thanh Trúc nhướng mày, nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng thổi gió lạnh. Thích Nhất Hoang mềm lòng, hỏi, em quan tâm tôi sao? Khúc Thanh Trúc nhìn nàng thật sâu, xoay người muốn đi. Thích Nhất Hoang kéo cô lại nói, tôi không có ý trêu chọc em, chỉ là hôm qua uống quá nhiều. Tôi đến đây để giải thích chuyện ngày hôm qua, nữ nhân uống rượu với tôi ngày hôm qua là chị họ của tôi, cùng tôi và Cẩn Ngôn lớn lên, hôm qua bọn tôi trò chuyện một lúc mới uống chút rượu. Nguyên nhân chính là tâm tình tương đối chán nản, không thể mở miệng với người khác, chị em dễ nói chuyện hơn. Khúc Thanh Trúc vén mái tóc bồng bềnh ra sau tai, đáp vào một tiếng, giống như không thực sự để ý, một màn này trông rất giống phân cảnh quốc dân trong phim điện ảnh, tĩnh lặng nhưng tư thế lại mê hoặc. Thích Nhất Hoang nhìn chằm chằm vào cô, đi đến bên cạnh cô, sao hôm qua em không kêu tôi? Là tìm riêng tôi sao? Em đặc biệt tìm chiếc vòng cổ cho tôi sao? Không phải. Khúc Thanh Trúc nói, tôi chỉ là tình cờ tìm được vòng cổ này, chị cất đi, thời gian không còn sớm, đi ăn cơm đi, tôi đói rồi. Cô cài cúc áo khoác, xoay người đi đến nhà ăn, trên du thuyền có rất nhiều khách, hai người cũng không dùng ngữ khí ái muội nói chuyện. Khúc Thanh Trúc ngồi ở trên bàn phù dâu, có mấy người đang nhìn cô, Trang Như Nhuế ngậm thìa trong miệng hỏi, lát nữa có tiết mục gì sao? Tiết mục gì gì? Khúc Thanh Trúc nghi hoặc nhìn, sau đó lật bản ghi nhớ ra, du thuyền sẽ cập bến vào lúc 4 giờ chiều, không có tiết mục nào cả. Không có tiết mục, vậy sao chị cười vui vẻ như vậy? Trang Như Nhuế thở dài, hôm qua sắc mặt của chị thật đáng sợ, hôm nay lại cảm thấy như có chuyện gì vui vẻ, tâm tình rất sảng khoái. Khúc Thanh Trúc nhíu mày. Cô đang cười ư? Cô nhìn màn hình điện thoại, cũng không có vấn đề gì, cô nghi hoặc cau mày rồi đặt điện thoại sang một bên. Sau khi cô chỉnh đốn và cải cách, đồ ăn trên bàn trở nên ngon miệng hơn, Khúc Thanh Trúc cũng ăn nhiều hơn một chút, mọi người vui vẻ dùng bữa xong, trên du thuyền có phòng chiếu phim, có mấy người đến đó xem phim. Nghệ sĩ Dương Cầm trên đại dương là một bộ phim cổ kể về một nghệ sĩ Dương Cầm tài năng đã dành cả cuộc đời trên con tàu, trải qua phồn hoa và tuổi tác của con tàu, nơi đó gặp được một mối tình lãng mạn, còn có được sự chân thành của tình bạn. Hắn từng cố gắng xuống thuyền, ngày hôm đó hắn nhận được địa chỉ của người mình yêu, bước từng bước xuống bậc thang trong tiếng chúc phúc của mọi người. Khi gió thổi tới, hắn nhìn về phía xa, xoay người, lại quay trở lại thuyền. Cuối cùng, con tàu sắp nổ tung nhưng hắn vẫn không chịu xuống tàu, vẫn rút trong cabin, cho dù bạn tốt có đến tìm, trò chuyện khuyên nhủ hắn xuống thuyền rất lâu nhưng hắn vẫn chọn ở lại vùng an toàn của hắn. Kết cục thật đáng tiếc, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, từ đầu đến cuối, mọi hành động của hắn đều ám chỉ lựa chọn cuối cùng của hắn. Đây không phải là một bộ phim giật gân, khán giả không hề rơi nước mắt vì tình tiết con tàu bị nổ tung ở phần cuối. Khi kết thúc ai cũng tiếc nuối thảo luận về cốt truyện, nói không hiểu, cũng không hiểu ý nghĩa lựa chọn của nhân vật chính. Khúc Thanh Trúc im lặng đi ra khỏi phòng, cánh tay bị vỗ nhẹ, cô quay đầu nhìn sang thì thấy Thích Nhất Hoang đang đứng bên cạnh cô, nhét chiếc hộp nhỏ vào lòng bàn tay cô. Chị làm gì vậy? Thích Nhất Hoang đột nhiên kêu lên, giọng điệu trở nên ngọt ngào, Khúc Thanh Trúc, dù em không muốn cũng phải nhận thứ này. Khúc Thanh Trúc muốn trả lại, nhưng tay lại bị đè xuống, Thích Nhất Hoang nói, tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi chờ em, nghiêm túc hỏi em thì em cũng sẽ từ chối, còn không bằng là cường thế một chút, lôi em ra khỏi vùng an toàn của em. Tôi nhất định phải có được em. Bạn đang nghe truyện từ TL Radio, Thiên Đường Bách Hợp Tiểu Thuyết. Chương 110 Thích và Khúc, mỗi lần Thích Nhất Hoang lãng tới lãng lui bên người cô, đều rất không đứng đắn, phần lớn là trêu chọc cô, khiến cô phải nhận hảo ý của nàng, đây là lần đầu tiên nàng bá đạo như vậy. Khúc Thanh Trúc muốn đẩy chiếc hộp lại, nhưng Thích Nhất Hoang lại đẩy chiếc hộp qua nói, cho em nhất định phải nhận, nếu không muốn thì cứ việc ném xuống biển, để cho cá nuốt đi. Chị! Khúc Thanh Trúc cau mày, chị đừng sằng bậy. Tôi không có sằng bậy. Thích Nhất Hoang nói, bộ phim này làm tôi rất cảm động, tôi có hiểu biết mới. Chị hiểu cái gì? Khúc Thanh Trúc hỏi xong liền hối hận, bởi vì ánh mắt của Thích Nhất Hoang quá nóng cháy, làm cô rất không thoải mái, cô quay đầu đi, Thích Nhất Hoang lại chạy đến bên cạnh cô nói, một người trong vùng an toàn quá lâu, mặc danh sẽ có một nỗi sợ hãi với thế giới bên ngoài. Trong khi xem phim, tôi suy nghĩ, nếu bạn của nghệ sĩ Dương Cầm trực tiếp kéo anh ta ra khỏi thuyền, anh ta sẽ luôn thích nghi với đất liền, phải không? Không phải. Khúc Thanh Trúc đi về phía trước, Thích Nhất Hoang lại đưa tay ra chặn đường cô,
Thanh Trúc, em không thử đi xem đất liền, sao biết đi trên đường khô ráo có chỗ tốt nào, đúng không? Tôi chính là thích đi đường thủy. Khúc Thanh Trúc thở dài, có chút cáu kỉnh nhìn nàng, chị đừng nháo nữa, có rất nhiều người nhìn, sẽ có ảnh hưởng không tốt. Có cái gì không tốt? Thích Nhất Hoang nhẹ giọng nói, Thanh Trúc, tôi thủy nhiều hay không, không phải em rõ ràng nhất sao? Mọi người đều cho rằng hai người đang nói đùa, cũng không để ý nhiều, Thích Nhất Hoang đang đi loanh quanh bên cạnh cô, tuy sắc mặt Khúc Thanh Trúc đen tối nhưng cũng không đuổi nàng đi, cũng không trả lại chiếc hộp nhỏ. Thuyền viên đến thông báo bọn họ sẽ cập bến trong 2 giờ nữa, đồng thời bảo họ chuẩn bị hành lý xuống tàu. Khúc Thanh Trúc về phòng, Thích Nhất Hoang đi theo giúp cô thu dọn quần áo, đi vào liền thấy Khúc Thanh Trúc đã tự mình dọn dẹp phòng mà không có sự giúp đỡ của nàng, ngược lại nàng còn vụng về mà đứng đó. Thích Nhất Hoang vội vàng giúp cô xách vali. Khi xuống thuyền, hai người gặp Thích Nguyên Hàm, chị họ của Thích Nhất Hoang. Thích Nguyên Hàm mặc váy hồng, đội mũ trắng, cô chào hỏi Thích Nhất Hoang từ xa, ánh mắt rơi vào trên người Khúc Thanh Trúc, nhìn chằm chằm vào cô một lúc. Hôm qua uống nhiều, Thích Nhất Hoang loáng thoáng nhớ tới hình như Thích Nguyên Hàm nói tới tiểu tam thượng gì đó, còn rất dễ chịu, nàng cố gắng suy nghĩ nhưng trí nhớ lại trống rỗng. Nàng nói, tôi nhớ chị ấy với chồng có quan hệ rất tốt, kết chị ấy còn đưa về nhà, hẳn là không có tiểu tam đi. Có. Khúc Thanh Trúc nói, chồng của cô ấy đã lừa tiền của cô ấy, kết hôn không lâu liền mang tiểu tam về nhà, tiểu tam cùng cô ấy ở bên nhau. Sau đó mỗi lần ngủ chung, còn kêu chồng của cô ấy đi mua bao. Thích Nhất Hoang mở to mắt, bảo như vậy ư. Sao em biết? Cô ấy tự nói, tôi nghe được. Khúc Thanh Trúc nói xong, nhìn bộ dáng nghi hoặc của nàng, cô nói thêm, hai người say rượu la hét khắp nơi. Không ngờ, nhìn chị ấy khá thục nữ, nói thật, chị ấy chính là kiểu tiểu thư khuê các đọc đủ thứ sách, từ nhỏ đến lớn hai bọn tôi đều bị đem ra so sánh, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Khúc Thanh Trúc đặt một ngón tay lên môi, suyệt. Thích Nhất Hoang nhanh chóng im lặng, giữ kín chuyện gia đình. Liếc nhìn chị họ lần nữa, nàng thấy chị họ mình đang lên xe, chồng cô ngồi phía trước, phía sau có một nữ nhân, là tiểu tam sao. Nàng nhìn không rõ mặt, nhưng nhìn qua thì có vẻ là một mỹ nữ, nàng quay đầu lại không ngừng cảm thán, không hổ là người nhà họ Thích bọn họ, muốn làm cho cha nam này mất sạch sẽ. Vừa nói nàng vừa nhìn Khúc Thanh Trúc hỏi, tôi nói hưu nói vượng rất lâu sao? Sao Thẩm Như Ý bọn họ không nhắc nhở tôi? Thích Nhất Hoang ảo não, tôi không có làm chuyện gì mất mặt chứ. Hôm qua tôi về phòng thế nào? Khúc Thanh Trúc không trả lời nàng, Thích Nhất Hoang đang định gọi điện thoại hỏi đám người Trang Như Nhuế. Khúc Thanh Trúc trả lời, không phải tái hiện lại cảnh đó sẽ xấu hổ hơn sao? Thích Nhất Hoang suy nghĩ một chút, cảm thấy cô nói có lý. Sau khi xuống du thuyền, bọn họ muốn đi những nơi khác nhau. Khúc Thanh Trúc đang đợi mẹ Khúc ở bên ngoài, mẹ Khúc đi xuống nhìn chằm chằm Thích Nhất Hoang. Thích Nhất Hoang lễ phép gọi bà là gì? Trước đó mẹ Khúc không để ý đến Thích Nhất Hoang, thậm chí có chút hờ hững, đối xử lạnh nhạt với nàng. Hôm nay tuy không quá nhiệt tình nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Trước khi Khúc Thanh Trúc lên xe, cô cũng nhận được tin nhắn từ Thích Nhất Hoang, có phải mẹ em hài lòng với con dâu này hay không? Từ thái độ của bà ấy, tôi thấy có hy vọng. Khúc Thanh Trúc thẳng thắn trả lời nàng, bà ấy quan tâm đến tiền của chị Thích Nhất Hoang, đó là mối quan hệ tốt, vừa lúc tôi không thiếu tiền, có người giúp tôi tiêu tiền chẳng phải tốt hơn sao? Lại nói tiếp, không có người giúp tôi tiêu tiền, ngẫm lại còn có chút cô đơn, tôi thực sự không hiểu, rốt cuộc em đang lo lắng cái gì? Tôi xinh đẹp, có nhà có xe. Về mặt vật chất, chỉ cần em muốn, tôi đều có thể thỏa mãn em thích vật chất bao nhiêu tùy thích, tôi luôn cảm thấy tiền là cho bạn gái, tôi không quan tâm tiêu bao nhiêu. Về mặt tình cảm, tôi là nữ nhân rất tình cảm, chỉ cần em không chà đạp lên tình cảm của tôi, em có thể tùy hứng thế nào cũng được, hay là em cảm thấy tôi quá lẳng lơ. Tuy rằng tôi khó làm hiền thê lương mẫu, nhưng chúng ta có thể thuê quản gia nên không cần phải làm việc nhà, hơn nữa tôi cũng sẽ không dây dưa với người khác, cảm tình của tôi đối với em luôn trước sau như một, làm người vợ tốt của em, thế nào? Khúc Thanh Trúc, tôi muốn ngôi sao trên trời, chị có thể hái được sao? Sau khi gửi tin nhắn, Khúc Thanh Trúc nghe mẹ Khúc nói, trên thuyền chơi khá vui, có vài nam nhân đã để lại số WeChat cho ta còn rất trẻ tuổi, rất được người thích, trong số họ còn có người nước ngoài. Mẹ Khúc khoảng 50 tuổi, dung mạo ưa nhìn, nhiều năm tự chăm sóc bản thân, khó có thể đoán được bà bao nhiêu tuổi. Khúc Thanh Trúc đáp, bọn họ có gia đình chưa? Ta không biết, bọn ta chỉ uống chút rượu tâm sự trên biển, còn rất lãng mạn. Mẹ Khúc lại nói, có gia đình hay không với ta không quan trọng, ta lại không quan tâm đến tiền của người khác, ta có con rồi. Khúc Thanh Trúc trầm mặc một hồi mới nói, sau khi con kết hôn, con gặp được một nam nhân đó cũng tìm tiểu tam như mẹ. Mẹ nói xem con có nên quan tâm không? Cô không nhanh không chậm nói, sau đó, mẹ con cũng làm tiểu tam của người khác,
tiêu tiền của con để dưỡng nam nhân, mẹ nói xem con nên làm gì bây giờ. Hay con cũng làm như mẹ, tìm một nam nhân để chơi, không có trách nhiệm, không quan tâm đến tiền bạc, sẽ chỉ làm tiểu tam của người khác. Mẹ, mẹ tốt như vậy, con làm giống mẹ chắc là không sao đâu nhỉ. Gió thổi vào lạnh buốt, không khí ngượng ngùng, giọng mẹ Khúc trở nên cứng đờ, nói, con ghét bỏ ta, cảm thấy mẹ con làm con mất mặt, vậy thì đừng gọi ta là mẹ. Ha, không phải vì trước kia ta nuôi con, lo cho con ăn học mới như vậy sao? Không phải. Khúc Thanh Trúc phân tích chi tiết cho nàng, từ khi con đi học đều được miễn học phí, hàng năm có thể nhận được học bổng cùng trợ cấp, nửa năm có thể có được 2.700 tệ, con ở ký túc xá của trường, một tháng sinh hoạt cũng không đến 500, số tiền này đủ cho con dùng nửa năm. Lương tháng của mẹ là 3.000, kỳ thực nuôi con cũng không khó, nói như vậy có thể mẹ sẽ không thích nghe, nhưng đó là sự thật. Mỗi kỳ nghỉ đông hè con đều đi làm gia sư, phục vụ bát đĩa trong khách sạn, pha trà sữa trong quán trà sữa, còn đi theo dì Lục làm đồ thủ công. Hai tháng con có thể kiếm được 4.450 tệ, ăn Tết con đưa cho mẹ mua những lễ vật nhỏ. Dừng xe. Mẹ Khúc hét vào mặt cô. Khúc Thanh Trúc không làm theo, tiếp tục lái xe, chọc thủng tất cả những gì mình nói. Hồi đại học con đi làm cho chú, tự mình đảm nhận một số công việc, sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ liền không đi làm nữa, là con nuôi mẹ. Muốn chơi nam nhân cũng không sao, tùy tiện mẹ chơi, thời đại mới chúng ta không làm những việc phong kiến, nếu mẹ cảm thấy cô đơn, con sẽ cho mẹ tiền, mẹ coi như là phú bà, tùy tiện chơi, cái dạng người gì cũng đều có thể. Con chỉ không thể chấp nhận việc mẹ phá hoại gia đình của người khác, làm tiểu tam hay tình nhân còn đưa tiền cho người khác, vợ người khác đến trường tìm con, tát vào mặt con, mắng con là kỹ nữ sinh ra, thậm chí con không thể phản bác lại một lời nào. Khúc Thanh Trúc dừng xe nói, mẹ có thể xuống xe. Mẹ Khúc theo bản năng muốn đẩy cửa xe, nhìn qua kính chiếu hậu thì phát hiện khuôn mặt Khúc Thanh Trúc không chút biểu cảm, thái độ rất lạnh lùng, giống như nếu bà xuống xe, Khúc Thanh Trúc sẽ không quan tâm, trực tiếp lái xe đi, sẽ không quay đầu nhìn lại. Bà hít một hơi, đặt ngón tay lên cửa rồi nói, việc này đều là ngươi tình ta nguyện, không phải chỉ vì ta muốn liền có thể làm được, tại sao lại trách bọn họ mà không phải ta? Tại sao con lại không đứng về phía ta? Bởi vì mẹ là mẹ của con. Khúc Thanh Trúc lạnh lùng nói, con muốn mẹ có thể diện, con cũng muốn chính mình có thể diện. Có một số tự ti không thể nói thành lời, cho dù bạn rất mạnh mẽ, đứng ở vị trí cao nhất cùng sáng nhất trên bục vinh quang thì tự ti trong lòng cũng sẽ âm thầm bộc phát, bạn muốn tìm một nơi tối tăm để trốn tránh, tốt nhất là cả đời đều không ra. Rõ ràng là bạn rất ưu tú, biết tất cả các câu hỏi, nhưng ngay khi giáo viên gọi bạn, nhịp tim của bạn sẽ đột nhiên tăng tốc, miệng sẽ thắt lại, rõ ràng là bạn đã làm tốt nhưng bạn luôn rối rắm sợ hãi không biết mình có làm sai hay không. Ngay cả khi đóng một cánh cửa lại, bạn cũng phải tự hỏi mình vô số lần, cửa đó thật sự đóng kín chưa? Từng chút, những hành động như vậy, dần dần tích tụ lại, trở thành ngọn núi đè nặng lên bạn, đi đâu cũng phải mang theo, cảm thấy mình không xứng đáng. Khúc Thanh Trúc nói, xuống xe đi. Mẹ xuống xe ngay đi, mẹ có thể bắt taxi về, nếu mẹ không xuống thì con xuống, chính mẹ lựa chọn đi. Trước kia Khúc Thanh Trúc luôn đáp ứng yêu cầu của bà, mẹ Khúc muốn khóc, trong lòng ủy khuất, bà không thể hiểu được Khúc Thanh Trúc làm sao, bà vất vả nuôi dạy cô lớn lên, tại sao cô lại đột nhiên máu lạnh như vậy. Bà tức giận xuống xe, Khúc Thanh Trúc đạp ga phóng đi, cô phóng nhanh đến mức không kịp phản ứng mình đang ở nước ngoài, lại không thông tiếng Anh. Mẹ Khúc đợi nửa tiếng vẫn không thấy Khúc Thanh Trúc quay lại, bà bắt đầu lo lắng, gọi điện nhiều lần nhưng Khúc Thanh Trúc đều không nghe máy. Xuống thuyền đã gần 5 giờ, trời đã tối, ở đâu cũng không thấy ai có thể nói chuyện. Nỗi sợ hãi ngay lập tức lấn át bà. Đúng là Khúc Thanh Trúc chỉ có mẹ, chỉ gia đình và người thân là bà, nhưng nếu Khúc Thanh Trúc tàn nhẫn không để ý tới bà như vậy thì bà cũng sẽ chẳng có gì. Bà chỉ không hiểu tại sao Khúc Thanh Trúc lại đối xử với bà như vậy. Bên kia, Khúc Thanh Trúc vẫn luôn lái xe chạy thật xa, mắt đều đỏ, cô biết lần này mình đã đi quá xa, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Cô chỉ không muốn tiếp tục như thế này, mệt mỏi, bất lực, luôn sống trong một vòng luẩn quẩn, cô cũng muốn được hạnh phúc, lớn mật tự do như Lục Kiều Vi vậy. Chủ yếu là cô trở nên ích kỷ. Đôi mắt của Khúc Thanh Trúc rơi vào màn hình. Tính tình cô thất thường, ít nói, luôn là bộ mặt bất cần, đối mặt với cô chẳng khác nào đối mặt với thủ trưởng. Thích nhất Hoang nói êm tai như vậy. Cô đã động tâm. Chương 111 Thích và Khúc, cuối cùng, mẹ Khúc gọi điện cho Lục Kiều Vi, nhờ cảnh sát đưa bà về khách sạn, trên đường đi lại khóc lóc chửi bới, thậm chí còn đem phóng viên tới. Dù sao hôn sự của Văn Cẩn Ngôn cũng là sự kiện lớn, lúc đầu oán giận vài câu, sau đó nghe một phóng viên hỏi, chúng tôi sẽ giúp dì đưa chuyện này lên báo, để con gái dì bị phê bình đạo đức. Mẹ Khúc lại bắt đầu náo loạn, đăng báo cái gì, con gái tôi tốt đến tàn nhẫn,
các người dựa cái gì đăng nó lên báo, các người chính là muốn hủy hoại nó, phóng viên cũng không có lương tâm tư, đừng nghĩ nói lời khách sáo. Các phóng viên đều bối rối trước hành động của bà, dù họ có hỏi thế nào thì mẹ Khúc cũng không nói nữa, họ không còn cách nào khác là phải tiễn người đi. Mẹ Khúc không đi tìm Khúc Thanh Trúc, bà vẫn hờn dỗi Khúc Thanh Trúc, muốn cô gọi tới xin lỗi. Mẹ Lục đã giải quyết xong vấn đề, đến trò chuyện với bà, nói, bà xem bà kìa, đã 50 rồi, đừng làm ầm ĩ như vậy nữa. Thanh Trúc sắp bước sang tuổi 30, đã đến lúc lập gia đình. Mẹ Khúc bây giờ không thích tiếp xúc với mẹ Lục lắm, trong lòng có chút bực bội, cảm thấy từ khi Lục Kiều Vi mở công ty, mẹ Lục ăn mặc chỉnh tề hơn, ăn nói kiêu căng ngạo mạn hơn. Không có Thanh Trúc nhà bà, làm sao Lục Kiều Vi có thể quản lý công ty tốt? Không ngờ mẹ Lục lại trực tiếp trả lời, nói thật, tôi chính là coi thường bà, cũng chính là bà không biết xấu hổ. Nếu tôi là bà, tôi đã sớm tìm chỗ đâm đầu chết rồi. Hiện tại bà không bị người đánh chết, không phải đều dựa vào đứa nhỏ Thanh Trúc sao? Là một người mẹ, sao bà không suy xét cho con mình, chừa chút mặt mũi cho nó? Mẹ Khúc banh mặt nói, Thanh Trúc không phải tôi nuôi dưỡng có thể có tiền đồ như vậy sao? Trước nay tôi chưa bao giờ bạc đãi nó, bà biết cái gì? Bà có nam nhân hỗ trợ, tôi có cái gì? Bà không hiểu được vất vả của tôi, đứng nói chuyện eo đều không đau. Mẹ Lục cười nói, bà nói đúng, ai nuôi con mà không vất vả? Tôi nuôi ba đứa con, ba đứa đều ở bên người tôi, ngày nào cũng quậy phá, đầu tôi đều như muốn nổ tung. Bà chỉ nuôi mỗi Thanh Trúc vẫn luôn ở ký túc xá, bà có thể tốn bao nhiêu thời gian, có thể có bao nhiêu vất vả, chỉ tự mình cảm động. Mỗi người đều có tính toán trong lòng, tùy vào cách tính toán, mẹ Khúc thích chính mình tính toán cẩn thận cho Khúc Thanh Trúc, rồi nói cho cô biết. A Trúc, mẹ đối tốt với con còn không báo đáp nổi. Mẹ Lục kể, hồi cấp 2, con bé đến nhà tôi ngủ, đều dán vào tường mà ngủ cả đêm vì sợ ép người khác, ăn cơm còn không dám ăn thêm bát thứ hai. Khi có họp phụ huynh, con bé cùng Vivi đi ra căng tin, vợ của nam nhân mà bà đang làm tiểu tam đã tát vào mặt con bé trước mặt hàng ngàn người ở cửa căng tin, nhưng đứa nhỏ không chống trả, mặt bị đánh đến sưng tấy. Bà đối tốt với con bé, đó là điều nên làm sao? Sinh ra con bé mà không nuôi con bé chẳng không phải là súc sinh sao? Tôi thấy nam nhân chơi cùng bà cũng đều có gia đình, bà cũng không tệ, sao phải làm loại chuyện thiếu đạo đức này? Nếu Thanh Trúc thực sự hạ quyết tâm không để ý tới bà, xem đời này bà làm sao bây giờ? Chưa kể Thanh Trúc không nợ bà cái gì, chính bà tự suy nghĩ đi, nếu vẫn không nghĩ ra thì chờ đứa con gái duy nhất của bà không cần bà đi, để xem bà già rồi còn có nam nhân nào cần bà không? Mẹ Lục nói xong liền rời đi, mẹ Khúc ngồi trong phòng, khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn WeChat trên điện thoại, gửi tin nhắn cho Khúc Thanh Trúc rằng chính mình đã đến khách sạn. Khúc Thanh Trúc vẫn không trả lời bà, hồi lâu sau bà lại gửi một tin nhắn khác, ta xóa thông tin liên lạc của mấy người kia đi được không? Con bỏ ta ở đó một mình, ta cũng không giận con, sao con vẫn còn không để ý tới ta? Đợi hồi lâu cũng không thấy Khúc Thanh Trúc trả lời, bà vẫn lo lắng, ra ngoài nhìn xung quanh thì nghe thấy người quen nói Khúc Thanh Trúc căn bản không có đến khách sạn mà lái xe đến sân bay. Mẹ Khúc sửng sốt, vừa sợ hãi vừa tức giận, đồng thời nhận ra sự thật, nếu Khúc Thanh Trúc thực sự muốn mặc kệ bà cũng sẽ không thể nháo ở nơi xa lạ này. Lời nói của mẹ Lục cứ văng vẳng bên tai, nếu Khúc Thanh Trúc thật sự không để ý đến bà nữa, xem bà nên làm gì bây giờ. Khúc Thanh Trúc còn chưa lên máy bay, cô vẫn còn ở sân bay, đeo tai nghe, mở một bài hát tiếng Anh. Không hạnh phúc, tôi nghe nói rằng em không hạnh phúc. Vậy thì đi đi. 100 cây số từ nhà. Rời đi, lau đi những giọt nước mắt. Khúc Thanh Trúc đã nghe bài hát này trong quán bar của Thích Nhất Hoang. Cô chỉ cảm thấy bản nhạc này rất nhẹ nhàng, rất thôi miên, cũng không có gì quá đặc biệt, nghe hai lần liền không nghe nữa. Đúng lúc cô đang phân vân có nên quay lại khách sạn hay không thì bài hát này vang lên, cô theo tiếng nhạc ra sân bay, lấy bài hát này làm chỉ dẫn. Cô mua chuyến bay khởi hành gần nhất. Đã qua kiểm tra an ninh, làm thủ tục nhận ghế, tắt điện thoại và không mang theo hành lý. Cô không quan tâm đến chuyện của khách sạn, cũng không quan tâm nếu xe đậu bên ngoài sẽ ra sao, bao nhiêu năm qua, cô luôn tỉ mỉ trong mọi việc, sợ mắc sai lầm, đây là lần đầu tiên cô buông thả như vậy. Khi cô tỉnh dậy, một nữ nhân nước ngoài tóc vàng bên cạnh đưa khăn giấy cho cô, nói, cô khóc, lau nước mắt đi. Khúc Thanh Trúc nói lời cảm ơn, lau nước mắt, bất đắc dĩ mỉm cười, cô gái tóc vàng hỏi cô có chuyện buồn sao, Khúc Thanh Trúc lắc đầu nói không có, cô hiếm khi nói chuyện, không thích nói chuyện với người khác. Cô gái tóc vàng hỏi vài câu nhưng không nhận được phản hồi nên không hỏi nữa. Khúc Thanh Trúc trước khi đến đã xin thị thực cho nhiều quốc gia. Khi xuống máy bay, cô nhìn tấm vé và khung cảnh trước mắt, khóe miệng cong lên, cô thực sự đã chạy đến Venice. Khúc Thanh Trúc tìm một chỗ ngồi xuống, quảng trường rất rộng, có chim bồ câu bay lượn, có tháp chuông,
bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nên mọi thứ cô nhìn thấy đều rất xa lạ, mọi thứ đều rất cao, trong cô có một loại cảm giác như bị áp bách, cô thở ra một hơi. Cô đã bốc đồng, quá bốc đồng. Giống như một đứa trẻ. Cúc Thanh Trúc bật điện thoại lên, đang định kiểm tra chuyến bay về thì nhận được vài tin nhắn là của Thích Nhất Hoang, nói ngày mai nàng sẽ đưa mẹ Cúc về, hỏi hiện tại cô đang ở đâu, có muốn nàng đi cùng không? Còn có vài tin nhắn Lục Kiều Vi gửi tới. Cô trả lời Lục Kiều Vi, mình đến Venice, bên kia im lặng một lúc, sau đó nhắn lại cho cô, cậu đừng lo, đợi ở sân bay, lát nữa sẽ có người từ DMD đến đón, tiền đã chuẩn bị sẵn cho cậu cứ cầm đi, chơi thật vui vẻ, nhớ chụp ảnh cho mình xem đó. Cúc Thanh Trúc bận rộn ở công ty trong thời gian Lục Kiều Vi kết hôn, không hề thư giãn chút nào, cô ngã người về phía sau, cảm thấy mệt mỏi nhưng đồng thời cũng thoải mái. Thời tiết nơi này âm u, mặt đất ngập trong nước, nghe nói phương tiện đi lại đều là thuyền, hàng năm nơi này có mấy mùa ngập lụt, người ta gọi là Venice nổi trên mặt nước. Rất nhiều người đến du lịch và tận hưởng cảnh đẹp nơi đây. Khoảng 10 phút sau, có người đến hỏi cô có phải là Cúc Thanh Trúc tiểu thư không, đưa điện thoại cho cô nghe, là mấy người Lục Kiều Vi gọi điện, sau khi xác nhận danh tính, Cúc Thanh Trúc đi theo lên xe. Sau khi sắp xếp phòng và đưa cho cô hành trình chi tiết, Cúc Thanh Trúc cầm lấy nghiên cứu, cô có thể đi đến nhiều nơi, trong đó có quảng trường San Marco, cầu thang thở. Hình nào cũng đẹp, là một nơi tốt để thư giãn. Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi đến, cô không mấy hào hứng, luôn cảm thấy mình bốc đồng. Nhưng khi không tới đây, cô lại suy nghĩ xem nên chơi ở đâu, khi thật sự muốn chơi thì lại cảm thấy mệt mỏi, không muốn động, nói đến cùng cô vẫn quá lười. Cô ngủ đến sáng hôm sau, buổi sáng thức dậy, không khí trong lành, cô cầm theo cuốn sách hướng dẫn du lịch đi đến quảng trường gần đó, chính là quảng trường San Marco, mua một ít hạt, rải trên mặt đất. Chim bồ câu tụ tập quanh bậc thang của cô để ăn, không hề sợ hãi, thỉnh thoảng có vài con đậu vào lòng bàn tay cô, mổ vào làm lòng bàn tay cô ngứa ngáy. Cô lấy điện thoại chụp ảnh, chỉnh filter, đột nhiên vai bị vỗ nhẹ hai cái, cô không nhìn lên, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, cô quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy người ở trước mặt, hy vọng của cô đã tan vỡ, có một loại gọi là tiếc nuối, vạn vật bắt đầu bén rễ. Đó là một cô gái người Anh xinh đẹp cô đã gặp trên máy bay trước đó. Mỹ nữ kia có mái tóc gợn sóng to, mặc áo phông trắng ôm sát và áo khoác cao bồi, bước đến gần cô nói, thật trùng hợp, thế mà gặp cô ở đây, cô cũng một mình sao? Cúc Thanh Trúc gật đầu, có chuyện gì sao? Chúng ta cùng đi đi, tôi cũng đến Venice một mình, tưởng rằng chuyến đi sẽ rất thú vị, nhưng không ngờ lại nhàm chán đến vậy. Mỹ nữ Anh Quốc bắt tay với cô, tôi tên là Sasha, có muốn đi ăn cơm không? Tôi biết một nhà hàng. Cúc Thanh Trúc cất điện thoại đi, nhìn mái tóc xoăn của Sasha, sau một phút mới gật đầu. Hai người ăn cơm ở một nhà hàng gần đó, gọi món mì mực nổi tiếng của địa phương, hải sản ở đây ăn rất ngon, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nói chuyện rất vui vẻ. Có thể là hai người tương đối có duyên. Buổi tối hẹn nhau đi du thuyền ngắm cảnh đêm, trên đường đi ngang qua một quán bar, Cúc Thanh Trúc đột nhiên muốn vào xem. Sasha lắc đầu nói, quán bar đều khá giống nhau, tốt hơn là đến một nơi đặc biệt hơn ở Venice xem. Tôi chỉ muốn xem nó khác với nước tôi thế nào. Cúc Thanh Trúc nói, đi vào quán bar. Có rất nhiều người đến quán bar, từ khắp nơi trên thế giới. Quán bar hơi cao, hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài có khách du lịch chụp ảnh cùng check-in, đi theo con đường nghệ thuật nhưng bên trong lại bị cơ thể khống chế. Nhiều người thả hồn theo những phong tình xa lạ, bọn họ đi vào một lúc liền có liên tiếp người đi qua. Cúc Thanh Trúc ngồi ở quầy bar, Sasha gọi đồ uống, hỏi Cúc Thanh Trúc muốn uống gì. Cúc Thanh Trúc lắc đầu nói, không tùy tiện uống rượu ở bên ngoài. Sasha không hiểu nói, cô đề nghị đến quán bar lại ngồi nghiêm trang như vậy. Rốt cuộc đến đây làm gì? Hẳn là không đến quán bar để nghe nhạc đi. Thực sự có một cô gái đeo mặt nạ đang hát bên cạnh, đôi chân dài bắt chéo, chiếc váy đỏ trượt trên bắp chân, nhiệt tình như lửa, phong tình quyến rũ. Cô gái hát liên tiếp hai bài, Cúc Thanh Trúc nhìn nàng ấy chằm chằm, cầm ly rượu vừa gọi, nhẹ nhàng đung đưa, màu hổ phách giống như gợn sóng, ngón tay ấn vào thành ly. Sasha uống vài ngụm, bước đến gần cô, lão đảo lắc lư rồi hỏi, Cúc, kỳ thực cô cũng vậy phải không? Cô thích con gái phải không? Không thích. Cúc Thanh Trúc nhấp một ngụm rượu, nam nữ tôi đều không thích. Ồ, vậy cô có người thích chưa? Sasha hỏi, rồi thử nói, cô đã bao giờ nghĩ đến việc tìm người yêu chưa? Cúc Thanh Trúc là một nữ nhân xinh đẹp, nhưng tính cách lạnh lùng, giống như một đóa hoa cao lãnh nở trên núi, bất kể ai nhìn thấy đều muốn hái. Khi Sasha lần đầu tiên nhìn thấy cô, nhìn cô đi tới ngồi bên cạnh mình, liền động tâm. Nàng không nghe thấy Cúc Thanh Trúc nói gì. Nhìn theo ánh mắt của cô, phát hiện cô vẫn đang nhìn cô gái kia, nói, đó chắc chắn là người Ý hoặc người Venice, cô ấy đang hát hẳn là bài hát tiếng Ý. Không phải, Cúc Thanh Trúc nói,
là Thượng Hải về đêm. Cô gái vẫn đang hát, thu hút rất nhiều người, những người trong quán bar đều muốn quyến rũ nàng ấy hát bằng âm nhạc đơn giản, hát vô cùng phong tình, đều không đáp lại những lời tán tỉnh ái muội kia. Sau một vòng, cô gái từ trên sân khấu bước xuống, đứng cạnh Khúc Thanh Trúc, hỏi, tỷ tỷ, tình một đêm, có muốn thử không? Chương 112 Thích và Khúc, trong toàn bộ quán bar, mọi dục vọng đổ dồn vào hai người đứng chung một chỗ, khoảnh khắc dục vọng thất bại lại có một ngọn lửa mới bùng lên, dù bản thân không có được nhưng họ cũng thích ngắm nhìn mỹ nữ xinh đẹp. Đặc biệt, một người thì nhiệt tình như lửa tràn đầy dục vọng, còn người kia thì lạnh lùng giống như không có nửa phần liên quan đến dục vọng, nhưng cả hai ở bên cạnh nhau lại rất hoàn hảo. Thế nào? Cô gái đeo mặt nạ nhẹ giọng hỏi cô. Khúc Thanh Trúc không trả lời, xa xa đứng bên cạnh cô lại có chút sốt ruột nói, có thể cô đã hiểu lầm rồi, bọn tôi chỉ đến đây để uống rượu nghe nhạc, không hề nghĩ đến chuyện phát sinh quan hệ gì. Ồ! Cô gái nhướng mày, liếc nhìn xa xa, hỏi, cô là ai? Nói xong, nàng đặt ngón tay lên vai Khúc Thanh Trúc, nói, tôi ghen đấy, tỷ tỷ, ra ngoài chơi mang cô ấy theo mà không mang tôi theo. Khúc Thanh Trúc gỡ tay nàng ra, đưa rượu cho nàng, muốn uống không? Chiếc mặt nạ vàng che khuất khuôn mặt phía trên, rượu hổ phách đung đưa dưới ánh đèn, cô gái cầm cái ly, hơi xoay cổ tay nói, ở bên ngoài đừng tùy tiện uống rượu, muốn uống thì uống rượu tôi đưa. Xa xa sửng sốt, lúc đầu nghe câu trước còn tưởng Khúc Thanh Trúc đang chú ý đến an toàn cá nhân, không ngờ sau đó lại có một câu khác. Nàng hỏi, Khúc, cô quen cô ấy sao? Khúc Thanh Trúc lắc đầu nói, không quen. Càng kỳ quái hơn nữa là nếu không quen biết thì sao có thể có ái muội ngọt ngào như vậy, cứ như hai người đang đùa giỡn vậy. Cô gái đeo mặt nạ uống xong đồ uống của Khúc Thanh Trúc, đặt chiếc ly rỗng lên quầy bar, nhiều người hưng phấn hét lên, yêu cầu hai người hôn nhau, có người trực tiếp biểu diễn, ôm bạn tình rồi hôn để làm mẫu. Khúc Thanh Trúc lấy ra vài euro, ấn dưới ly rượu rồi đẩy đến bartender, cũng lấy ra vài euro mệnh giá lớn nhét vào quần áo của cô gái. Sau đó, bước ra khỏi quán bar. Cô gái thu tiền đứng đó nhìn cô rời đi, bữa tiệc dục vọng mà mọi người mong đợi đã biến mất trong chốc lát. Venice là một thành phố mưa và nước. Khúc Thanh Trúc đi ra, trời lại bắt đầu mưa, người đi đường lần lượt cầm ô, cả thành phố đang đón mưa rửa tội, đây là một thế giới hoàn toàn khác với quán bar. Sasha đi theo Khúc Thanh Trúc, nghi hoặc khó hiểu nhìn cô, Khúc Thanh Trúc có vẻ im lặng vắng vẻ, nhưng tâm trạng của cô rõ ràng đã thay đổi. Trước khi đến quán bar, cô luôn lạnh lùng như thời tiết khi xuân chưa về, lạnh buốt, có thể khiến xương cốt người ta đau nhức. Nhưng khi ra khỏi quán bar, mặc dù không nói chuyện, nhưng cô lại lãnh đạm mang theo nụ cười nhợt nhạt, khóe miệng cong lên, bỗng nhiên gió xuân thổi qua. Người này thực sự là thứ mà người ta nhìn thấy đều muốn có được. Sasha hỏi, Khúc, cô có muốn đi thuyền không? Phong cảnh ở đó rất đẹp. Không, trời đang mưa, về trước đi. Khúc Thanh Trúc nói, đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chiếc ô, đợi xe buýt ven đường. Sasha cũng mua một chiếc ô, nhưng hai người sống ở khách sạn khác nhau. Xe buýt mà Sasha đợi đã đến trước, nàng lên xe, quay đầu nhìn Khúc Thanh Trúc rồi mời cô có muốn đến khách sạn của tôi ngồi không? Không cần. Khúc Thanh Trúc từ chối. Sasha thở dài, Khúc Thanh Trúc quá khó đối phó. Bất kể là cô gái nhiệt tình như lửa trong quán bar hay du khách nước ngoài, giống như không ai có thể đã động tới cô. Độc lai độc vãng, không có bất kỳ kẻ nào khiến cô dừng chân. Nàng tiếc nuối thở dài. Khi xe buýt bắt đầu di chuyển, Sasha đang định nói lời tạm biệt với Khúc Thanh Trúc, nàng quay đầu nhìn sang, sau đó trợn mắt kinh ngạc, nàng có nhìn nhầm không? Tại sao dưới ô của Khúc Thanh Trúc lại có thêm một người? Trong đêm mưa ở Venice, Khúc Thanh Trúc cầm ô đen, trời đổ mưa, mỹ nữ phương Đông mặc váy đỏ ôm cô từ phía sau. Một tay ôm eo, một tay đặt lên vai cô, thân mật dán vào tai cô, nhẹ giọng nói chuyện. Là cô gái đeo mặt nạ vừa rồi sao? Bọn họ rất, rất xứng đôi. Khúc Thanh Trúc cầm ô, bên tai nghe tiếng mưa rơi, hỏi, chị tới đây khi nào? Thích Nhất Hoang nói, tôi vốn là muốn hẹn em cùng nhau trở về, nhưng ai biết em trộm chạy đi, tôi đi hỏi người, em gửi tin nhắn cho Lục Kiều Vi, tôi đang ở bên cạnh em ấy. Sau đó, nàng lập tức mua vé máy bay tới. Chặt lưỡi oán giận, đi một mình có ích gì? Em mang tôi đi cùng, tôi sẽ mang em đi khắp nơi vui chơi. Tôi đã đến Venice nhiều lần, tôi rất quen thuộc nơi này. Chị quen biết chủ quán bar sao? Khúc Thanh Trúc hỏi. Ừ, trước kia tôi từng đến quán bar để khảo sát, xinh đẹp ở đâu cũng đều có đặc quyền, chưa kể tôi còn có thể hát. Khúc Thanh Trúc gật đầu, tôi chưa từng nghe chị hát. Nếu em thích nghe, từ nay về sau tôi sẽ hát cho em nghe mỗi ngày, kể cả vào ban đêm. Thích Nhất Hoang dụ dỗ cô, hỏi, nữ nhân vừa nói chuyện với em là ai? Tôi không quen, tôi gặp cô ấy trên máy bay. Thích Nhất Hoang gọi một tiếng, nhưng Khúc Thanh Trúc cũng không có ý định nói thêm nữa, nói, xe tới rồi.
thích nhất Hoang ôm lấy eo cô, dán môi lên má cô, mới uống rượu xong, mùi rượu lướt qua trên mặt cô, nhẹ nhàng như mưa bay. Thích nhất Hoang đi đến trước mặt cô, chậm rãi hôn lên môi cô, giơ tay nắm lấy tay ô của Khúc Thanh Trúc. Khúc Thanh Trúc không có rút tay ra, đáp lại nụ hôn của nàng. Tất cả hành khách đều lên xe, xe buýt dừng ở bên cạnh một phút, cuối cùng cửa đóng lại, xe buýt phóng đi. Khúc Thanh Trúc cùng Thích Nhất Hoang hôn đến triền miên, giống như đôi tình nhân đã lâu không gặp, đột nhiên ôm lấy nhau hôn nồng nhiệt, cánh môi dán vào nhau. Nóng bỏng không thể tách rời. Hôn xong, hai người thở hổn hển, ôm lấy nhau, giao triền như những dây leo, ngay từ giây phút đầu tiên được thử, dang rộng vòng tay ôm nhau cho đến khi già đi. Buổi tối, hai người ngồi thuyền trở về, lung lay, trời mưa to, quần áo ướt sũng, Thích Nhất Hoang đi theo đến phòng Khúc Thanh Trúc, nói, tôi vội tới, không thuê phòng. Hôm nay tôi ở nhờ một đêm được không? Tôi giúp chị thuê phòng. Khúc Thanh Trúc nói, tôi có tiền. Thích Nhất Hoang lấy dây buộc tóc, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, nói, mỹ nữ như tôi ở dị quốc tha hương bị người nhớ thương, chẳng lẽ em không sợ sao? Sợ cái gì? Khúc Thanh Trúc lấy một chiếc khăn tắm sạch ném cho nàng, Thích Nhất Hoang chụp lấy đi thẳng vào phòng tắm, đang định cởi quần áo ở cửa, nghĩ ngợi một hồi, nàng quay lại nói, em đã kiểm tra phòng chưa? Hẳn là không có camera đi. Hôm qua người của DMD đã kiểm tra, khách sạn 5 sao đối với vấn đề này rất an toàn, chị vào kia cởi quần áo đi. Khúc Thanh Trúc nói. Thích Nhất Hoang lại nói, ngày nay có rất nhiều kẻ biến thái, mấy ngày trước tôi còn nhận được tin nhắn một kẻ biến thái đã đặt camera ở 3 phòng liên tiếp trong khách sạn của tôi, thật khốn kiếp. Nhân viên làm sao? Khúc Thanh Trúc hỏi. Đúng vậy. Thích Nhất Hoang mắng, vốn dĩ tìm anh ta tới kiểm tra thiết bị điện tử, nhưng ai biết tay chân không sạch sẽ. May là tôi có nhân viên kiểm tra, nếu không danh tiếng của tôi đều bị hủy rồi. Đã gọi cảnh sát chưa? Khúc Thanh Trúc hỏi xong, liền nghe thấy tiếng nước chảy cùng với tiếng thở dài của Thích Nhất Hoang, có loại cảm giác mệt mỏi, hình như đến bây giờ nàng vẫn chưa nghỉ ngơi. Khúc Thanh Trúc mua chuyến bay gần nhất, Thích Nhất Hoang đến tìm cô chỉ có thể đi một chuyến, chênh lệch 3-4 giờ. Đây là lần đầu tiên có người nguyện ý vượt ngàn dặm trèo đèo lội suối để tìm cô. Cô rũ mắt, mỉm cười. Thích Nhất Hoang gọi cô. Giúp tôi lấy sữa tắm. Trên tường có. Khúc Thanh Trúc nói. Dùng không quen, em cho tôi mượn đi. Thích Nhất Hoang đẩy cửa ra, đưa ngón tay ra ngoài câu một cái. Khúc Thanh Trúc liếc nhìn rồi nói, tôi cũng không mang theo. Nếu chị dùng không quen thì ngày mai đi mua, tôi cũng không có cách nào. Tay kia vẫn tiếp tục câu, không chịu yên, nói, vậy em rửa cho tôi đi, nếu không, tôi thật sự sẽ không quen. Khúc Thanh Trúc ngồi ở bên giường, vài phút sau mới đi qua. Vừa tới cửa liền bị Thích Nhất Hoang kéo vào. Thích Nhất Hoang cởi quần áo xong, tóc ướt, nước chảy dọc theo ngọn tóc đi xuống, nằm ở dáng người lả lướt của nàng. Khúc Thanh Trúc để sữa tắm vào lòng bàn tay, nói, vén ra. Ừm. Thích Nhất Hoang quay lưng về phía cô, vén tóc lên ngực, hai tay Khúc Thanh Trúc đặt lên vai nàng, xoa bóp, bôi sữa tắm lạnh lên cổ nàng. Khúc Thanh Trúc hỏi, chị tới Venice khi nào? Buổi trưa. Trực tiếp tới sao? Thích Nhất Hoang nói, nhận được tin nhắn liền đến sân bay, chạy đến hai sân bay, nhưng không có chuyến bay nào có thể bay qua ngay, tôi chờ 2 tiếng mới lên máy bay, sao vậy? Không có gì. Khúc Thanh Trúc cúi xuống dùng ngón tay chạm vào da thịt của nàng, nhéo một chút, Thích Nhất Hoang run lên. Khúc Thanh Trúc lại nói, sao chị không gọi cho tôi? Này không phải em sợ mang tôi theo sao? Thích Nhất Hoang đang muốn xoay người thì bị Khúc Thanh Trúc ấn lại, nàng chỉ có thể thở dài tiếc nuối hỏi, em muốn ở lại Venice bao lâu? Chưa nghĩ đến. Có lẽ là một tuần. Một tuần. Thích Nhất Hoang trầm tư, em có muốn chơi một trò chơi thú vị không? Không. Khúc Thanh Trúc trực tiếp từ chối. Em muốn. Thích Nhất Hoang nói, chính là một trò chơi mà mọi người đến Venice nghỉ phép đều chơi, nếu em không chơi sẽ bỏ lỡ. Khúc Thanh Trúc ồ một tiếng, không dao động. Tôi kể cho em nghe một câu chuyện, là như thế này. Truyền thuyết kể rằng ở Venice có một thương nhân rất yêu một nữ nhân, nhưng cô ấy vẫn luôn không theo đuổi được nên đã chơi một trò chơi với người mình yêu. Đừng bịa đặt, không dễ nghe. Khúc Thanh Trúc nói, từ nhỏ tôi đã không nghe chuyện cổ tích đều là giả, không có thật. Được rồi, đây là một trò chơi tên là Tình Nhân Venice. Trong 7 ngày, phải tìm một người thích hợp để yêu, làm những điều lãng mạn nhất. Nếu em cảm thấy 7 ngày này diễn ra không tệ lắm thì không cần phải chia tay, liền trở thành người yêu chính thức. Nếu không thể thì cứ coi 7 ngày này như một giấc mơ, sau đó quay về trạng thái ban đầu. Thế nào? Thích Nhất Hoang trầm giọng nói, trò chơi này là từ quán bar truyền ra, có đoạn lịch sử, có lẽ bên ngoài không biết, em đừng nghĩ nhiều. Ờ. Khúc Thanh Trúc nhìn lưng của nàng. Thích Nhất Hoang cảm thấy không thoải mái, cử động thân thể, Khúc Thanh Trúc hỏi nàng,
chị đang nghĩ gì lại khẩn trương như vậy? Đây là lần đầu tiên tôi chơi loại trò chơi này, khó tránh khỏi khẩn trương. Thích nhất Hoang cười. Chị ở quán bar lâu như vậy mà chưa từng chơi loại trò chơi này sao? Khúc Thanh Trúc hỏi. Không có, từ khi mở quán tôi chưa từng yêu đương cùng ai, thật, tôi nói mấy muội muội trong quán, tôi quen biết mọi người đều là chơi, cảm thấy không thú vị. Vậy chị tìm tôi chơi loại trò chơi này liền không phải chơi sao? Khúc Thanh Trúc hỏi, Thích Nhất Hoang không nói nên lời, nàng hít một hơi thật sâu nói, này không phải là tôi muốn em chơi cùng tôi sao? Muốn thử không? Nàng trần truồng xoay người lại nhìn Khúc Thanh Trúc, chỉ có 7 ngày thôi. Chương 113 Thích và Khúc, 7 ngày thực sự không dài. Đó chỉ là một tuần làm việc, mỗi ngày làm một việc liên tục, chớp mắt một cái, thời gian liền trôi qua. Trong 7 ngày này, cô chỉ cần làm bạn gái của Thích Nhất Hoang. Thế nào? Thích Nhất Hoang đi tới, vén tóc ra sau tai, véo vành tai cô, nói, nếu không, em tới Venice chỉ để ngắm sông nước, ngắm nhà cửa cùng ngắm cầu rồi rời đi sao? Không muốn để lại chút kỷ niệm khắc cốt minh tâm sao? Khúc Thanh Trúc gật đầu, Thích Nhất Hoang rầu rĩ, cảm thấy cô thật sự là một khối đá cứng, chuẩn bị nói cô tàn nhẫn, liền nghe Khúc Thanh Trúc nói, chị nói có lý, như vậy thật không thú vị. Đôi mắt của Thích Nhất Hoang sáng lên, nàng nắm cầm Khúc Thanh Trúc, muốn hôn cô, nhịp tim của nàng vô cùng vang dội trong căn phòng yên tĩnh. Khúc Thanh Trúc hỏi nàng, chị đã yêu đương bao nhiêu lần rồi? 2 lần. Thích Nhất Hoang thành thật thú nhận, một lần lúc học cấp 3, sau khi tốt nghiệp liền chia tay. Một lần ở quán bar, không lâu sau cô ấy kết hôn. Em yên tâm, tôi không có liên lạc người yêu cũ. Giải thích xong, nàng hỏi Khúc Thanh Trúc, em chưa từng yêu đương phải không? Rồi, cùng một học trưởng yêu đương 3 ngày, anh ta nói tôi quá lạnh nhạt, còn chưa bắt đầu đã chia tay. Khúc Thanh Trúc nói, đương không có gì thú vị, chỉ ăn cơm, đi mua sắm, buổi tối đi tản bộ, không có gì đặc biệt. Thích Nhất Hoang nói, đó là bởi vì em chưa gặp đúng người, nếu gặp được tôi, tuyệt đối sẽ là sự kiện khó quên nhất trong đời em. Yên tâm, nếu em không biết yêu, tôi có thể dạy em. Không cần. Khúc Thanh Trúc nói. Nói xong, cô dừng lại, cầm lấy vòi hoa sen, rửa sạch bọt trên tay, chị tự tắm đi, tôi ra ngoài chờ chị, đừng để bị cảm. Cô chưa kịp bước ra ngoài, Thích Nhất Hoang đã nắm lấy tay cô, nói, đừng cố lạc mềm buộc chặt, nghĩ tôi không bắt được em sao. Khúc Thanh Trúc cố gắng giật lại nhưng bị Thích Nhất Hoang kéo lại, ngày thường ở chung Thích Nhất Hoang không cư xử tệ, nhưng khi nàng trở nên bá đạo, Khúc Thanh Trúc liền không có khả năng phản kháng. Cùng tắm đi, lát nữa nước sẽ lạn. Khúc Thanh Trúc còn chưa phản bác, nàng lại nói thêm, tôi đang nói nước ở nơi khác, đang nóng, nếu nhiệt độ giảm xuống thì sẽ làm rất lâu. Rõ ràng ở Venice không có ô tô, nhưng vào lúc này Khúc Thanh Trúc nhìn thấy một đoàn tàu dài chạy vụt qua trước mắt cô. Một đất nước xa lạ có rất nhiều cảnh đẹp, cảm tình cũng là như thế, luôn sinh ra những cảnh sắc cùng cảm xúc khác nhau. Khúc Thanh Trúc bị Thích Nhất Hoang kéo lên giường. Cô muốn đẩy Thích Nhất Hoang xuống, chị không sợ đột tử à? Từ khi bay tới đây chị vẫn chưa nghỉ ngơi. Không sao, chết cũng là chết trên người của em. Thích Nhất Hoang ngồi trên eo cô, còn chưa lau tóc, nước từ đuôi tóc vẫn chảy xuống vai, có chút nhỏ xuống trên người Khúc Thanh Trúc, khiến Khúc Thanh Trúc kích thích rung lên. Mau lên liền không tính thức khuya. Thích Nhất Hoang tiến về phía trước, hai người ôm hôn nhau, vừa rồi hôn qua rất nhiều lần nhưng vẫn không đủ, từ môi đến cằm, xương quai xanh. Cho đến khi thân thể ra đầy mồ hôi. Kê gối dưới eo, Khúc Thanh Trúc nhìn vào mắt Thích Nhất Hoang nói, đã bao lâu chị không ăn thịt vậy? Em nói xem. Lần trước đến nay đã 7 tháng, nói chính xác là Lục Kiều Vi cùng Văn Cẩn Ngôn đang chuẩn bị kết hôn, nghẹn chết tôi rồi. Trước đó không ăn, hiện tại phải bù lại. Hai người thống nhất giải quyết sớm nhưng lại dây dưa đến 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng nằm ôm nhau ngủ thiếp đi, cơ thể gắt gao dán vào nhau, không thể tách rời. Khi tỉnh dậy, Thích Nhất Hoang muốn hôn chào buổi sáng, Khúc Thanh Trúc quay đầu đi, Thích Nhất Hoang ấn vào gối, chúng ta đang yêu đương, hôm nay là ngày đầu tiên. Tôi có đồng ý sao? Khúc Thanh Trúc cau mày. Có à? Sao lại không? Thích Nhất Hoang nói, nếu em không nhớ, tôi không ngại giúp em nhớ lại. Nàng ấn ngón tay xuống, ngày hôm qua tôi đã làm như vậy, nhẹ nhàng ấn em một chút, em liền một tiếng, nói 7 tiếng, em thật sự không nhớ sao? Khúc Thanh Trúc kéo tay nàng ra, chống cánh tay ngồi dậy, mặc quần áo xong, cô hôn lên một bên mặt nàng. Chào buổi sáng. Khóe môi Thích Nhất Hoang cong lên, muốn hôn sâu nhưng Khúc Thanh Trúc từ chối, hai người mặc quần áo đi rửa mặt đánh răng, xong hết mới hôn môi. Buổi sáng ăn cơm tại khách sạn, đẩy cửa ra chính là sông, hai người đi bộ dọc bờ biển, xem các cửa hàng gần đó, phía trước không có đường nên phải đi thuyền. Thích Nhất Hoang hỏi Khúc Thanh Trúc, em đã từng đi thuyền chưa? Khúc Thanh Trúc gật đầu, trước kia khi tôi theo cha tôi kiếm tiền bằng nghề đánh cá,
sau nhà tôi có một con sông rất dài. Sợ nhắc đến chuyện thương tâm của cô, Thiếp Nhất Hoang không hỏi thêm nữa. Khúc Thanh Trúc nói, khi đó tôi còn quá nhỏ, không biết thưởng thức, phong cảnh bên kia cũng không đẹp bằng ở đây, Venice có vẻ đẹp riêng, nếu không sẽ không hấp dẫn nhiều khách du lịch đến đây. Vậy em có thấy vui không? Thiếp Nhất Hoang hỏi. Khi mới đến đây, giống như không có gì vui vẻ cả, cô không ngừng tự hỏi chính mình đến đây có thích hợp hay không, ngay cả khi có Sasha đi cùng, cô cũng không cảm thấy thú vị, nhiều lắm chỉ thấy mái tóc xoăn của đối phương thật thú vị. Hiện tại, khi xuống thuyền có một tiểu ca xin tiếp, phải nói là tiểu ca này cũng rất giỏi, nói được nhiều thứ tiếng, nhìn thấy hai người liền xin tiếp bằng tiếng Trung lưu loát. Thích Nhất Hoang muốn giả vờ như không nghe thấy, nhưng tiểu ca lại nói, bạn gái của cô thật xinh đẹp. Nàng dùng cánh tay đẩy Khúc Thanh Trúc, nói, em có tiền lẻ không? Không phải thích lão bản rất có tiền sao? Khúc Thanh Trúc liếc nàng một cái, sao đột nhiên lại đòi tiền của tôi? Này không phải đột nhiên xảy ra sao? Trong tay tôi không có tiền mặt. Thích Nhất Hoang ngượng ngùng nói, hôm qua tôi đi hát cũng không kiếm được bao nhiêu, em nhét tiền vào quần áo của tôi không muốn dùng, bây giờ tôi hoàn toàn phá sản rồi. Thật sao? Khúc Thanh Trúc lấy tiền ra. Kỳ thực, tiểu ca nước ngoài xin tiền tiếp đã đi nơi khác, nhưng Thích Nhất Hoang vẫn đuổi theo đưa tiền cho hắn, chỉ vì câu bạn gái của hắn. Cả hai xuống thuyền, xem bản đồ thì biết xe buýt nước đưa họ đến đảo Burano, hai bên là những ngôi nhà rực rỡ sắc màu và có nhiều khách du lịch đang chụp ảnh. Hai người đi dọc các cửa hàng, trước cửa sổ mỗi ngôi nhà đều đặt một chậu hoa, sau đó đi dọc con phố có người đang chụp ảnh cưới. Thích Nhất Hoang nhìn chằm chằm, sửng sốt một lát, tay bị giữ lại. Nàng quay đầu lại nhìn, trên môi mang theo nụ cười, Khúc Thanh Trúc nắm chặt tay nàng, đưa ngón tay vào trong kẽ ngón tay nàng. Em! Thích Nhất Hoang rất kích động, tim đập loạn, đây là lần đầu tiên nàng được Khúc Thanh Trúc nắm tay, vừa lúc đi ngang qua một tòa nhà màu đỏ, giống như tín hiệu nhịp tim của nàng, đập thình thịch rít gào. Khúc Thanh Trúc không nói lời nào, chỉ dẫn nàng về phía trước, trên đảo ngoài những ngôi nhà ra, không có điểm tham quan đặc biệt nào khác, nhưng có rất nhiều đồ thủ công độc đáo. Nghe nói những ngôi nhà đầu tiên ở đây được sơn nhiều màu sắc khác nhau vì người dân ở đây sống bằng nghề chài lưới, hàng ngày chồng đi ra khơi, vợ ở nhà làm đồ thủ công, để chồng tìm được tổ ấm, bọn họ đã sơn ngôi nhà theo màu sắc khác nhau. Sau này, hòn đảo trở thành đảo cầu vồng, để lại nhiều câu chuyện cổ tích. Hiện nay có ít người đánh cá hơn, hàng thủ công thực sự rất đắt đỏ. Khi đi ngang qua một cửa hàng, Thích Nhất Hoang nhìn vào bên trong thì thấy hàng loạt sản phẩm rực rỡ, nàng rất muốn mua, tiêu tiền hoang phí nên muốn vào xem thử. Nhưng Khúc Thanh Trúc lại giả vờ như không nhìn thấy, kéo nàng từ nhà này sang nhà khác, Thích Nhất Hoang lại ngượng ngùng nhắc, nói chúng ta đã ở đây lâu như vậy, muốn mua một món quà lưu niệm gì đó. Nữ nhân không có tiền, liền không có địa vị để nói. Thích Nhất Hoang thực sự hối hận, sớm biết vậy đã mang theo một ít tiền. Cho đến khi Khúc Thanh Trúc dừng lại trước một cửa hàng bán ren thủ công, dẫn Thích Nhất Hoang vào trong cửa hàng, bên trong bày bán khá nhiều thứ. Khi Thích Nhất Hoang đi vào, nàng thích một chiếc quạt có màu sắc rực rỡ với cách phối màu độc đáo. Khi nàng định kêu Khúc Thanh Trúc trả tiền, nàng nhìn thấy Khúc Thanh Trúc đang đứng trước giá treo quần áo gần đó, chỉ vào một bộ váy ren công chúa hỏi giá. Thích Nhất Hoang đi tới nói, sao em lại mua cái này? Không phải lần trước em nói em không tin vào chuyện cổ tích sao? Tôi không tin. Khúc Thanh Trúc nhìn nàng, nắm cầm đi vòng qua nàng, sau đó quay sang hỏi chủ cửa hàng, cô ấy mặc được không? Có sai phù hợp không? Thích Nhất Hoang sửng sốt, vội vàng ngăn cô lại, nói, sao tôi có thể mặc cái này được? Không thích hợp. Ren bạch kim được chế tác rất tinh tế, thiết kế rất lớn, đặc biệt giống kiểu váy ren công chúa trong truyện cổ tích. Sao Thích Nhất Hoang nàng có thể mặc cái này? Từ nhỏ nàng đã không mặc loại quần áo này, đây không phải là trêu chọc nàng sao? Khúc Thanh Trúc nói, đẹp. Thích Nhất Hoang nói nếu em mặc cũng rất hợp, nhưng tôi mặc thì không được, nàng đang do dự không biết nên nói thế nào thì nghe Khúc Thanh Trúc nói, trước kia tôi từng mơ ước, có một ngày người tôi thích sẽ mặc chiếc váy ren công chúa, chân dẫm trên những đám mây đầy màu sắc. Cùng tôi đến Venice chơi. Thích Nhất Hoang sửng sốt, Khúc Thanh Trúc vừa mới nói cái gì? Nói nàng là bạn gái. Hôm nay trái tim nàng đã đập quá tải, ai biết bây giờ còn lớn hơn. Bạn gái A. Nàng mơ ước được làm bạn gái của Khúc Thanh Trúc, chỉ cần nàng mặc bộ váy này thì chính là chờ đến mây tan thấy trăng sáng, ngày mai sẽ có thể ôm mỹ nhân vào lòng phải không? Khúc Thanh Trúc nghĩ nàng không vui nên nói, không phải chị nói đang chơi trò chơi sao? 7 ngày tình nhân Venice sẽ cho tôi một trải nghiệm khác, thế nào, hiện tại Thích lão bản không chơi nổi sao? Chờ một chút. Thích Nhất Hoang kêu chờ, ngẩng đầu nhìn chiếc váy ren công chúa được cắt may khéo léo, đi tới, xem xét kỹ lưỡng rồi nói, mua. Mua cho tôi. Tôi thích mặc cái này. Không chỉ vậy, Thích Nhất Hoang còn lấy điện thoại ra nói, đợi chút,
tôi sẽ gọi cho thư ký gửi tiền cho tôi. Khúc Thanh Trúc nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu nàng đã xảy ra chuyện gì, bị cái gì kích thích. Chỉ nghe Thích Nhất Hoang hưng phấn nói, một bộ sao đủ. Tôi muốn mua 7 bộ, mỗi ngày mặc một bộ. Hết phần 11. Bye bye các hữu lữ nha, cảm ơn các tình yêu đã nghe truyện và ủng hộ kênh, Riel Radio, xin phép lượng đây, hẹn sớm gặp lại, mãi yêu. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way.